Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 381, chỉ chọn thứ quý nhất. Có thể Tô Tiểu Hồng cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị, Trương Dương tuy ân cần, nhưng Trần Tuyết lại lãnh đạm với hắn như bạn đường. Tô Tiểu Hồng không biết Trần Tuyết, thật ra Trần Tuyết sinh ra đã có tính tình như vậy. Khi nhìn thấy Trương Dương, trong lòng kiên định rất nhiều, nhưng cái loại kiên định này lại làm cho người ngoài không cảm giác được gì. Trương Dương nói nhỏ nhẹ với Trần Tuyết, mới trở về gấp từ Bắc Kinh à. Mệt mỏi không, ăn chút gì trước nha. Muốn ăn cái gì? Trần Tuyết lắc đầu nói, em không muốn ăn. Trương Dương cười nói, em không ăn, anh mặc kệ chuyện của em, ông chủ, cho phần cơm hai người ăn, trứng xào bì, măng hấp và đậu phụ khô, và một phần canh chua. Tô Tiểu Hồng đưa mắt liếc nhìn người này, hèn chi hắn lại hấp dẫn con gái như vậy, chỉ một chút biểu hiện thôi, chăm sóc tỉ mỉ đã không thể hình dung được rồi. Trần Tuyết cũng nghe ra, Trương Dương khẳng định đã biết chuyện của nhà nàng, Đỗ Thiên Giã đã lo liệu trước rồi, để cho Dương Hoàng quản chuyện này, sớm biết như vậy không bằng trực tiếp tìm hắn. Trần Tuyết nói, thật sự ăn không vô, trong đôi mắt đẹp lơ đãng toát ra một tia ấm áp. Thân là con gái nên Tô Tiểu Hồng nắm bắt được, Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi cũng nhận ra được. Xem ra cô gái lạnh lùng này đối với Trương Dương vẫn còn chút khác biệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương biết chuyện của Cảnh Tú Cúc làm cho Trần Tuyết không yên lòng, cho nên liền gọi cho Từ Triệu Bân một cú điện thoại ngay trước mặt Trần Tuyết, hắn sở dĩ tìm Từ Triệu Bân. Bởi vì con người của Từ Triệu Bân rất biết làm việc, còn nữa, vợ của Từ Triệu Bân là thôn trưởng thôn Hắc Sơn Tử, Cảnh Tú Cúc gặp chuyện không may, bà ta đương nhiên là biết rõ. Từ Triệu Bân nhận được điện thoại của Trương Dương liền tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Trương Dương là quý nhân sinh mệnh của gã, không có Trương Dương, thì không có vị trí của gã ngày hôm nay, đương nhiên quan trọng hơn là gã rất kính nể Trương Dương. Mỗi người trên quan trường Xuân Dương đều rõ ràng bí thư huyện ủy tiền nhậm Chu Hằng xuống đài thế nào. Trương Dương nói chuyện rất trực tiếp và đơn giản, huyện trưởng Từ, nói viện kiểm sát của các người thả Cảnh Tú Cúc ra, chút chuyện nhỏ này, có cần động binh lớn vậy không? Từ Triệu Bân cũng rõ ràng chuyện này, vì vợ của gã là Vu Thu Linh cũng chính là hương trưởng của Hắc Sơn Tử, gã cười nói, chuyện này tôi cũng nghe nói, chỉ là điều tra tình huống, hẳn là không có chuyện lớn gì. Trương Dương nói, không có chuyện lớn thì thả người đi, đừng để già trẻ trong nhà người ta lo lắng. Từ Triệu Bân nói, thị trưởng Trương, ngài yên tâm, chuyện này ngày mai tôi sẽ đi hỏi. Trương Dương nói, còn ngày mai à, hôm nay thả người ngay, một nữ đồng chí chỉ phạm chút sai lầm, mà bắt giam người ta lại, một đêm này còn không hù chết người ta sao? Từ Triệu Bân khó xử nói, thị trưởng Trương, thấy ngày mai. Giọng nói của Trương Dương lập tức thay đổi, huyện trưởng Từ. Xem ra việc này không dễ làm, để tôi đi tìm bí thư xa. Từ Triệu Bân vừa nghe thấy những lời này liền biết Trương Dương đã nổi giận, người ta ngày hôm nay muốn thả Cảnh Tú Cúc ra, nếu như không nể mặt chính là đắc tội, Từ Triệu Bân liền cười xin lỗi nói, ha ha, được. Được, được, thị trưởng trưởng yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với viện kiểm soát, kêu bọn họ thả người, cùng lắm thì tôi đến bảo lãnh. Trương Dương nói, tôi chờ tin tức của anh, nói xong liền cúp điện thoại. Từ Triệu Bân bên kia chậm rãi buông điện thoại xuống, vợ của gã Vu Thu Linh nói, điện thoại của ai vậy? Thật ra bà ta đã nghe ra là điện thoại của Trương Dương, đôi khi nói chuyện không cần phải vòng vo như vậy, chỉ là hai người đều làm quang, trước mặt người khác dối trá đã quen, cho nên về nhà liền không tự chủ bộc lộ bệnh nghề nghiệp của mình ra. Từ Triệu Bân nói, Trương Dương, chuyện gì? Từ Triệu Bân thở dài nói, còn chuyện gì nữa? Biện hộ cho Cảnh Tú Cúc, thật không ngờ. Cảnh Tú Cúc lại có thể có quan hệ cùng hắn. Vu Thu Linh bĩu môi tỏ vẻ không đáng, con đàn bà này thích nhất là khoe khoang sự dâm đãng, lần này bị người ta đánh, cũng bởi vì câu kết làm bậy với Vương Bác Hùng, Vương Vấn không dứt được. Từ Triệu Bân cười nói cũng phải, ai báo thù cô ta. Vu Thu Linh nói, còn trách ai? Trách chính ả ta đi, khối đất cho thuê ở thôn Hạ Thanh Hà, cô ả giúp đỡ liên hệ thì liên hệ thôi, còn thu người ta 2.000 đồng tiền trà nước. Chuyện hoàn thành rồi, người ta đương nhiên muốn báo thù. Từ Triệu Bân nói, cô ả này cũng thật tham tiền. Vu Thu Linh cười nói, thật ra là cậu em vợ của Vương Bác Hùng tìm người hãm hại ả ta, cố ý tạo một cái bẫy để gạt, mà con nhỏ này còn tưởng rằng đã chiếm được tiện nghi. Từ Triệu Bân nhỏ giọng hỏi, bà làm sao mà biết? Vu Thu Linh nói, chuyện đơn giản như vậy ai mà không nhìn ra, mà ả cũng dám cầm tiền. Thế nào, Trương Dương kêu ông ra mặt.
Từ Triệu Bân cười khổ, tìm đến đầu của tôi rồi, bà nói xem cái mặt mũi này tôi có thể không cho hắn sao. Phu Thu Linh lặng lẽ không nói gì, sự lợi hại của Trương Dương thế nào bà cũng rõ ràng, cái phần mặt mũi này Từ Triệu Bân phải cho rồi. Từ Triệu Bân gọi điện cho viện kiểm soát, chuyện của Cảnh Tú Cúc cũng không có gì lớn lao, tuy rằng cô gái này tham tiền, nhưng mà mồm rất cứng, đến bây giờ cũng không thừa nhận là mình đã cầm tiền. Từ Triệu Bân thu xếp chuyện chứng thực xong, lập tức gọi điện cho Trương Dương, nói cho hắn biết, bên viện kiểm soát đã đồng ý thả người. Hiệu suất làm việc của Từ Triệu Bân khiến cho Trương Dương tương đối thỏa mãn, Trần Tuyết sau khi nghe được tin viện kiểm soát đồng ý thả người, cũng mừng rỡ không gì sánh được, nàng muốn lập tức trở về Xuân Dương gặp mặt mẹ. Trương Dương nói, nhìn em kìa, gấp cái gì cả, ăn xong chén cơm này đi, rồi anh đưa em trở về. Tô Tiểu Hồng có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, trong lòng nói bây giờ mấy giờ rồi. Nhìn Trần Tuyết ăn xong chén cơm, bọn họ đi ra ngoài, trước khi Trương Dương chia tay với Vinh Bằng Phi, đã nhỏ giọng nhắc nhở vụ án cướp tiệm vàng Phong Trạch. Vinh Bằng Phi lập tức hiểu được ý tứ của hắn, tên này muốn mượn chuyện này để mỉa mai Triệu Quốc Đống đây. Vinh Bằng Phi cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ làm ra xem ai là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Hắn nhìn thời gian, nói, đã 9 giờ 30 rồi, bây giờ đến Xuân Dương, nhanh nhất cũng phải hơn 10 giờ, mà gần đây Giang Thành đang nghiêm cấm lái xe sau khi uống rượu, cậu đợi ngày mai hãy đi. Trương Dương chỉ vào Tô Tiểu Hồng, nói, còn có Tô Tổng mà, Tô Tổng không có uống rượu. Tô Tiểu Hồng cứ như vậy mà bị Trương Dương bắt làm đầy tớ, nhưng mà nàng cũng cam tâm tình nguyện, dù sao thì Đỗ Thiên Giã đã giao Trần Tuyết cho nàng chăm sóc. Nếu Trương Dương cùng đi với Trần Tuyết, nàng đúng là có chút lo lắng. Trên đường trở về Xuân Dương, Trần Tuyết vẫn còn có chút bất an, đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương trong đêm, thấp giọng nói, xin lỗi. Trương Dương cười cười, ngón tay cố ý như vô tình chạm vào mu bàn tay mềm mại của Trần Tuyết yên lặng rút tay trở về. Tô Tiểu Hồng ngồi trước lái xe cũng không biết chuyện phía sau, nhẹ giọng nói, Trương Dương, đến Xuân Dương thu xếp xong mọi việc phỏng chừng cũng hừng đông rồi. Tôi không có khả năng trở về. Trương Dương cười nói, đến Kim Khải Việt đi, tôi đã kêu Ngưu Văn Cường chuẩn bị một phòng. Trên đường đi, Trần Tuyết dùng điện thoại của Trương Dương gọi điện cho mẹ, gọi đến mấy cú điện thoại. Khi gần đến Xuân Dương, Cảnh Tú Cúc cũng gọi điện đến, nàng được thả rồi, đang ở buồng điện thoại công cộng trước cửa viện kiểm soát. Trương Dương kêu Tô Tiểu Hồng trực tiếp chạy đến đó, Cảnh Tú Cúc mặc bộ váy màu xanh lá, tóc tai có vẻ mất trật tự. Đứng ở buồng điện thoại trông xe chạy đến. Trần Tuyết mở cửa xe ra, vội chạy đến, mẹ. Hai mẹ con cùng ôm nhau một chỗ, Cảnh Tú Cúc khóc, nhưng Trần Tuyết không khóc, cái này đã thể hiện đầy đủ một mặt kiên cường của nàng. Trương Dương và Tô Tiểu Hồng nhìn hai mẹ con này, Tô Tiểu Hồng nói, đều là mẹ chăm sóc cho con gái, tại sao hai người đó lại đảo ngược lại. Trương Dương cười nói, việc nhà người ta, chúng ta đừng quản nhiều. Cảnh Tú Cúc dưới cái ôm của con gái đã khóc đầy nước mắt, bà ta từ lời kể đơn giản của Trần Tuyết biết là Trương Dương cứu mình ra, liền gạt lệ nói thị trưởng Trương, làm phiền cậu. Trương Dương nói, chị Cảnh, chị khách khí với em làm gì? Chúng ta là bạn bè nhiều năm với nhau, chị xảy ra chuyện, em khẳng định phải giúp chứ. Tô Tiểu Hồng không quen đường ở Xuân Dương, cho nên Trương Dương chủ động giành trách nhiệm lái xe, hắn chạy xe đến Kim Khải Việt. Ngưu Văn Cường sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương xong liền đến Kim Khải Việt chờ, thấy Trương Dương mang theo mẹ con Cảnh Tú Cúc, còn có Tô Tiểu Hồng, hắn liền nở nụ cười, mà thằng nhãi này cười rất là tà, Trương Dương nhìn thấy liền tức đến đá một phá cười giống như là chó dại vậy, anh không biết giả bộ giống người tốt chút sao. Ngưu Văn Cường ủy khuất nói, tôi vốn là người tốt mà. Tô Tiểu Hồng đến nói chuyện với Ngưu Văn Cường, nàng đã có chút mệt nhọc, ngáp một cái, nói, Ngưu Tổng, mau thu xếp phòng đi. Tôi cần phải đi tắm nghỉ ngơi. Ngưu Văn Cường kêu phục vụ dẫn ba người phụ nữ này nên, mũi hắn rất thính, ngửi thấy được mùi rượu trên người của Trương Dương, uống rượu. Trương Dương gật đầu. Gần đây kiểm tra rất nghiêm, cậu đừng có gây thêm án. Trương Dương nói, cho nên mới nhờ Tô Tổng lái xe. Hắn cười với Ngưu Văn Cường, làm chút cơm cho Cảnh Tú Cúc ăn đi, phỏng chừng là tối nay còn chưa ăn cơm. Ngưu Văn Cường nói, đầu bếp đã về rồi. Tôi kêu phục vụ mua cho chút sủi cảo ăn vậy. Sau khi thu xếp thỏa đáng xong tất cả, liền túm Trương Dương đi ra cửa ăn chợ đêm. Trương Dương trở về Xuân Dương cũng đã có chút hưng phấn, theo Ngưu Văn Cường đi qua đối diện Kim Khải Việt ăn vặt, Ngưu Văn Cường ăn đến mấy phần, và còn uống một chia bia vào. Trương Dương phát hiện ra con đường này đã được xây sửa gần xong,
có chút kỳ quái nói, lần này trở về cảm thấy Xuân Dương hình như đã thay đổi một ít. Ngưu Văn Cường nói, bí thư Sa đúng là biết làm việc, vấn đề làm tốt đường xá trong thị trấn bị Chu Hằng kéo dài lâu như vậy, ông ta vừa về liền giải quyết dễ dàng. Trương Dương nói, giải quyết thế nào? Ngưu Văn Cường nói, không biết, dù sao thì vẫn là những người đó thi công trên cơ bản, nhưng mà bí thư Sa vừa lên, bọn họ liền nguyện ý trở lại làm việc, con đường thị tiên trước cửa chúng ta đã được sửa tốt, bây giờ những con đường khác cũng đang sửa gấp. Trương Dương cười nói, cái này chứng minh, lúc Chu Hằng còn, là ông ta cố ý gây sự. Ngưu Văn Cường cũng cười, không làm như vậy, thì bây giờ ông ta cũng không được làm bí thư. Lúc nói những lời này, ông giảm thấp giọng lại, Trương Dương đương nhiên là không cần cố kỵ, nhưng mà ông không được, vì muốn làm ăn tại Xuân Dương, thì ngàn vạn lần không thể đắc tội với vị huyện thái gia này. Trương Dương nhìn con đường lớn thẳng tắp trước mặt, trong lòng âm thầm cảm khái, đây là thể chế, đây là hiện thực, Sa Phổ Nguyên rõ ràng có năng lực đối phó với chuyện thi công đường phố trong thị trấn, mà ông ta một mực không làm, bởi vì ông ta biết mình làm thì như là giúp Chu Hằng tăng thêm chiến tích, rõ ràng là chuyện mang đến tiện lợi cho dân chúng, mà ông không chịu làm, là vì ông muốn lôi Chu Hằng xuống, để bản thân lên làm bí thư huyện ủy, người như vậy trong thể chế rất bình thường, hơn nữa thường thường đến cuối cùng còn được như nguyện. Ngưu Văn Cường khui một chai bia, nói, bia ngon, tối nay cậu đại giá quang lâm, tôi thật sự có chút kích động. Trương Dương cười nói, anh kích động cái gì? Ngưu Văn Cường nói, cậu không phải là đề nghị tôi đưa tầm mắt phóng xa một chút sao? Nghe lời khuyên của cậu, hai ngày trước tôi đã đi khảo sát một vòng Phong Trạch. Trương Dương buồn bực nhìn ông ta, anh đi khảo sát Phong Trạch sao không tìm tôi? Ngưu Văn Cường nói, đến hồ Phong Trạch, chứ không đến khu vực thành thị, cho nên không liên hệ với cậu. Trương Dương hỏi, đến làm gì? Ngưu Văn Cường nói, Phong Trạch năm nay đại hạn, tôi quen biết với một người khách, hắn ta đầu tư tất cả về thủy vực trong hồ Phong Trạch, tôm cua cá gì bây giờ tất cả đều xong hết, tổn thất thảm trọng, hắn và chính phủ địa phương còn có hiệp ước 20 năm, sau khi chuyện này xảy ra, hắn liền nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục làm nữa, muốn chuyển nhượng ra bên ngoài, giá cả rất thấp, còn chưa bằng phân nửa lúc đầu, cho nên tôi muốn bắt lấy. Trương Dương nói, hồ Phong Trạch sắp xây xong rồi, anh muốn trồng trọt sao? Ngưu Văn Cường nói, ánh mắt của chúng ta cần phải đưa ra lâu dài một chút, không thể chỉ nhìn năm nay hạ, sang năm sẽ không tiếp tục hạn, cho dù sang năm hạn, thì cũng không thể hạn hán liên tục 3 năm, lại nói tiếp anh còn có thể kiếm được mà. Trương Dương không thích nghe những lý thuyết kinh doanh này, uống bia, nói, anh chỉ cần lúc làm kinh doanh, đừng làm ra âm mưu thủ đoạn gì là được, tôi phát hiện ra, phàm là những sinh ý kiêu ngạo, nhất định phải có quy tắc, những kẻ vi phạm pháp luật đều là thương gia nhỏ. Ngưu Văn Cường nói, anh là thương gia nhỏ, đối với cậu cũng không vi phạm pháp luật. Trương Dương cười nói, anh cũng không phải là thứ tốt gì đâu, nghe nói gần đây sinh hoạt tình cảm rất đắc ý, nói nghe một chút đi. Ngưu Văn Cường nói, đắc ý cái rắm, bây giờ tâm của anh toàn chui vào tiền, làm gì mà phong hoa tuyết nguyệt, ai như cậu, con mẹ nó, đúng là diễm phúc không cạn. Trương Dương mở to hai mắt ra nhìn, phần trăm thăng sao, cái miệng của anh không thể tích chút nước được sao. Còn nói bậy nữa coi chừng tôi đánh đấy. Ngưu Văn Cường thấy thằng nhãi này chừng mắt vươn mép đúng là có chút hung hăng, liền cười chừ nói, được rồi, coi như anh nói bậy, cậu đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, cái này anh mời ăn, đừng nóng giận. Trương đại quan nhân nhà chúng ta cũng không phải là thật sự tức giận, mà chủ yếu là do những lời này của Ngưu Văn Cường vũ nhục người thái quá, tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, chút chuyện đạo đức này, không làm được, Trương Dương nói, vốn là anh mời khách mà, tức chết đi được. Ông chủ, cái gì mắc nhất đâu, đem ra một phần. Món ăn vặt quý nhất chính là sườn lợn kho tàu, Ngưu Văn Cường tỏ vẻ may mắn nói, cũng may là mời ăn hải sản. Trương Dương cười nói, cho nợ trước đấy. Hai người ăn uống đến hừng đông thì mới nghỉ ngơi, Trương Dương trở về đến cửa phòng, Cảnh Tú Cúc nghe được động tĩnh bên ngoài, đi ra, liền sợ hãi kêu lên một tiếng thị trưởng Trương. Trương Dương gật đầu xin lỗi với bà ta, cười nói, quá muộn rồi, có gì để mai nói. Trương đại quan nhân cũng đã học chú ý ảnh hưởng, dù sao cũng là hừng đông, dù mình và Cảnh Tú Cúc không có gì, thì cũng sợ bị người ta nói lung tung. Cảnh Tú Cúc gật đầu nói, tốt, sáng ngày mai tôi tìm cậu. Trương Dương thật không ngờ mới sớm như vậy mà Cảnh Tú Cúc đã đi tìm hắn, còn chưa đến 7 giờ, Cảnh Tú Cúc đã gõ cửa phòng của hắn, Trương Dương vốn định ngủ một giấc cho khỏe, nhưng đành phải đi ra mở cửa phòng. Cảnh Tú Cúc nói, thị trưởng Trương, quấy rầy cậu.
Trương Dương miễn cưỡng cười nói, không sao cả, dù sao thì tôi cũng đã tỉnh. Cảnh Tú Cúc nói, tôi muốn nói rõ chuyện này, Lý Phàm Quý là bạn học của tôi, hắn muốn miếng đất kia, nhờ tôi hỗ trợ liên hệ, tôi nể tình bạn học nên giúp đỡ hắn, vốn đã liên hệ được rồi. Hắn liền dùng 2.000 đồng để cảm ơn tôi kiên trì không nhận, thế là hắn để lại tiền rồi bỏ đi, nói là mua quần áo cho đứa nhỏ. Cũng không có quá nhiều, hắn còn nói dư cứ lấy xài, tôi muốn đem tiền trả lại cho hắn, không ngờ tôi chưa kịp trả tiền cho hắn, thì đã có thư nặc danh tố giác tôi. Trương Dương gật đầu, trên biểu tình của Cảnh Tú Cúc có thể thấy được bà ta hẳn là không nói láo, mắt trai của Cảnh Tú Cúc bị bầm xanh, trên mặt còn có vết cào, xem ra là bị người ta đánh. Trương Dương hỏi, ai đánh chị? Cảnh Tú Cúc ngượng ngùng nói, vợ của Vương Bác Hùng. Bà lập tức ngẩng đầu lên nói, Trương Dương, tôi xin thề, tôi thật sự không có qua lại với hắn ta, cậu ngàn vạn lần đừng để cho Tiểu Tuyết biết chuyện này, nó đã rất khinh thường tôi rồi. Trương Dương thản nhiên nói, chị Cảnh, Trần Tuyết không phải loại người như vậy, làm con gái thì sao có thể khinh thường mẹ ruột của mình, nếu như vậy, nàng ta sẽ không vì chuyện của chị, lập tức từ Bắc Kinh chạy về đây. Cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo xung quanh, cầu người cứu chị. Vành mắt của Cảnh Tú Cúc đỏ lên. Trương Dương nói, chị yên tâm đi, chuyện này để em giải quyết, có số điện thoại của Lý Phàm Quý không? Cảnh Tú Cúc lắc đầu, tôi gọi điện cho hắn, nhưng không liên lạc được. Trương Dương cười nói, cũng không nhất định là nhờ được, chị Cảnh, trước tiên chị cứ ở đây, tôi sẽ mau chóng báo tin cho chị biết. Lúc Trương Dương rửa mặt xong, đã gọi Ngưu Văn Cường lên. Hỏi thăm về Lý Phàm Quý, Ngưu Văn Cường cũng chưa từng nghe qua về người này, vì vậy Trương Dương gọi điện cho Vương Bác Hùng, cả đêm qua Vương Bác Thần cũng không yên lòng, khi nhận được điện thoại của Trương Dương xong mới biết được là Cảnh Tú Cúc đã được thả ra, ông liền nói với Trương Dương, Lý Phàm Quý tôi biết, hắn và em vợ tôi Tào Bảo Trụ có quan hệ không tồi, có mở một cửa hàng nông dược bán hạt giống gia kim tại Xuân Dương. Trương Dương nói, Cảnh Tú Cúc tám phần là bị em vợ của ông hại, chuyện này là do người của ông dựng lên. Vương Bác Hùng lúng túng nói, tôi biết, thật ra tôi và cô ấy không có gì cả, không biết ai muốn hại tôi, nói bậy với vợ của tôi. Trương Dương nói, chuyện này vốn tôi không nên hỏi, các người nếu không có gì, thì vợ của ông còn một mực hãm hại người ta làm gì. Cảnh Tú Cúc khi trước vì ông mà ăn không ít vị đắng rồi. Vương Bác Hùng im lặng không nói gì, lúc trước Cảnh Tú Cúc còn thiếu chút nữa đã mất cả mạng, cho nên đối với Cảnh Tú Cúc, ông quả thật là tràn ngập áy náy. Trương Dương nói, chuyện của Lý Phàm Quý, ông không tiện ra mặt, tôi giúp ông đối phó chuyện này. Về phần vợ của ông, tự ông quản cho tốt, nếu như ông và Cảnh Tú Cúc thật sự không có gì, tôi không hy vọng sau này vợ của ông gây thêm phiền phức cho chị ấy. Trương Dương cúp điện thoại, trong lòng có chút đắc ý, nhớ lại lúc trước hắn còn làm việc tại Hưởng Hắc Sơn Tử, quyền lực gì đều nằm trong tay bí thư Hương ủy Vương Bác Hùng, rất khó tưởng tượng rằng có một ngày bản thân hắn lại dùng cách nói chuyện này để nói với ông ta. Bây giờ tất cả đều đã thay đổi, cuộc sống quả thật là kỳ diệu. Bên kia Vương Bác Hùng thì không có nhiều cảm khái như vậy, ông buông điện thoại xuống, bà vợ Tào Bảo Châu xuất hiện ngay sau lưng ông ta, tràn ngập nghi ngờ nói, điện thoại của ai đó? Có phải là của con đàn bà thối kia không? Vương Bác Hùng cả giận nói, bà có để yên cho người ta không? Đã nói với bà mấy lần rồi, tôi và cô ta không có gì cả. Tào Bảo Châu kêu lên, ông nghĩ rằng tôi không biết sao? Người ta nói cho tôi biết hết rồi. Vương Bác Hùng giận dữ hết, người ta muốn hại tôi, đồ đàn bà ngu xuẩn, có biết suy nghĩ hay không? Sau này còn dám sinh sự với tôi sẽ ly hôn với bà. Cơn phẫn nộ tích tụ lâu ngày của Tào Bảo Châu bị những lời này của ông ta mà bộc phát ra, bà ta liều lĩnh vọt đến, tôi liều mạng với ông, tên Trần Thế Mỹ này. Vương Bác Hùng bất ngờ tán cho bà ta một cái bạt tai, tức đến nổi dùng tay đẩy bà ngã ngửa xuống đất. Tào Bảo Châu liền khóc lóc ầm trời. Trương Dương và Ngưu Văn Cường cùng đi đến cửa hàng nông dược, tuy rằng Cảnh Tú Cúc được thả ra rồi, có điều muốn giải quyết hoàn toàn chuyện này nhất định phải bắt Lý Phàm Quý đổi lời khai. Lúc hai người đi đến cửa hàng, thì Lý Phàm Quý cũng vừa mở được một cái cửa xe ra. Trương Dương mở cửa xe đi xuống, cười nói, ông chủ Lý. Lý Phàm Quý sửng sốt, gã không nhận ra Trương Dương, nhưng có thể nhận ra Ngưu Văn Cường. Ngưu Văn Cường là một nhân vật có danh tiếng hiển hách trong thương giới Xuân Dương, Lý Phàm Quý có chút mê mang hỏi, cậu là? Trương Dương cười nói, ông là ông chủ Lý Phàm Quý sao? Lý Phàm Quý gật đầu. Trương Dương tự giới thiệu, tôi là Trương Dương, đến đây vì chuyện của Cảnh Tú Cúc. Nghe đến đó, Lý Phàm Quý liền bỏ chạy, gã không nhận ra Trương Dương,
nhưng mà có nghe qua tên tuổi của Trương Dương, khi Trương Dương nói vì chuyện của Cảnh Tú Quốc mà đến, gã nhất thời cảm thấy không ổn, cũng không nghĩ nhiều, bỏ chạy trước, danh tiếng cường hãn của Trương Dương truyền bá rộng rãi trong Xuân Dương, nên gã cũng sợ hãi. Trương Dương bật cười, Ngưu Văn Cường thì lên xe, lái xe đuổi theo, Lý Phàm Quý cho dù có chạy nhanh, thì cũng cách nào so sánh với ô tô được cả, mắt thấy chiếc xe đã đuổi đến sau lưng, gã sợ đến mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, Ngưu Văn Cường liền phanh xe lại gấp. Trương Dương đi ra, nhấc chân đá một cái lên mông của Lý Phàm Quý, ông bị bệnh à? Chạy cái gì? Lý Phàm Quý sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mày. Trương Dương cười nói, mày cái gì mà mày? Tôi là một cán bộ quốc gia, sao có thể mày tao được? Đứng lên, tôi có lời muốn hỏi ông. Lý Phàm Quý run rẩy đứng lên, hỏi cái gì? Trương Dương nói, mỗi chuyện tôi hỏi ông đều phải thành thật trả lời tôi, bằng không. Ngưu Văn Cường lấy một cái cờ lê trong xe ra, nhe răng cười dơ lên với Lý Phàm Quý. Lý Phàm Quý run giọng nói, đừng dọa tôi là người nhát gan. Trương Dương nói, nhát gan mà dám làm chuyện thiếu đạo đức. Tôi không có làm. Trương Dương nháy mắt với Ngưu Văn Cường một cái, Ngưu Văn Cường liền lấy một cái máy ghi âm đời cũ từ trong xe ra, bỏ vài túi đi tới, đáng tiếc là do thời gian gấp bách, cho nên chỉ tìm được cái này. Ngưu Văn Cường nói, ông có quyền giữ im lặng, những lời ông nói đều là bằng chứng trước tòa. Ông có quyền mời một luật sư, nếu ông không trả nổi tiền phí luật sư, thì chúng tôi có thể mời một luật sư miễn phí cho ông hiểu chưa? Người này cũng thuộc lời thoại trong phim đấy nhỉ? Lý Phàm Quý mặt đầy đau khổ nói, Ngưu Tổng, ngài đừng dọa tôi tự hỏi là không có chỗ nào đắc tội với mấy người cả. Ngưu Văn Cường nhấn nút ghi âm. Trương Dương nói, thư nặc danh kiện Cảnh Tú Quốc có phải là do ông viết hay không? Lý Phàm Quý run giọng nói, phải. Trương Dương nói, ông cho bà ta 2.000 đồng. Lý Phàm Quý gật đầu. Trương Dương lớn tiếng nói, ông nói cho rõ ràng, 2.000 đồng đó là ông cho bà ta hay là bà ta chủ động đòi ông đưa ra? Lý Phàm Quý nói, bà ta đòi tôi. Trương Đại Quan Nhân liền vung tay lên, đánh một cái tát qua, đánh cho Lý Phàm Quý ngơ ngác, Ngưu Văn Cường cũng ngơ ngác, ông không ngờ là Trương Dương ra tay nhanh như vậy, nhíu mày nói cái này có ghi âm lại rồi. Trương Dương tức giận nói, anh không thể ghi đè lên sao? Ngưu Văn Cường lắc đầu, thở dài nói, để anh xóa đã, cậu đừng vội hỏi. Lý Phàm Quý sửng sốt nửa ngày, gã nhìn Trương Dương, trong lòng sợ đến cực điểm. Lý Phàm Quý không hề nói sai, gã rất nhát gan, không chỉ là nhát gan, hơn nữa còn rất tham tiền, sở dĩ chịu làm chuyện này, bởi vì Tào Bảo Trụ có quan hệ không tồi, hơn nữa lại cho gã tiền, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, cho nên Lý Phàm Quý mới dày mặt đi hãm hại Cảnh Tú Quốc một lần. Sau khi Ngưu Văn Cường nhấn nút ghi âm, Trương Dương lại nói, vậy 2.000 đồng kia là ông cho bà ta hay là bà ta chủ động đòi ông đưa? Lý Phàm Quý nói, là tôi cho bà ta. Trương Dương gật đầu, thỏa mãn, tiếp tục hỏi, có đúng là ông đã sớm bày ra chuyện này, muốn hãm hại Cảnh Tú Quốc? Lý Phàm Quý lắc đầu, không. Bốp, lại một cái tát vào mồm, Lý Phàm Quý bị tát sưng cả hai bên má, ủy khuất nhìn Trương Dương, chỉ thiếu chút nữa là đã khóc thành tiếng. Ngưu Văn Cường thở dài nói, tội tình gì, hà tất phải như vậy? Ông lại xóa và làm lại. Trương Dương lại hỏi một lần nữa, lần này câu trả lời của Lý Phàm Quý khiến cho Trương Dương thỏa mãn, phải. Tôi, cho bà ta tiền, bà ta muốn trả lại cho tôi, làm cho tôi không vui, tôi liền kiện bà ta, tôi có thủ oán với bà ta, tôi hận bà ta. Tôi sai rồi. Trương Dương nói, bớt nói xạo với tôi, nếu tôi tìm đến ông, cũng đã điều tra chân tướng chuyện này rõ ràng, không có chứng cứ tôi đổ oan cho ông sao? Ông thành thật nói cho tôi biết, có phải là Tào Bảo Trụ kêu ông làm? Lý Phàm Quý lại lắc đầu, không phải. Bốp! Trương Đại Quan Nhân còn chưa ra tay. Thì Ngưu Văn Cường đã giành trước, cho Lý Phàm Quý một cái tát vào mồm, Ngưu Văn Cường cả giận nói, mẹ kiếp, mày giỡn mặt với tao à? Tao rãnh rỗi ghi âm rồi xóa lắm hay sao? Giả bộ ngu với tao à? Trương Dương cười lạnh nói, Lý Phàm Quý, tôi đã nhìn ra rồi, cửa hàng nông dược của ông không dự tính mở lại. Lý Phàm Quý chỉ thiếu một chút nữa là khóc thành tiếng, tôi nói, cái gì tôi cũng nói, tôi và Tào Bảo Trụ có làm ăn qua lại, hắn thiếu tiền của tôi. Kêu tôi giúp hắn làm chuyện này, sau khi làm xong, liền đem tiền trả lại cho tôi cũng không có biện pháp. Các người đừng tìm tôi, muốn tìm thì đi tìm Tào Bảo Trụ. Lý Phàm Quý hợp tác, thì chuyện tiếp theo đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều, Trương Dương đem băng ghi âm chép ra một bản giao cho Vương Bắc Hùng,
cũng không nhiều lời, để cho Vương Bác Hùng tự giải quyết, chuyện nhà của ông, để ông tự xử lý. Vương Bác Hùng lôi hai chị em vợ đến, rồi bật băng ghi âm lên trước mặt bọn họ, sau khi xong, Vương Bác Hùng nói cút, cút ngay, còn lộn xộn thì bảo trụ sẽ phải vào tù, tôi và Cảnh Tú Cúc đều là chuyện quá khứ, chuyện đã xảy ra tôi không tính tới, bà lôi ra nói thì thôi, mà hai chúng tôi không có gì, bà cũng làm ầm ĩ lên, chúng ta ly hôn đi, dù sao thì danh tiếng của tôi cũng bị bà đạp nát hết rồi, cái chức cục trưởng này cũng không còn mặt mũi nào mà làm. Hai chị em Tào Bảo Châu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có sợ hãi, nhất là khi nghe thấy Cảnh Tú Cúc được thả ra, Lý Phàm Quý trở mặt đổi lời khai, trong đáy lòng đều bắt đầu cảm thấy sợ, chuyện này lăn qua lăn lại đến bây giờ, Cảnh Tú Cúc bị chút giáo huấn thôi, mà người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là Vương Bác Hùng. Tào Bảo Châu dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm với Vương Bác Hùng, bà ta khóc lóc nói ông là đồ không có lương tâm, ông còn che chở cho ả ta. Tào Bảo Trụ sợ hãi, hắn nghe được đoạn ghi âm kia, cũng biết nếu chuyện này thật sự làm căng ra, thì thật sự là sẽ bị tống vào tù. Hơn nữa, quan hệ của hắn và anh rể trước giờ coi như cũng không tồi, công việc làm ăn của hắn hoàn toàn là nhờ cậy anh rể hỗ trợ, cho nên lập tức khuyên nhủ chị gái chị, em thấy chuyện này đủ rồi, lúc trước em đã khuyên chị. Chuyện có chút xíu mà chị làm ầm ĩ chi vậy? Thật ra, đàn ông có mấy ai không phong lưu đâu, huống chi anh rể của em đẹp trai như vậy, có người thích cũng là bình thường. Tào Bảo Châu liếc mắt nhìn em trai một cái, mắng coi như tôi mù mắt, đàn ông các người, không có một ai tốt. Bà ta che miệng chạy vào trong phòng khóc, nhưng mà trong lòng cũng đã tiếp nhận cái hiện thực này. Tào Bảo Châu nói, anh rể, về sau đối tốt với chị của em một chút. Vương Bác Hùng lạnh lùng nhìn tên này. Nghiến răn noi một, mày còn có mặt mũi nói được những lời này sao, chuyện này đều là do mày gây ra, có phải là làm cho tao và chị của mày ly hôn mày mới vui vẻ không? Tào Bảo Trụ kêu khổ không thôi, anh rể, em đâu có ý đó đâu. Vương Bác Hùng nói, chị mày là người không có đầu óc, người ta muốn nương theo chuyện này mà làm xấu mặt tao, bây giờ thì hay rồi, cả cục thuế vụ từ trên xuống dưới đều nhìn tao bằng cặp mắt chê cười, tao làm sao mà ngẩng đầu đối đãi? Mày dùng lương tâm của mày nói đi, tao làm anh rể đã bao giờ bạc đãi mày chưa? Công việc buôn bán của mày dùng danh nghĩa của tao, đền tiền thì tao phải đi chùi đờ tê cho mày, kết quả là mày còn cắn ngược tao một cái. Sau này mày đừng tìm tao dù bất cứ chuyện gì. Anh rể, em sai rồi. Trương Dương và Ngưu Văn Cường sau khi biết được Vương Bác Hùng giải quyết việc nhà xong, hai người đều cười ha hả, thật ra chuyện này nói trắng ra là chuyện gia đình của Vương Bác Hùng. Người ngoài cũng không nên can thiệp làm gì, có được kết quả như vậy cũng làm mọi người vui mừng rồi. Cảnh Tú Cúc mang Trần Tuyết đến chào tạm biệt Trương Dương, Cảnh Tú Cúc nói, thị trưởng Trương, chuyện lần này nhờ có cậu. Trương Dương cười nói, cũng không tính là chuyện lớn gì, vốn chỉ là hắn muốn hãm hại chị thôi, sau này gặp phải loại chuyện này cần phải chú ý một chút. Cảnh Tú Cúc gật đầu liên tục. Trần Tuyết đứng bên cạnh Cảnh Tú Cúc từ đầu đến cuối đều cúi đầu, Cảnh Tú Cúc nói, vậy. Hai mẹ con chúng tôi đi, Tiểu Tuyết, con chào tạm biệt chú Trương đi. Ngưu Văn Cường đang uống một ngụm nước vào miệng, nghe nói như thế, thiếu chút nữa đã sặc ra, ông sặc đến đỏ bừng mặt, cho đến khi Cảnh Tú Cúc mang con gái rời đi, thì cái cơn sặc này mới đỡ lại một chút. Trương Dương đương nhiên là rõ ràng người này đang cười cái gì, tức giận vỗ ót ông một cái. Ngưu Văn Cường đỏ mặt nói, anh nói này bạn thân, không nên hại người như thế, anh thiếu chút nữa bị sặc chết rồi. Trương Dương nói, sặc chết anh cũng đáng đời. Vẻ mặt Ngưu Văn Cường đầy xấu xa, nói Trần Tuyết là cháu gái của cậu a. Trương Dương nói, ừ, tính theo mẹ của nàng thì đúng là gọi như vậy. Trong lòng lại nghĩ, nếu như tính theo chú của nàng Đỗ Thiên Dã thì nên gọi thế nào nhỉ? Ngưu Văn Cường nói, vậy thì không thể có chủ ý với người ta, tiếp theo cậu cũng đừng gây tai họa. Trương Dương căm tức nhìn Ngưu Văn Cường, anh có phải là muốn bị đòn không? Tôi là cái loại người này sao? Cậu không phải loại người này, mới là lạ. Lần này Trương Dương cũng không đạt được thành tích quá lớn, 500 vạn đối với tình hình hạn hán kịch liệt của Phong Trạch mà nói căn bản là không có nhiều tác dụng, Thẩm Khánh Hoa cũng không che giấu được sự thất vọng trong lòng, thở dài nói cậu khổ cực rồi. Trương Dương nói, ra sức vì dân chúng Phong Trạch là trách nhiệm của tôi, không có gì cực khổ cả. Thẩm Khánh Hoa nói, Tiểu Trương, theo cậu thấy, trong tỉnh còn có thể cung cấp bao nhiêu kinh phí hoạt động xuống không? Trương Dương lắc đầu nói, tôi thấy khó lắm, 500 vạn lần trước là chính tôi cầu ông nội nói bà nội lấy ra. Thẩm Khánh Hoa gật đầu nói, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Trương Dương gật đầu, khi đang chuẩn bị rời đi,
Bí thư trưởng thị ủy Tề Quốc Viễn thở hổn hển chạy đến, vừa chạy vào cửa liền ồn ào, bí thư chờ mô, ca tốt, không tốt, đường ống nước trên đường Phú Quốc bị vỡ, bây giờ đã bị ngập rồi. Thẩm Khánh Hoa trợn mắt lên nói, ông nói cái gì? Tề Quốc Viễn lớn giọng nói, đường ống nước chính trên đường Phú Quốc bị vỡ, khu Tây của Phong Trạch xuất hiện ngập nước, đang tìm điểm vỡ. Cơ mặt của Thẩm Khánh Hoa buộc chặt lại với nhau, Phong Trạch đại hạn, mà đường ống nước chính của khu vực thành thị lại vỡ ngay đúng lúc này, ông trời có phải là cố ý trêu cợt bọn họ không? Chương 382, Đồng Tâm Hiệp Lực. Thẩm Khánh Hoa đứng lên, lập tức đến hiện trường nhìn. Tề Quốc Viễn nói, tôi đi lấy xe. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Trương Dương vẫn chưa rời đi, Tiểu Trương, cùng đi đến hiện trường nhìn. Dù sao thì Trương Dương cũng rảnh rỗi không có gì làm, nếu bí thư Trầm đã mở miệng, thì đương nhiên phải đi xem náo nhiệt rồi. Trương Dương thấy vẻ mặt Thẩm Khánh Hoa ngưng trọng, bước đi cũng mất đi sự ổn trọng ngày thường, trong lòng kỳ quái, không phải chỉ là một ống nước bị vỡ thôi sao? Có cần khẩn trương như vậy không? Thẩm Khánh Hoa đi xuống lầu, xe Santana có rèm che đã chờ sẵn, Tề Quốc Viễn cùng Thẩm Khánh Hoa ngồi phía sau, Trương Dương ngồi cạnh người lái, vừa vào xe, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thẩm Khánh Hoa, đi mau, đường Phú Quốc. Xe khởi động, Thẩm Khánh Hoa mới nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đường ống nước chính đang yên lành tại sao lại vỡ? Tề Quốc Viễn nói, theo tin tức sơ bộ là bởi vì một chiếc tải vượt trọng tải đi vào vùng cấm, phá hủy mặt đường, cho nên mới làm cho ống nước bị vỡ. Thẩm Khánh Hoa cả giận nói, điều tra rõ nguyên nhân sự cố, người có trách nhiệm liên quan một người cũng không tha. Trương Dương lẳng lặng nhìn, biểu hiện của Thẩm Khánh Hoa lúc này giống như một thanh quan ghét ác như thù, người này đúng là phức tạp, làm cho nhìn không thấu. Chờ khi xe tiến vào trong đoạn đường Quang Minh, Trương Dương mới biết được tình huống hiện trường nghiêm trọng cỡ nào. Ống nước vỡ là tuyến đường ống nước chính của nhà máy nước khu Đông Phong Trạch, đường kính ống là 800mm. Đường Quang Minh nối tiếp với đường Phú Quốc cũng đã bị nước ngập lênh láng, xe chạy được một khoảng rồi dừng, tài xế không dám cho xe chạy tiếp. Thẩm Khánh Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa xuống xe, đi ra ô tô, hai chân bước vào trong nước, mặt nước không tới chân nhỏ của ông, Tề Quốc Viễn cũng cuốn quýt chạy theo, Trương Dương cũng đẩy cửa xuống xe, chân vừa dẫm vào nước, lòng liền nói, đôi giày da vừa mới mua tiêu rồi. Rất nhiều xe bị kẹt trên đường Quang Minh, Thẩm Khánh Hoa lội nước đi về phía trước. Trương Dương và Tề Quốc Viễn đi theo phía sau ông, lúc đi đến đường Phú Quốc, nước đã gần đến đầu gối, xa xa thấy một cột nước phun lên cao, chừng 7-8 mét, xung quanh có rất nhiều dân chúng vây xem, cách cột nước là một chiếc xe tải bị lún vào trong, phỏng chừng là chiếc xe gây tai nạn. Xung quanh hiện trường là một mảnh hỗn độn, ký giả của đài truyền hình chạy đến, đang trực tiếp phát sóng tình cảnh hiện trường. Thẩm Khánh Hoa giật giữ hét với Tề Quốc Viễn, ống nước vỡ lâu như vậy, vì sao nước vẫn còn chảy ra ngoài? Tề Quốc Viễn gật đầu liên tục, ông cũng không rõ ràng tình huống hiện trường. Trước khi bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đến, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên, phó thị trưởng Kim Lỗi đã chạy đến đây, đang khẩn trương chỉ huy sơ cứu, nghe nói bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đến, hai người bọn họ liền nhanh chóng đến báo cáo tình huống. Tất cả lãnh đạo đều dầm mình trong nước, Thẩm Khánh Hoa căm tức nhìn Trần Gia Niên, đem tất cả ác khí trong bụng trút lên trên đầu ông ta, xảy ra chuyện gì? Ống nước vỡ lâu như vậy, tại sao vẫn chưa khống chế được? Trần Gia Niên nói, bí thư Trầm, ngài đừng gấp, bây giờ nhà máy nước khu Đông đã cắt nước bơm khẩn cấp, ngài biết, cái này là cả quá trình, không có khả năng dừng nước ngay lập tức, cột nước vừa rồi cao hơn 15 mét, bây giờ đã bắt đầu giảm xuống lại. Sắc mặt của Thẩm Khánh Hoa trầm xuống, chỉ vào mặt Kim Lỗi nói, trách nhiệm của anh là quản lý giao thông, rõ ràng là đoạn đường cấm đi vào, tại sao một chiếc xe quá tải lại công khai tiến vào, món nợ này anh tính hết. Đầu Kim Lỗi đầy mồ hôi. Trương Dương đi về phía trước, thấy cột nước đã không ngừng thấp xuống, chứng minh rằng nhà máy nước đã đóng nước bơm, chỉ có điều đường Phú Quốc vẫn ngậm trong nước, cửa hàng hai bên trái phải là người bị hại trực tiếp, có vài người thì lo vận chuyển vật phẩm, vài người khác thì đang trả lời phỏng vấn của ký giả. Khứu giác của ký giả thường rất nhạy bén, bọn họ nhanh chóng phát hiện đám lãnh đạo tại hiện trường, vài ký giả liền chạy đến hướng này, Thẩm Khánh Hoa liền nói với Trương Dương, nói với bọn họ. Chúng ta không tiếp phỏng vấn. Trương Dương đi qua ngăn cản vài ký giả, nói, bây giờ lãnh đạo không tiếp phỏng vấn, các người tốt nhất đừng nên qua. Ký giả Phong Trạch tương đối thành thật, nghe những lời này của Trương Dương xong quả nhiên liền không dám tiến về phía trước. Hiện trường còn có hơn 10 chiếc xe ô tô đang bị chìm trong nước,
mấy người nhân viên thi công mang nón bảo hộ màu vàng đang kiểm tra tình hình con nước. Tổng giám đốc của công ty cung cấp nước đi đến bên người Kim Lỗi, nhỏ giọng báo cáo tình huống với ông ta, sắc mặt của Kim Lỗi càng ngày càng trở nên ngưng trọng, phương pháp xử lý sự cố là đầu tiên phải cho rút nước, sau đó tìm kiếm vị trí ống nước vỡ để tiến hành sửa chữa, căn cứ theo tình huống hiện trường ngay bây giờ mà xem, nhanh nhất cũng cần mười mấy tiếng, nói cách khác, khu đông của Phong Trạch phải đối mặt với hiện thực bị cắt nước. Tề Quốc Viễn vấn và khuyên Thẩm Khánh Hoa đi đến lầu 2 của một cửa hiệu sát mặt tiền, từ nơi này quan sát tình hình con nước, đường Phú Quốc bây giờ đã thành sông, vẻ mặt Thẩm Khánh Hoa rất nghiêm trọng, ông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trên hành lang, lúc dừng lại nói, tôi mặc kệ các người dùng phương pháp gì, mặc kệ các người phải tốn bao nhiêu, ngày mai, phải khôi phục lại việc cung cấp nước bình thường, còn nữa, nước uống mà dân chúng dùng phải bảo đảm. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên gật đầu liên tục, bảo đảm, bí thư Trầm, ngài yên tâm, toàn thể cán bộ công nhân viên chúng tôi đứng lên, cùng nhau sửa gấp, tuyệt đối không làm phụ kỳ vọng của ngài, cố gắng dùng thời gian ngắn nhất để giúp sinh hoạt của dân chúng khôi phục lại bình thường. Trương Dương nghe xong trong lòng buồn cười, người này đúng là biết nói láo thật, bây giờ vẫn còn chưa rút nước, điểm vỡ còn chưa tìm được, thì khôi phục lại cung cấp nước chưa chắc đã thuận lợi. Thẩm Khánh Hoa lo lắng nói, Phong Trạch chúng ta xuất hiện khô hạn nghiêm trọng, các thôn huyện dẫn nước căng thẳng, phần lớn nước uống đều xảy ra vấn đề, mà trước mắt, nước kia lại để chảy phí phạm, chúng ta làm sao có thể mở to mắt ra nhìn sự lãng phí vô ích này được hả? Tất cả cán bộ tại hiện trường đều im lặng, chỉ tận mắt nhìn thấy được tình cảnh hiện trường mới có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Thẩm Khánh Hoa. Lúc này, một số hộ dân nghe được một ít tin tức đã tìm đến, bọn họ ồn ào muốn gặp bí thư Trầm. Bí thư trưởng thị ủy Tề Quốc Viễn cả giận nói, còn gây loạn cái gì? Bí thư Trầm đang tìm phương án cứu tế, các người đến đây làm gì? Những hộ dân này đều là vì ống nước vỡ dẫn nước ngập làm cho tài sản tổn thất lớn, mục đích bọn họ đến đây chính là muốn Trầm bí thư biểu lộ thái độ, muốn một ít bồi thường từ chính phủ. Thẩm Khánh Hoa nhìn quần chúng đang sôi sục kia, ông phất tay nói, mọi người không nên kích động, nhiệm vụ quan trọng trước mắt chúng ta chính là cứu giúp tài sản, giảm thấp tổn thất xuống mức thấp nhất. Về phần tổn thất tài sản của mọi người, chúng tôi sẽ phái chuyên gia đến làm công tác thống kê, mọi người yên tâm, đảng và chính phủ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Lời nói của Thẩm Khánh Hoa giành được một tràng vỗ tay kịch liệt, người vỗ tay phần lớn là quan viên chính phủ. Mấy hộ dân này lại không ai vỗ tay, bọn họ đều là người làm ăn, lời thật lời giả cũng có thể nghe ra được, lời nói của bí thư Trầm nghe sơ qua thì rất có lực, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không phải là vậy. Đảng và chính phủ sẽ cho một câu trả lời thuyết phục, nhưng rốt cục là câu trả lời gì thì chưa nói, thuyết phục ra sao, không có một chút thực tế nào cả. Sau khi khuyên bảo được những hộ dân này rời đi, Thẩm Khánh Hoa lập tức mở một cuộc họp ngắn ngay tại chỗ, ông đưa ra vài yếu điểm. Thứ nhất, phải nhanh chóng sửa xong đường ống bị hư, khôi phục lại nước, khôi phục lại hệ thống giao thông. Thứ hai, trong lúc cắt nước, phải bảo đảm cung ứng đủ nước cho dân chúng. Thứ ba là điều tra rõ nguyên nhân sự cố. Điều tra người có trách nhiệm liên quan. Áp lực của thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên và phó thị trưởng Kim Lỗi đều rất lớn, muốn sửa chữa đường ống nước cần phải có thời gian, lần này ống nước vỡ, lại đúng ngay đường ống chính, phạm vi cung cấp nước hầu như là liên quan đến toàn bộ khu đông Phong Trạch. Nói cách khác, 1/3 Phong Trạch phải đối mặt với cảnh cúp nước, mà khu đông lại là nơi có mật độ dân cư lớn nhất, bảo đảm cung ứng nước uống cho mọi người, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Trần Gia Niên nói, bí thư Trầm, chúng tôi đã cho người bên phòng cháy chữa cháy đi, lập tức phân phối xe cứu hỏa đến khu dân cư để đưa nước, nhưng mà sợ rằng không đủ thỏa mãn. Thẩm Khánh Hoa cả giận nói, một chuyến không được, thì hai chuyến không được thì ba chuyến, nhất định không thể để cho nước uống dân chúng xảy ra vấn đề. Nói xong, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, tất cả các người ở lại chỗ này cho tôi, trước khi sự cố được xử lý, không ai được rời đi. Trương đại quan nhân Thầm kêu không may, mình chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi, không ngờ rằng cũng bị lôi vào, trách nhiệm quản lý của hắn là giáo dục vệ sinh, cái chỗ này không liên quan đến hắn. Thẩm Khánh Hoa nói, Trần Gia Niên, Kim Lỗi, Trương Dương, ba người phụ trách chỉ huy hiện trường, nếu như không thể giải quyết được vấn đề đúng lúc, tôi tìm ba người tính sổ. Trần Gia Niên và Kim Lỗi nhìn nhau, trong lòng vô cùng trầm trọng, nhìn Trương Dương, hai người liền cảm thấy có chút hả hệ. Trong lòng nói thằng nhóc này không phải là xui xẻo sao. Thẩm Khánh Hoa nói xong liền đi, Trương Dương không đi theo, hắn hồ đồ bị liên lụy vào trong chuyện này, lúc có chuyện tốt, Trần Gia Niên khẳng định là không nghĩ đến hắn, bây giờ xảy ra vấn đề, nhiều người tụ lại chia sẻ vấn đề.
Trần Gia Niên nói với Trương Dương, dựa theo ý của bí thư Trầm, chúng ta thành lập ban chỉ huy hiện trường, tôi đảm nhiệm tổng chỉ huy phụ trách chủ tính điều phối, hai người đảm nhiệm phó tổng chỉ huy, phó thị trưởng Kim phụ trách xử lý hiện trường, phó thị trưởng Trương phụ trách cung ứng nước uống cho dân chúng. Trương Dương vừa nghe xong, liền chửi thề, đem công việc khó khăn nhất đổ lên đầu hắn, hắn cười tủm tỉm nói, thị trưởng Trần, công tác phân công của tôi là giáo dục vệ sinh. Trần Gia Niên cầm tay Trương Dương, nói tiểu Trương à, bây giờ là lúc nào rồi, mà còn nói đến phân công, những các bộ đảng chúng ta mà như vậy, thì đâu cần xuất hiện ở chỗ này. Ông già nắm tay rất chặt, làm như sợ Trương Dương bỏ chạy vậy. Trương Dương nói, hay là tôi làm người phát ngôn của chính phủ nha. Kim Lỗi cũng rất nhiệt tình nắm tay còn lại của Trương Dương, tiểu Trương, bây giờ là lúc dân chúng cần chúng ta nhất, bí thư Trầm đã giao trọng trách cho chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, cố gắng nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trương Đại Quan Nhân từ khi đi đến Phong Trạch, vẫn chưa thấy các phó thị trưởng khác nhiệt tình như thế nào, làm một quan viên từ bên ngoài đến, bị bài xích là khó tránh khỏi rồi, bây giờ xảy ra chuyện, những người này lập tức tỏ ý tốt với hắn, tuy rằng động cơ rất không thuần khiết. Nhưng dù sao cũng là một cơ hội đi vào vòng tròn của họ, hoạn nạn thấy chân tình, Trương Đại Quan Nhân có thể nói là đánh bậy đánh bạ leo lên cùng một chiếc thuyền với bọn họ. Lúc mọi người cùng nhau đối mặt với khó khăn, thì khai thông liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bọn người Trần Gia Niên thiết lập ban chỉ huy tại khách sạn Duyệt Hòa Thương Vụ trên đường Phú Quốc, khó khăn lớn nhất trước mặt bọn họ chính là cung cấp nước cho dân chúng khu đô, nhà máy nước khu đông mà cắt nước, thì sẽ làm cho nước uống của 1.600.000 dân chúng xuất hiện vấn đề. Cho dù là có điều động tất cả xe cứu hỏa cũng không thể bảo đảm cung ứng nước bình thường được. Trần Gia Niên nói, chỉ có thể làm khổ những người lính cứu hỏa này. Kim Lỗi nói, cho dù chúng ta bắt toàn bộ lính cứu hỏa tăng ca, thì cũng không thể nào cung ứng đủ nước bình thường. Trương Dương nãy giờ không lên tiếng nói, như vậy đi, tôi gọi điện cho Giang Thành một cái, để cho bọn họ điều một ít xe cứu hỏa khẩn cấp đến. Một câu nói cực kỳ bình thản của Trương Đại Quan Nhân. Nhưng lại làm cho Trần Gia Niên và Kim Lỗi mừng rỡ, nếu như thật sự có thể điều xe cứu hỏa từ Giang Thành đến, như vậy thì áp lực cung ứng nước sẽ giảm bớt rất nhiều. Trương Dương gọi điện cho Cục trưởng Công an Giang Thành Vi Bằng Phi ngay trước mặt hai người bọn họ, đem tình huống đột nhiên xảy ra tại Phong Trạch nói cho Vinh Bằng Phi nghe một lần, Vinh Bằng Phi đáp ứng cũng rất sảng khoái, về công về tư, hắn cũng phải ra tay trợ giúp, hắn bảo đảm với Trương Dương, trong tình huống không ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy ở Giang Thành. Thì sẽ cố gắng phân phối nhiều xe cứu hỏa đến, đi đến Phong Trạch trợ giúp, cố gắng trong mấy tiếng chạy đến Phong Trạch. Trương Dương buông điện thoại xuống, mỉm cười nói, đã xong. Trần Gia Niên và Kim Lỗi nhìn Trương Dương, đều không che giấu được sự chấn động trong lòng, năng lực của tên này quả nhiên cường hãn, cho dù là bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, cũng không có bản lĩnh điều xe cứu hỏa từ Giang Thành đến, mà Trương Dương chỉ cần một cú điện thoại là được Cục trưởng Công an Giang Thành Vinh Bằng Phi đáp ứng, đây chính là thực lực. Lần này đến lượt Trương Dương chủ động nắm tay bọn họ, thị trưởng Trần, thị trưởng Kim, chúng ta đều là đảng viên, càng khó khăn càng phải đi về phía trước, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì không có khó khăn nào không thể khắc phục, không có đích đến nào không thể đi. Trần Gia Niên và Kim Lỗi đều toát ra vẻ kích động, nắm chặt tay của Trương Dương, thoáng lay động một chút. Khi nhân tâm cùng tụ lại một chỗ, cùng chung một tinh thần, thì hiệu sức làm việc được tăng lên rất nhiều, sự tham gia của lực lượng chữa cháy Giang Thành. Có thể nói là sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa sau khi biết được tin, liền mừng đến cười ra mặt, nói với Tề Quốc Viễn, thấy không, tôi dùng người không có sai. Tề Quốc Viễn đồng ý, lúc bắt đầu tôi cũng không rõ vì sao bí thư Trầm lại bắt hắn ở lại, bây giờ mới hiểu được dụng ý của bí thư Trầm, thật sự là nhìn xa trông rộng. Những lời này tuy có thành phần nịnh nọt bên trong, nhưng cũng có thể coi là nói thật. Thẩm Khánh Hoa nói, con người của Trương Dương tuy táo bạo một chút. Nhưng mà vẫn còn tốt hơn những kẻ lừa dối sống qua ngày. Tề Quốc Viễn nghe ra câu này của Thẩm Khánh Hoa ý là muốn châm chích mạnh thị trưởng Tôn Đông Cường. Ngày hôm nay Tôn Đông Cường đi xuống thị sát công tác chống hạn, mà trong này xảy ra chuyện lớn như thế ông ta cũng không có mặt. Thẩm Khánh Hoa nói, không biết Phong Trạch khi nào mới có mưa. Tề Quốc Viễn nói, hai ngày nay có rất nhiều mây rồi, nói không chừng sẽ có mưa. Thẩm Khánh Hoa thở dài, đài khí tượng đã nói, sắp tới không có mưa. Lúc này thị trưởng Tôn Đông Cường vội vã chạy đến, ông ta vừa mới trở về sau công tác thị sát chống hạn, nghe thấy chuyện đường ống nước bị vỡ, vốn định trực tiếp đến hiện trường nhìn một cái, nhưng nghe nói là bí thư Trầm đã thị sát hiện trường trở về, cho nên quyết định đi gặp mặt Thẩm Khánh Hoa một chút.
Thẩm Khánh Hoa thấy Tôn Đông Cường đến, gật đầu, mời ngồi, Đông Cường, tình huống công tác chống hạn bên dưới tiến triển đến đâu rồi? Biểu tình của Tôn Đông Cường trầm trọng, nói, rất gian khổ, các cán bộ làm việc rất tích cực, nhưng mà tình hình hạn hán vô cùng nghiêm trọng, tài chính đầu tư chống hạn vẫn chưa đủ, cho nên vẫn không thể khống chế được tình hình hạn hán phát triển. Thẩm Khánh Hoa nói, bên ngoài hạn hán, bên trong lại ngập lụt, đúng là hai thế cực băng lửa. Tôn Đông Cường hỏi theo, Bí thư Trầm, tôi có nghe nói đường ống nước chính của nhà máy nước khu Đông bị vỡ. Thẩm Khánh Hoa nói, vỡ rồi, nhà mắt nước đã cắt nước, bây giờ hiện trường đang rút nước. Ông nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đã 6 giờ hơn rồi, mà vẫn chưa tìm thấy điểm vỡ. Tôn Đông Cường nói, tình huống rất nghiêm trọng. Thẩm Khánh Hoa nói, hơn 100.000 dân tại khu Đông bị cắt nước, ông nói tình huống có nghiêm trọng hay không? Tôn Đông Cường cắn môi, làm ra vẻ ngưng trọng, Bí thư Trầm, tôi lập tức đến hiện trường nhìn. Thẩm Khánh Hoa nói, Trần Gia Niên đang ở đó chỉ huy rồi, Kim Lỗi và Trương Dương đang ở hiện trường hỗ trợ công tác, chuyện này ông không cần hỏi đến, lĩnh vực chủ yếu của ông nằm trong công tác chống hạn. Thẩm Khánh Hoa thấy rất rõ về chuyện này, Tôn Đông Cường đến đó cũng không tốt, thêm một lãnh đạo vào, thì công việc càng trở nên rắc rối. Ông nói với Tôn Đông Cường, phòng trạch có nhiều chuyện như vậy, ông cũng không có khả năng quản lý tất cả. Bây giờ cứu tế chống hạn mới là việc nặng, phải tin tưởng các đồng chí khác, tin tưởng mọi người có thể xử lý tốt chuyện này mau chóng. Tôn Đông Cường gật đầu, khi rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Khánh Hoa, ông vẫn quyết định đi đến hiện trường một chuyến, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là thị trưởng, ông không có khả năng đến nhìn, nếu không về sau khẳng định có người nói ông không làm được việc gì. Lúc Tôn Đông Cường đến đường Phú Quốc, thì cũng đã gần hoàng hôn rồi, là thời điểm đi làm về. Bởi vì đường Phú Quốc bị ngập nước, cho nên đường đi tạm thời bị phong tỏa, áp lực giao thông xung quanh đột nhiên tăng lên, Tôn Đông Cường đi từ tòa thị chính đến đường Phú Quốc chưa đến 2 cây số mà phải đi mất 20 phút. Hiện trường lúc này đang có 5 cái máy bơm làm việc, nước trên đường đã rút xuống rất nhiều, bây giờ chỉ còn đến mắt cá chân, công nhân phụ trách sửa chữa đã bắt đầu tìm kiếm điểm vỡ. Thư ký của Tôn Đông Cường, Địch Lượng, xuống xe trước. Lúc mở cửa cho Tôn Đông Cường còn nhắc nhở, thị trưởng Tôn, nước còn rất sâu. Tôn Đông Cường bất mãn nhìn hắn một cái, không chút do dự nhảy vào trong nước, ông thấy cách đó không xa là thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên và Trương Dương đang đứng chung một chỗ, đang thương lượng gì đó với nhân viên phụ trách sửa chữa. Tôn Đông Cường đi qua, Trương Dương bởi vì có đối mặt với Tôn Đông Cường, cho nên thấy được ông ta rồi, Trương Dương vẫn làm như không thấy, không có phản ứng. Trần Gia Niên thì không phá thiện ra, cho đến khi Địch Lượng kêu lên, phó thị trưởng Trần, thị trưởng Tôn tới. Hắn có thành kiến với Trương Dương, cho nên không nói chuyện với Trương Dương. Trần Gia Niên ngẩng đầu về hướng Tôn Đông Cường cười cười, nhưng vẫn không nói chuyện, mà tiếp tục nói với nhân viên sửa chữa, các người chịu cực khổ một chút, tối nay phải tìm được điểm vỡ, cố gắng sáng ngày mai phải sửa xong đường ống nước. Nhân viên sửa chữa rời đi. Trương Dương cũng cười nói, thị trưởng Tôn đến. Thư ký Địch, anh không nhận ra tôi sao? Xem ra tôi phải tự giới thiệu rồi. Hắn cười tủm tỉm vươn tay với Địch Lượng. Mặt của Địch Lượng đỏ lên một chút, hành động của Trương Dương giống như là đang đánh vào mặt của hắn không ngừng vậy, thuận tiện còn đánh luôn cả mặt mũi của Tôn Đông Cường. Sắc mặt của Tôn Đông Cường cũng không được dễ coi cho lắm. Ông trừng mắt nhìn Địch Lượng một cái, gã thư ký này đúng là không biết phóng khoáng, một chút lễ phép cơ bản như vậy cũng không có. Địch Lượng cuống quýt kêu lên một tiếng, thị trưởng Trương, ngài cũng ở đây sao? Lần này hắn đã nuốt chữ, phó, vào trong bụng. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên khó chịu trong lòng, mẹ nó, cái gì đây, chó cậy gần chuồng người cậy gần nhà à? Gọi tôi là phó thị trưởng Trần, cho rằng tôi dễ đẻ đầu lắm sao? Còn người ta thì gọi là thị trưởng, tôi tốt xấu gì cũng là thường vụ phó thị trưởng, anh có cần nhấn mạnh chữ phó này với tôi không? Làm như sợ tôi không biết Tôn Đông Cường mới là thị trưởng chính sao. Rất nhiều khi đắc tội với người khác đều rất là khó hiểu, đánh chó còn phải nể mặt chủ, nhưng mà chó cắn người, thì món nợ này người ta đương nhiên là sẽ tính lên đầu chủ chó. Tôn Đông Cường cảm thấy địch ý trên người bọn họ, cái này cũng không khiến cho Tôn Đông Cường chú ý lắm. Lúc ông đến phong trạch cũng có tình cảnh giống như đường hoàng vậy, bây giờ vẫn bị bài xích như cũ, tuy rằng ông là thị trưởng. Nhưng vẫn không thể nào dung nhập vào trong vòng tròn ở phong trạch. Tôn Đông Cường cố gắng cười hiền hòa, đồng chí Gia Niên, tình huống hiện trường thế nào? Trần Gia Niên nói, ông đã thấy được rồi, nước vẫn còn chưa rút hết, tìm kiếm điểm vỡ rất khó khăn, mọi người đang tích cực nỗ lực làm việc.
Tôn Đông Cường gật đầu nói, cực khổ cho mọi người, để tôi đến động viên mọi người một chút. Lúc Tôn Đông Cường còn làm việc tại thị ủy Giang Thành, cũng rất giỏi về công phu ngoài mặt, ông ta mang theo nụ cười đi qua, còn Địch Lượng thì cuống quýt mở đường cho ông ta. Các phóng viên ký giả của Phong Trạch đang rất quan tâm về tình huống mới nhất tại hiện trường, nghe nói thị trưởng đến, liền chen chúc nhau mà bu vào. Tôn Đông Cường mang theo nụ cười hòa ái với công nhân tại đây, bắt tay với đội phòng cháy chữa cháy, biểu hiện rất là thân thiện, căn bản là không chê sự dơ bẩn trên tay mọi người. Đèn flash loáng thoáng sáng lên. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, cái biểu tình nho nhỏ này cũng không tránh khỏi con mắt của Trương Đại Quan Nhân, con người của Tôn Đông Cường quả thật rất đáng ghét, từ đầu lúc đường ống nước bị vỡ đến giờ, đều là do ba người Trần Gia Niên, Kim Lỗi và Trương Dương chỉ huy công tác, bây giờ nước đã gần rút hết rồi, thì Tôn Đông Cường chạy đến diễn trò, cái này rõ ràng là có ý tranh công đây mà. Trần Gia Niên khó chịu, Trương Dương cũng không được vui. Trương Dương cố ý nói, thị trưởng Trần, hay là chúng ta cũng qua xem. Trần Gia Niên tràn ngập phiền muộn nói, muốn đi thì cậu đi đi, tôi còn phải thị sát tình hình ở đây nữa. Trương Dương cũng nhìn ra Trần Gia Niên đang khó chịu, hắn cười nói, chúng ta đồng hội đồng thuyền, thị trưởng Trần không đi, tôi cũng không đi. Nếu như bình thường nói những lời này, thì chưa chắc đã có nhiều lực lượng, nhưng trong tình huống này nói ra, lại làm cho Trần Gia Niên cảm thấy xúc động từ trong đáy lòng không nói ra lời. Ông gật đầu, đi, chúng ta đi xem tình huống tổn thất của hộ dân. Tôn Đông Cường cũng ý thức được mình không được hoan nghênh, chỉ là các phóng viên đã vây lấy ông ta, không giống như Thẩm Khánh Hoa không thích ký giả vây xung quanh. Tôn Đông Cường rất thích thú với cảm giác đèn flash sáng lên quanh người, khi ông bắt tay với công nhân còn cố gắng tạo ra vài kiểu. Có ký giả hỏi, thị trưởng Tôn, xin hỏi lần này Phong Trạch xảy ra vụ vỡ ống nước, lãnh đạo sẽ áp dụng biện pháp xử lý gì? Tôn Đông Cường nói, tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc đường ống nước bị vỡ này, cái này chứng minh là công tác của chúng tôi vẫn có chỗ chưa đúng, là hiện tượng của các bộ ngành liên quan còn thất trách, bây giờ toàn thể lãnh đạo của chính phủ thị ủy Giang Thành chúng tôi đều rất quan tâm đến tiến triển của vụ việc này. Sau khi vụ việc này xảy ra, lãnh đạo thành phố đã áp dụng biện pháp ứng đối, cố gắng tranh thủ giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm lại việc cung cấp nước cho dân chúng, tài chém gió của Tôn Đông Cường quả thật không sai. Chậm rãi quay mặt qua màn ảnh mà nói. Trương Dương nhìn xa xa, so với Thẩm Khánh Hoa, thì Tôn Đông Cường bây giờ quả thật có chút sinh động quá mức. Trương Dương rất bất mãn với người này, diễn trò cái điếu gì đây, tốn công tốn sức làm việc, tất cả danh tiếng lại bị ông ta đoạt mất. Hắn đi được hai bước, trong lòng sinh ra một kế, lặng lẽ đến chỗ không người, nhìn bốn phía một chút, mới móc điện thoại ra gọi cho trưởng đài truyền hình Lương Diễm. Lương Diễm nhận được điện thoại của Trương Dương. Có chút bất ngờ, bạn học cũ, tìm tôi có chỉ thị gì? Trương Dương nói, Lương đại tỷ, có chuyện tôi muốn nhờ cô hỗ trợ. Lương Diễm nói, đừng nói hai chữ hỗ trợ, có chuyện gì, chỉ cần cậu ra lệnh là được. Cậu là lãnh đạo cấp trên của tôi mà. Trương Dương cười cười, trong lòng nói cũng không tính là lãnh đạo trực tiếp của cô ta, bộ tuyên truyền thị ủy cũng không quản lý, mà hắn chỉ là một phó thị trưởng phân công quản lý trên danh nghĩa. Trương Dương nói, chuyện đường ống nước bị vỡ trên đường Phú Quốc cô có nghe nói đến không? Đương nhiên có, chuyện lớn như vậy, đều là tin tức trên trang nhất, tôi đã phái tổ đưa tin đến, tối nay sẽ tung tin tức ra. Trương Dương nói, tôi thấy bọn họ đang phỏng vấn thị trưởng Tôn, nói rất hay, dù sao thì cũng cần tuyên truyền một chút, để cho dân chúng nghe được lời nói của thị trưởng Tôn. Lương Diễm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của Trương Dương, cái này cũng không phải là giúp Tôn Đông Cường tuyên truyền. Mà là muốn đâm chọt vị thị trưởng thích náo động này thôi, Lương Diễm nói, tuyên truyền nhiều. Trương Dương sợ cô nghe không rõ nên nói, tuyên truyền nhiều, tuyên truyền trọng điểm. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của Trương Đại Quan Nhân, cuộc phỏng vấn về Tôn Đông Cường tối hôm đó đã được TV đưa lên làm tin tức trọng điểm. Đa số dân chúng Giang Thành để xem phần tin tức này, tin tức đầu đề của Phong Trạch, thị trưởng Tôn Đông Cường xuất hiện tại địa điểm tu sửa đường ống nước, tranh thủ an ủi công nhân sửa chữa. Thân thiết nắm tay với bọn họ, và phát biểu vài lời nói rào rạt nhiệt tình tại hiện trường. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa ngồi trên ghế sofa lẳng lặng nhìn tin tức này, sắc mặt của ông càng lúc càng trở nên tối, nghe Tôn Đông Cường nói, xin dân chúng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý trục trặc trong thời gian ngắn nhất, giải quyết vấn đề thời gian, Thẩm Khánh Hoa hừ nặng một tiếng, cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV. Vợ của ông Triệu Quốc Chữ ở một bên nói, sao thế? Sao nổi nóng dữ vậy? Thẩm Khánh Hoa nói, cán bộ trẻ tuổi bây giờ, thật sự là táo bạo quá.
Triệu Quốc Chữ nói, ông nói Trương Dương sao? Thẩm Khánh Hoa nhíu mày, kỳ quái là tại sao vợ lại nhắc đến tên của Trương Dương? Triệu Quốc Chữ nói, tôi nghe nói là Trương Dương này ỷ vào quan hệ với Bí Thư Đỗ, thái độ làm người rất càn rỡ, danh tiếng tại Giang Thành không được tốt lắm. Thẩm Khánh Hoa nói, bà đừng nghe người ta nói mỏ, không có bằng chứng thì đừng nói bậy người ta. Triệu Quốc Chữ hừ một tiếng, nói, tôi làm sao mà không có bằng chứ? Ông có biết không, vài ngày trước có một nhà kiến trúc đắc tội với hắn, bị hắn vu hãm, thiếu chút nữa bị tống vào tù, sau đó em gái của nhà kiến trúc đó đi cầu hắn, hình như là ngủ với hắn một đêm, hắn mới thả nhà kiến trúc đó ra. Thẩm Khánh Hoa liếc vợ một cái, bà nói bậy bạ gì đó. Loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Triệu Quốc Chữ nói, sao lại không thể? Bây giờ Phong Trạch đang truyền tin khắp nơi, nói cái gì mà tân liệt nữ chuyện, Tạ Quân Sước liều mình cứu anh, có câu không có lửa làm sao có khói. Một người nói có thể không tin, nhưng bây giờ đến mấy trăm người, mấy ngàn người đều nói, cái này không thể không tin. Thẩm Khánh Hoa nói, nghe đồn bậy cũng có, rất nhiều thứ vốn không phải như vậy, cái này có ảnh hưởng đến việc thay đổi vị trí chức vụ. Nói đến đây ông bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn vợ nói, bà không phải là nghe Quốc Đống nói chứ. Triệu Quốc Chữ nói, sao có thể? Gần đây hắn ta bận rộn vụ án cướp tiệm vàng Phong Trạch, tôi còn không được mặt hắn. Ban chỉ huy sự cố hiện trường tại đường Phú Quốc, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên và Trương Dương vẫn chưa rời đi, thư ký phó trưởng Trinh đi đến quán ăn gần đó gọi vài món, hai người bắt đầu ăn lúc 8 giờ, Trương Dương gọi hai chai bia. Hắn cười nói với Trần Gia Niên, thị trưởng Trần không uống được, tôi cũng không bắt ông uống. Trần Gia Niên không khỏi nhớ đến chuyện xấu hổ mất mặt tại nhà khách chính phủ, ông cười cười xấu hổ, chuyện này đến bây giờ ông vẫn chưa rõ ràng, rốt cục là ai hại ông. Ông từ hoài nghi Trương Đăng Cao, cũng hoài nghi Trương Dương, nhưng không có chứng cứ, nghẹn trong lòng một thời gian rất lâu rồi. Phó trưởng Trinh mang đến cho Trần Gia Niên một chai tuyết bích, đây là do Trương Dương bày mưu đặt kế. Trương Dương cố ý nói, hay là ông dùng tuyết bích đi. Trần Gia Niên vừa thấy tuyết bích liền xanh mặt, khoát tay nói, không được, tôi bị dị ứng. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tuyết bích này không có trộn rượu. Trần Gia Niên cười xấu hổ, ông vẫn không dám uống tuyết bích, cầm lấy chén trà uống vài ngụm, rốt cục không nhịn được nói, tiểu Trương, lần trước chuyện tuyết bích trộn rượu cậu cũng biết. Trương Dương uống một ngụm bia vào nói đến chuyện này, thị trưởng Trần. Tôi có chút xin lỗi ông. Trong lòng Trần Gia Niên liền trầm xuống, lẽ nào chuyện tuyết bích trộn rượu lần trước là do tên nhóc này làm, hắn có ý đồ gì? Mình và hắn không thù không oán, vì sao hắn lại muốn hại mình? Trần Gia Niên thật sự nghĩ không ra, bất cứ chuyện gì dù sao cũng phải có một lý do đúng không? Trương Dương nói, thật ra lần đó tôi chỉ biết là tuyết bích có trộn với rượu. Trần Gia Niên hỏi, thế vì sao cậu không đề cập cho tôi biết? Trương Dương thở dài, ông biết đấy, tôi vừa mới đến Phong Trạch không bao lâu, uống tuyết bích có rượu, tôi cũng không dám lên tiếng, dù sao thì tửu lượng của tôi cũng lớn, uống một chút cũng không ngã gục, mà bình tuyết bích kia là do Trương Đăng Cao mang đến, hắn trộn rượu vào trong tuyết bích, thật ra cũng không phải muốn hại ông, mà là nhằm vào tôi. Trần Gia Niên càng nghe càng hồ đồ, Trương Dương, tôi phát hiện ra cậu rất có cá tính, có cái gì cứ nói rõ đi, tôi bảo đảm, chuyện quá khứ là quá khứ, tuyệt không để trong lòng. Trương Dương nói, ông có thể đã nghe qua, lúc trước tôi và thị trưởng Tôn ở Giang Thành ở chung không được vui vẻ chứ. Trần Gia Niên đương nhiên có nghe qua, nếu Trương Dương đã chủ động nhắc đến, ông cũng gật đầu theo. Trương Dương nói, thật ra là bình tuyết bích ấy cố ý nhằm vào tôi, bí thư Trầm ra lệnh ăn chưa cấm uống rượu, có vài người thấy tôi khó chịu, cho nên muốn dùng chút thủ đoạn, kêu Trương Đăng Cao động tay động chân vào bình tuyết bích, đúng lúc ông ngồi bên cạnh tôi, cũng muốn uống tuyết bích, Trương Đăng Cao sợ lộ ra. Cho nên bất đắc dĩ đành phải rót cho ông, tôi cũng không ngờ rằng ông bị dị ứng cồn, lúc đó lại có phản ứng lớn như vậy. Lời nói của Trương Dương vô cùng hợp tình hợp lý, Trần Gia Niên nghe hắn nói xong liền tin mình bị ngộ thương, cười khổ nói, sau đó cậu cũng không nói cho tôi biết một tiếng, làm tôi phạm phải sai lầm. Trương Dương nói, nếu hôm nay không có cơ hội đồng tâm hiệp lực với ông, tôi thật sự không dám nói, cho dù tôi nói, ông cũng chưa chắc tin, bữa tiệc đó là do tôi an bài. Dựa theo tư duy bình thường, ai cũng cho rằng trộn rượu vào tuyết bích là do tôi làm. Trần Gia Niên nói ra thì tốt rồi, Trương lão đệ, nói thật, con người của cậu rất thẳng thắn, có năng lực, có thể kế tê bên năm, không giống mấy người suốt ngày chỉ biết lừa dối, gặp trắc trở liền bỏ trốn,
gặp phải chuyện mặt mày rạng rỡ thì đứng ra giành, những lời này đã rất rõ ràng, đầu súng chính là chỉ về hướng Tôn Đông Cường. Chương 383, thử cung cấp nước. Một câu Trương lão đệ của Trần Gia Niên trong nháy mắt đã kéo khoảng cách của ông và Trương Dương gần lại một chút. Trương Dương nói, thị trưởng Trần, ông lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm quản lý phong phú hơn tôi, là lãnh đạo cấp trên của tôi, sau này mong ông chiếu cố nhiều hơn. Trần Gia Niên chủ động rót trà ra, tiểu lão đệ, chúng ta không chỉ là đồng sự với nhau, mà còn trở thành bạn tốt không giấu gì nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng lại Phong Trạch. Trương Dương thì rót bia ra ly. Phó thị trưởng Kim Lỗi đã trở về, theo sau ông còn có cục trưởng công an Triệu Quốc Đống, chuyện hôm nay Triệu Quốc Đống cũng không thể nhàn rỗi. Sau khi tiến vào ông liền chào hỏi Trần Gia Niên và Trương Dương một cái. Vẻ mặt Kim Lỗi đầy mệt mỏi, ông đi ra ngoài thị sát tình hình nước dùng của dân chúng, Trương Dương gọi nhiều xe cứu hỏa từ Giang Thành đến đây, Kim Lỗi cũng không thể ngồi chơi được, chủ động đi xuống thị sát tình hình nước uống, đi từ buổi chiều đến giờ mới về, quả thật đúng là mệt mỏi. Trần Gia Niên nói, lão Kim, ngồi xuống chút đi. Kim Lỗi khoát tay, tôi đi tắm trước, mọi người trò chuyện đi. Nói xong liền xông thẳng vào toilet. Trương Dương nhiệt tình mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Trên mặt Trần Gia Niên đã mất đi nụ cười, ông nói với Triệu Quốc Đống, nguyên nhân sự cố đã điều tra xong chưa? Triệu Quốc Đống gật đầu, đã tìm được gã tài xế gây tai nạn, hắn ta lái xe tải quá tấn đi vào trong khu vực cấm, làm lún mặt đường. Mà đường ống nước bên dưới bởi vì bị mặt đường đè xuống cho nên mới bị vỡ, tôi thấy chuyện lần này có liên quan rất lớn đến chất lượng công trình. Những lời này của Triệu Quốc Đống tràn đầy ý trốn tránh trách nhiệm, nếu như chuyện này tất cả đều quy cho bên giao thông, thì như vậy bản thân ông là cục trưởng cục công an cũng phải chịu trách nhiệm. Một câu chất lượng công trình, đã liên quan đến thi công đường ống nước, thi công mặt đường, và quy hoạch thành thị cùng các vấn đề khác, như thế người chia sẻ trách nhiệm cũng sẽ nhiều ra. Và trách nhiệm mà ông ta phải gánh được nhiên cũng ít đi nhiều. Trần Gia Niên và Trương Dương đều ý thức được mục đích lời nói của Triệu Quốc Đống, Trương Dương không nói gì. Trần Gia Niên thì bảo, rốt cục là vì nguyên nhân gì, về sau hãy tính, việc cấp bách bây giờ là tìm được điểm vỡ, nhanh chóng sửa chữa đường ống nước lại, khôi phục cung cấp nước bình thường cho dân chúng khu đờ 6 ong. Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Bí thư Trầm đã ra lệnh cho chúng ta, nếu trước trưa ngày mai mà không thể khôi phục lại trật tự bình thường, thì sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm chúng ta. Triệu Quốc Đống nói, tôi sẽ cố gắng điều phối cảnh sát, cho xe cứu hỏa đến phân phối nước uống. Trần Gia Niên đang muốn nói gì, thì thư ký phó trưởng Trinh kích động chạy từ bên ngoài vào, mừng rỡ không gì sánh được, thị trưởng Trần, đã tìm được điểm vỡ rồi. Mọi người lập tức đứng lên, tìm được điểm vỡ tức là tìm được mấu chốt của sự việc, Trần Gia Niên tràn ngập hưng phấn nói tốt, chúng ta đến hiện trường nhìn. Còn chưa đi đến hiện trường, mà đã nghe thấy hoan hô của công nhân, mấy người phụ trách sửa chữa đường ống nước nhìn thấy lãnh đạo đến, liền cuống quýt nghênh đón. Tôi cười đầy mặt nói, thị trưởng Trần, thị trưởng Trương, chúng tôi đã tìm thấy được điểm vỡ, bây giờ đang rút nước, dự tính sau nửa giờ nữa là có thể rút nước hoàn toàn, sau đó tiến hành công tác sửa chữa đường ống. Trần Gia Niên cười gật đầu, tốt, tốt, mau chóng sửa chữa đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cho mỗi người một phần công. Trương Dương cũng không hiểu biết nhiều về chuyện công trình, hắn hỏi người phụ trách sửa chữa, đường ống nước đang tốt đẹp tại sao lại đột nhiên vỡ vậy? Người phụ trách sửa chữa nói, căn cứ nguyên nhân chúng tôi nắm giữ từ tình huống hiện giờ thì, đường ống nước cũ đã biến chất, đường ống nước bị vỡ này đã có hơn 20 năm tuổi rồi. Thứ hai, khi sự phát triển và nhân khẩu của Phong Trạch tăng lên kịch liệt, thì nhu cầu dùng nước cũng tăng lên, đường ống nước phải chịu áp lực vận hành nhiều, cho nên cái gánh nặng này càng làm nó hao tổn. Thứ ba, tình huống giao thông trên đường Phú Quốc cũng không lý tưởng, năm ngoái đã bắt đầu cấm xe tải đi vào đoạn đường này. Nhưng vẫn có xe tải không ngừng đi qua. Đường ống nước bị áp lực xe qua lại nghiền ép, hơn nữa. Người này do dự một chút, nói, đường ống nước này không có bản vẽ quy hoạch cụ thể, cho nên đã mang lại khó khăn trắc trở rất lớn cho công tác sửa chữa của chúng tôi. Triệu Quốc Đống nghe đến vậy đã không chịu nổi nữa, ông lạnh lùng nói, theo như lời các người nói thì nhà máy nước của các người không có trách nhiệm. Nếu biết đường ống nước biến chất, vì sao lại tiến hành thay đổi trễ như vậy? Vì sao không tiến hành bảo trì? Xảy ra chuyện liền trốn tránh trách nhiệm, đây là cái thái độ công tác gì thế? Người phụ trách sửa chữa nói, tôi chỉ nói sự thật. Triệu Quốc Đống nói, sự thật gì? Sự thật là trốn tránh trách nhiệm. Trương Dương cười nói, được rồi, dây dưa những việc nhỏ này không có ý nghĩa gì, mau chóng sửa chữa đường ống nước, để cho việc cung cấp nước uống cho dân chúng được khôi phục lại bình thường.
Trần Gia Niên cũng gật đầu đồng ý, nói theo dự tính của các người, sửa chữa điểm vỡ đại khái là cần bao nhiêu thời gian? Công tác rút nước đã bắt đầu, đại khái là cần khoảng 4 tiếng. Trần Gia Niên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã là 9 giờ 30, nói cách khác nhanh nhất cũng là đến gần sáng, ông kêu Phó Trường Trinh tìm một cái loa đến, khuyến khích ngay tại hiện trường, chào mọi người, tôi là Trần Gia Niên, ngày hôm nay đường ống nước của nhà máy nước khu Đông bị vỡ, làm cho 150.000 dân cư khu Đông đối mặt với khốn cảnh không có nước dùng, trong chúng ta, khẳng định có không ít người nhà ở khu Đông, có không ít cha mẹ, anh chị em có nhà ở khu Đông, chúng ta sửa chữa đường ống nước chậm một phút. Thì bọn họ sẽ không có nước dùng thêm một phút, công việc lần này của chúng ta không chỉ vì phong trách, mà là vì chính chúng ta, vì người nhà của chúng ta, để cho bọn họ sớm có nước dùng bình thường, chúng ta cần phải tăng ca thêm giờ hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người có lòng tin không? Có, công nhân ở đây chăm miệng một lời. Trần Gia Niên nói, tôi và thị trưởng Trương, thị trưởng Kim cùng nhau, chúng tôi sẽ thủ vững tuyến đầu của công tác sửa chữa này, nếu đường ống nước không sửa xong, chúng tôi cũng tuyệt đối không rời đi. Mọi người tăng ca thêm giờ, chúng tôi không ngủ cùng mọi người, chúng ta cùng hội cùng thuyền, đồng tâm hiệp lực, mau chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tỉnh giao cho chúng ta, có được không? Được. Sự khuyến khích của Trần Gia Niên đã có tác dụng tương đương rồi, sự nhiệt tình của mọi người rõ ràng tăng lên rất nhiều. Công nhân mở đèn đêm lên, ba vị phó thị trưởng Trần Gia Niên, Trương Dương và Kim Lỗi cũng không nhàn rỗi, đi qua lại xung quanh, giới truyền thông vẫn còn đang có mặt. Rất thích hợp để chụp vài tấm ảnh, dù sao đây cũng là chiến tích của bọn họ. Triệu Quốc Đống ở lại hiện trường một chút rồi đi, vì ở dây không có chỗ cho ông nói chuyện. Khoảng 11 giờ đêm, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa còn gọi điện thoại đến, hỏi thăm tình huống sửa chữa tại hiện trường. Trần Gia Niên vui mừng báo cho Thẩm Khánh Hoa biết, điểm vỡ đã tìm được, trên cơ bản đã rút nước đi, bây giờ đang tiến hành công tác sửa chữa đường ống nước. Thẩm Khánh Hoa sau khi nghe được tin này cũng yên lòng lại. Chuyện này coi như thật lợi. Bây giờ tìm được điểm vỡ, sửa gấp cả đêm thì sáng ngày mai có thể khôi phục lại việc cung cấp nước, giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân chúng. Sau khi Thẩm Khánh Hoa gọi điện không bao lâu, thì thị trưởng Tôn Đông Cường cũng gọi đến hỏi tình hình hiện trường. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên rõ ràng là không phối hợp. Ông trả lời rất đơn giản, chỉ là nói đang sửa gấp, tình huống không được lạc quan, nói vài lời nữa rồi cúp điện thoại. Trong ba vị phó thị trưởng, người chịu áp lực lớn nhất chính là Kim Lỗi, lần này chuyện vỡ đường ống nước có liên quan đến nhiều ban ngành, mà các ban ngành này đều có liên quan đến ông cho dù muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không làm được. Ngày hôm nay Kim Lỗi cũng mệt mỏi không ít, không chỉ ở tại hiện trường chỉ huy sửa chữa, mà còn đến khu Đông để thị sát tình huống cung ứng nước dùng cho dân chúng, thuận tiện trấn an dân tâm, sau khi tìm được điểm vỡ, ông mới yên lòng lại, cả người mệt đến hết sức, sắp té ngã xuống đất. Trần Gia Niên cũng nhìn ra được tình huống mệt mỏi không còn chút sức lực của Kim Lỗi, đồng tình nói, lão Kim, trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này để tôi và Trương Dương lo cho. Kim Lỗi nói, không mệt đâu, lời này rõ ràng là đang cứng mồm mà. Trương Dương nói, mọi người đều trở về đi, dù sao thì công tác sửa chữa còn phải tiến hành một thời gian, bây giờ tôi ở đây nhìn được rồi, chờ khi gần xong, tôi sẽ lên lầu gọi mọi người. Trần Gia Niên suy nghĩ một chút. Bọn họ ở đây đều không làm được gì, Trương Dương lại là người trẻ tuổi nhất trong ba người, Trương Dương chủ động giành nhiệm vụ chỉ huy hiện trường cũng là thích hợp nhất, nên ông gật đầu nói, tốt lắm, tôi và Kim Lỗi đến phòng chỉ huy nghỉ ngơi chút, nếu cậu mệt, chúng tôi đến thay cậu. Trương Dương cười nói, không có gì đâu, yên tâm đi. Sau khi tìm thấy điểm vỡ, kế tiếp chính là công tác sửa chữa, căn cứ theo phân tích tình huống hiện trường, công nhân sửa chữa quyết định thay đổi đoạn ống nước bị vỡ. Nhóm công nhân bắt đầu tiến hành công tác đào móc, tiến hành thay đổi lại đường ống nước bên dưới, khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng đã là gần trời sáng. Kim Lỗi trở về phòng chỉ huy liền ngủ, Trần Gia Niên thì ngủ không được yên, đến gần sáng thì mặc quần áo vào đi xuống xem tình huống, thấy công tác sửa chữa đã gần kết thúc, Trương Dương mang nón bảo hộ đang nói chuyện với người phụ trách sửa chữa, tinh thần của hắn rất mệt mỏi, cả đêm không ngủ, dĩ nhiên là phải mệt rồi. Trần Gia Niên cười đi qua. Trương Dương vừa thấy Trần Gia Niên liền dừng lại, cười nói, thị trưởng Trần tỉnh rồi à. Trần Gia Niên nói, ngủ không được, đường ống nước chưa sửa xong, trong lòng luôn có cảm giác không nỡ. Trương Dương nói, ống nước bị vỡ đã được thay, nếu như tất cả thuận lợi, rất nhanh có thể tiến hành cấp nước. Trần Gia Niên vui mừng gật đầu. Công tác hiện trường vẫn đang tiến hành tăng ca, nhóm công nhân sửa chữa tuy rằng cũng rất mệt mỏi,
nhưng thấy hai vị phó thị trưởng không ngủ cùng bọn họ, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, biểu hiện vô cùng ra sức. Nửa tiếng trôi qua, ống nước bị vỡ đã đổi hoàn tất, Trương Dương để cho phó trưởng Trinh lên lầu gọi kim lõi xuống, lập tức đến giai đoạn cấp nước trở lại, trong thời khắc mấu chốt này, kim lỗi hẳn là phải ở đây. Công nhân sửa chữa tiến hành công tác kiểm tra cuối cùng, vững tin là không sót cái gì, lúc này mới thông báo cho nhà máy nước khu đông cấp nước, tất cả mọi người đều vây quanh đường ống nước vừa mới đổi kia, và bọn họ cùng đợi, cùng đợi. Người phụ trách sửa chữa nhìn đồng hồ trên tay, nói, một phút nữa, dòng nước sẽ đi qua đường ống này. Tất cả mọi người đều dừng lại, ngừng thở nhìn ống nước kia, thật ra bọn họ không cần lo lắng, ống nước đã được đổi mới, thì trong phương diện chịu đựng áp lực sẽ tốt hơn các ống nước khác. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây, khi người phụ trách sửa chữa xác định dòng nước đã đi qua thuận lợi, hắn liền lộ ra một nụ cười thành công, chạy đến trước mặt ba vị phó thị trưởng, trên mặt tràn ngập tự hào, nói, báo cáo ba vị thị trưởng, ống nước bị vỡ trên đường Phú Quốc đã được sửa chữa thành công. Trong hiện trường truyền đến tiếng hoan hô và vỗ tay. Trần Gia Niên vươn tay ra bắt lấy tay của Trương Dương và Kim Lỗi, ngay trong lúc bọn họ chúc mừng nhau, thì bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng động lớn, trên mặt đường cách bọn họ khoảng 50 mét đã xuất hiện một cột nước lớn, tất cả mọi người đều ngây ngốc, không ai ngờ rằng, đường ống nước bên này vừa sửa chữa, thì ở chỗ khác lại xuất hiện nứt vỡ, sắc mặt của Trần Gia Niên thay đổi, ông hét lớn, lập tức cắt nước. Nụ cười trên mặt Kim Lỗi tàn nhanh như hoa, ông ảo não ôm lấy đầu, xoa nắn tóc của mình. Ông thật sự không thể tin được tình huống đang diễn ra trước mắt, họa vô đơn chí, đúng là họa vô đơn chí. Từ trên đỉnh vui sướng lập tức rớt xuống đáy thất vọng, cái sự thay đổi tâm lý tương phản này dễ làm cho mọi người cảm thấy thất vọng, mặc dù là người có tố chất tâm lý tốt như Trương Dương, cũng không thể che giấu được biểu tình thất vọng trên mặt, hắn hung hăng đánh ra một đấm trên không trung, mắt thấy sắp thành công rồi, mà vụ vỡ ống nước lần hai đã kéo bọn họ lại vào trong khốn cảnh. Cũng may lần này chỉ là thử cung cấp nước, áp lực nước đã nhỏ hơn bình thường rất nhiều, bằng không nguy hại khẳng định sẽ rất lớn. Trần Gia Niên cầm lấy loa, nói các đồng chí, đây là khảo nghiệm đối với chúng ta, tôi tin rằng nhân định thắng thiên, chỉ cần chúng ta cùng nhau bắt tay, cùng nhau nỗ lực, trên đời này không có khó khăn nào không thể khắc phục được. Tuy rằng lời nói của Trần Gia Niên có tính cổ vũ, nhưng mà những công nhân ở đây từ lúc tìm kiếm điểm vỡ, vận chuyển ống nước cho đến sửa chữa đường ống nước, cả đêm đã không ngủ rồi, làm liên tục 15 tiếng đồng hồ, mỗi người đều uể oải đến cực điểm, mà ngay lúc bọn họ cho rằng đã thành công rồi. Thì ống nước vỡ lại kéo bọn họ từ trên đám mây cao xuống, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nhục chí. Người phụ trách sửa chữa thông báo cho nhà máy nước cắt nước xong, đi đến trước mặt ba người, Trần Gia Niên vội vàng hỏi, thế nào? Đường ống nước này có thể sửa không? Người phụ trách sửa chữa nói, thị trưởng Trần. Tôi thấy đường ống nước trên con đường Phú Quốc này đều tồn tại vấn đề biến chất cả, ngày hôm nay bị vỡ cũng tuyệt đối không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, trừ phi là thay đổi hoàn toàn đường ống nước, bằng không thì chuyện ống nước bị vỡ nhất định sẽ còn xảy ra. Kim Lỗi nói, thay đổi tất cả ống nước, lượng công trình liên quan tương đối lớn, không có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn được, việc cấp bách trước mắt chính là sửa chữa ống nước vỡ. Trần Gia Niên trịnh trọng nói, đầu tiên giải quyết vấn đề trước mắt, biết rõ là chấp vá vụn về. Nhưng chúng ta cũng phải vá lại trước đã, tôi sẽ đưa ra vấn đề thay đổi toàn bộ đường ống nước trong nội thành lên cuộc họp thường ủy sắp tới. Trong lòng ông cũng có chút bất đắc dĩ. Ba vị phó thị trưởng sau khi thương lượng xong, liền quyết định phân phó thêm lực lượng vào sửa chữa, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đã ra lệnh chết, bọn họ cần phải sửa chữa xong đường ống nước vào trưa ngày mai, khôi phục lại việc cung cấp nước bình thường cho dân chúng. Đoạn đường xung quanh đường Phú Quốc chịu áp lực giao thông rất lớn, buổi sáng đi làm. Đường Khánh Phong nối liền đã xảy ra ùn tắc, cơn tức mà Trần Gia Niên nhịn cả đêm đã không nhỏ, gọi điện cho Triệu Quốc Đống mắng cho một trận, Triệu Quốc Đống bị mắng cũng có chút oan uổng, thật ra ông đã sớm tăng mạnh biện pháp xử lý khai thông xung quanh đường Phú Quốc, chỉ là vẫn xuất hiện ùn tắc giao thông, đường Phú Quốc là một trong các đường lớn, bây giờ bị phong tỏa lại, áp lực giao thông của đường Khánh Phong liền tăng lên gấp mấy lần. Mà đường Khánh Phong vốn chật hẹp nữa, thời gian đi làm, dòng xe cộ tập trung lại. Tắc đường cũng là chuyện nằm trong dữ liệu. Triệu Quốc Đống bảo đảm với Trần Gia Niên rằng sẽ nhanh chóng giải quyết ùn tắc giao thông tại đường Khánh Phong, vừa mới cúp điện thoại xuống, anh rể của ông là bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa liền gọi điện thoại đến, cho thêm một tràn dạy dỗ, buổi sáng hôm nay của Triệu Quốc Đống cũng khá là buồn bực. Vất vả chờ cho Thẩm Khánh Hoa mắng xong, Triệu Quốc Đống dự tính đem cực tức này trút lên trên người đội trưởng đội cảnh sát giao thông, cầm lấy điện thoại chưa kịp bấm số,
thì Phó Cục trưởng Công an Trình Diễm Đông đi vào, Triệu Quốc Đống đang tràn ngập lửa giận liền quát to với Trình Diễm Đông, ai cho anh vào? Có gõ cửa chưa? Mặt của Trình Diễm Đông đỏ bừng, thật ra hắn có gõ cửa, thói quen là gõ nhẹ hai cái xong sau đó đẩy cửa đi vào, chỉ là Triệu Quốc Đống không nghe thấy. Mà con người của Triệu Quốc Đống cũng rất bá đạo, trong Cục Công an Phong Trạch hầu hết đều do ông ta nói, cũng không bận tâm đến bộ mặt của người khác. Trình Diễm Đông tuy là thuộc hạ của ông, nhưng mà nói thế nào cũng là Phó Cục trưởng Công an, Triệu Quốc Đống lại mắng hắn như mắng một đứa con nít, làm cho Trình Diễm Đông càng khó chấp nhận hơn là, Triệu Quốc Đống trừng lớn hai mắt, giận dữ hét, đi ra ngoài, không thấy tôi đang xử lý công việc sao. Trình Diễm Đông cắn răng lui ra ngoài, trên mặt từ đỏ biến sang trắng, trong lòng oán hận về Triệu Quốc Đống đến cực điểm, thật ra hắn đến để báo cáo cho Triệu Quốc Đống biết về vụ án tại Phong Trạch đã có tiến triển mới. Bọn họ tìm được một nhân chứng mục kích, bây giờ đang thẩm vấn. Thái độ của Triệu Quốc Đống làm cho Trình Diễm Đông cảm thấy trái tim lạnh lại, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dưới sự nỗ lực của mọi người, ống nước vỡ thứ hai đã được sửa chữa hoàn tất trước 11 giờ trưa, lần thử nước sau cũng không xảy ra bi kịch giống như tối hôm qua, có lẽ là do nguyên nhân trải qua một lần thất vọng, cho nên thành công lần này cũng không làm cho mọi người cảm thấy vui mừng quá độ. Trần Gia Niên đưa ra quyết định ngay tại chỗ với mọi người, tiến hành thay đổi hoàn toàn trên con đường Phú Quốc này, thay đổi và sửa chữa được tiến hành đồng bộ, về phần thay đổi các đường ống nước khác bên trong nội thành, là một công trình cực kỳ lớn, phải đệ trình lên thường ủy để thảo luận. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa sau khi biết được tin đã cung cấp nước lại bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, ông khẳng định thành tích công tác của ba người Trần Gia Niên, Kim Lỗi và Trương Dương, lập tức tán thành đối với phương án mà Trần Gia Niên đưa ra về đường Phú Quốc. Ông để cho các bộ ngành tương quan làm quy hoạch, tranh thủ trong vòng một năm sẽ tiến hành thay đổi tất cả đường ống nước bên trong thành phố, để tránh cho việc tương tự xảy ra lần hai. Trương Dương đi đến hiện trường, thấy mặt đường mỏng trên nền đường, mà người phụ trách sửa chữa cũng đang đứng ở đó, thở dài nói, con đường này 6 tháng cuối năm ngoái đã sửa chữa một lần, căn bản là bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho nên nền đường căn bản là không chịu nổi sự nghiền ép của xe tải lớn. Trương Dương nói, bên phụ trách xây đường cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Người phụ trách sửa đường nói, đương nhiên là phải gánh chịu trách nhiệm rồi, thị trưởng Trương, ngài xem phần nền đường này đi, ngay cả thép cũng không nhìn thấy, xe cộ đi qua trên mặt đường như vậy, khẳng định sẽ tạo thành áp lực cho đường ống bên dưới. Chúng OT6 đã thăm dò tình huống bên dưới, mặt đường của con đường Phú Quốc này chịu tổn hại nhiều, xe cộ đi qua tạo thành áp lực lớn bên dưới, hơn nữa xe vượt quá trọng tải quy định tiến vào đường cấm, cho nên mới làm cho trục trặc này phát sinh. Trương Dương ghi nhớ những lời này vào trong lòng. Sau khi khôi phục lại cung ứng nước, Trương Dương và Kim Lỗi được phép về nghỉ ngơi, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên còn phải tham gia vào cuộc họp thường ủy vào chiều nay. Trương Dương trở về khách sạn Bạch Lộ, đúng lúc gặp Lữ Yến trực ban, Trương Dương dặn Lữ Yến chuẩn bị cho mình một phần cơm đơn giản, nhịn cả đêm, Trương đại quan nhân cũng không có tâm tình uống rượu. Trương Dương ăn xong bữa cơm, sau khi ăn xong Lữ Yến mang đến một bình trà Long Tĩnh thượng đẳng do chính cô tự tay pha, khách sạn Bạch Lộ cũng bị cắt nước làm ảnh hưởng, vừa mới cấp nước lại, Lữ Yến thấy được Trương Dương trên màn hình TV thân thiết nói, thị trưởng Trương tối qua không ngủ sao? Thật sự là khổ cực. Trương Dương cười cười, nhấp một ngụm trà, nói thị trưởng Trần, thị trưởng Kim đều ở hiện trường cùng tôi, nước uống của dân chúng là chuyện lớn, nếu không thể khắc phục đúng lúc, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của dân chúng. Lữ Yến nói, đúng vậy, ngày hôm qua khách sạn chúng tôi đã nhận không ít lời trách cứ. Những người khác không có nước tắm, khiến cho tôi phải đi xin lỗi liên tục, giảm 50% tiền phóng cho tất cả khách. Cô tràn ngập tò mò hỏi, nghe nói là một chiếc xe quá tải làm vỡ đường ống nước, mới tạo thành cảnh cắt nước như vậy, thế người tài xế kia chẳng phải là không may sao? Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn Lữ Yến, lập tức ý thức được cô ta cũng vô cùng quan tâm về chuyện này, cô quen biết người tài xế kia sao? Lữ Yến âm thầm bội phụ năng lực nhạy cảm của Trương Dương, cô gật đầu nói, thị trưởng Trương, tôi cũng không gạt ngài, người tài xế kia là hàng xóm cũ của tôi, tên là Phương Đại Đồng, cả nhà ông ấy toàn bộ đều sống dựa vào tiền của ông ấy, ngày hôm qua xảy ra chuyện, liền bị cảnh sát bắt, bây giờ người nhà cũng không gặp mặt, xe cũng bị giam, chủ hàng buộc nhà họ bồi thường tổn thất. Trương Dương không nói gì. Lữ Yến nói tiếp, thị trưởng Trương, ngài xem có thể nói giúp một tiếng hay không? Cho dù không thả được người, thì thả hàng ra cũng được, chỉ cần đừng để người nhà của bọn họ phải đền bù tổn thất là được. Trương Dương nói, chuyện này có thể rất phiền phức, ông ta lái xe tải đi vào đường cấm,
cái này đã liên quan trực tiếp đến trách nhiệm cá nhân, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của ông ta, bây giờ lãnh đạo trong tỉnh đang rất quan tâm đến chuyện này, chỉ sợ là nói không được. Lữ Yến tràn ngập thất vọng nói, được rồi, thị trưởng Trương, thật ra chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu ông ấy. Đường Phú Quốc tuy là khu cấm, nhưng mà mỗi ngày xe tải đi vào đó rất nhiều, cảnh sát giao thông từ trước đến giờ đều là một mắt nhắm một mắt mở, cho dù là thấy, cũng chỉ phạt tiền mà thôi. Trên đường quốc lộ có trạm kiểm soát, lúc xảy ra sự việc, trong trạm cũng có cảnh sát giao thông, vậy vì sao vẫn cho xe tải đi vào? Trương Dương gật đầu, chuyện này theo lời của Lữ Yến quả thật đáng để suy nghĩ, Trương Dương nói, cô yên tâm đi, trong tỉnh cũng rất chú ý đến chứng cứ, không có khả năng đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Phương Đại Đồng, chuyện này rất phức tạp, liên quan đến nhiều ban ngành, trách nhiệm không chỉ có một người. Lữ Yến nói, thị trưởng Trương, gây thêm phiền phức cho ngài. Trương Dương ngáp một cái, tôi đi nghỉ ngơi, chuyện này tôi sẽ hỏi giúp cô. Trương Dương vừa nằm xuống đã ngủ ngay, khi tỉnh lại cũng đã là 7 giờ tối hơn, hắn mở điện thoại lên, Thường Lăng Phong liền gọi đến, Thường Lăng Phong đặc biệt nói cho Trương Dương biết, quỹ giúp đỡ học tập đã thành lập một tài khoản đặc biệt, do phòng làm việc của Cục Văn hóa Vệ sinh quản lý cụ thể, Cục Giáo dục, Cục Tài chính, Cục Thẩm kế hợp tác giám sát, bây giờ Cục Tài chính đã chi ra 1.500.000. Trương Dương nói, chuyện tốt. Thường Lăng Phong nói, tin tức tối hôm qua có thấy anh. Trương Dương cười nói, tôi cũng không muốn lên tin tức đâu, tình huống trường học thế nào. Thường Lăng Phong nói, sau khi phát lương ra, các giáo viên đã ổn định lại, còn 7 căn ký túc xá cho công nhân viên chức, căn cứ theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, cũng đã quyết định người được phân phối rồi. Trương Dương nói, có Phùng Thiên Du không? Có, vấn đề của ông ta cũng lớn. Cho nên được đứng đầu trong lúc xếp hạng phân phối, nhưng mà ông ấy bị thương. Trương Dương ngạc nhiên nói, bị thương. Thường Lăng Phong bảo, đúng vậy, quán nốt nướng của ông ta bị người ta đến phá, người ta còn đánh cả ông ta, hai người con gái cũng bị thương nhẹ. Trương Dương vừa nghe xong không khỏi nhíu mày, Phùng Thiên Du này cũng thật là xui xẻo, vất vả lắm mới mở được một quán nốt nướng, nhưng lại nhanh chóng bị người ta đến phá, còn bị đánh nữa, nhớ đến tình cảnh gia đình của Phùng Thiên Du. Trương Dương nói, cậu có đi thăm chưa? Thường Lăng Phong đáp, vừa mới đến bệnh viện, không thấy ai cả, nghe người trong bệnh viện nói, ông ta ngại tiền thuốc men cao, cho nên về nhà, tôi chuẩn bị đến nhà ông ta. Trương Dương liền nói, cậu đang ở đâu? Thường Lăng Phong đem địa điểm của mình nói ra, hắn cũng ở không xa khách sạn Bạch Lộ, Trương Dương quyết định cùng hắn đi thăm. Qua một lúc sau, Thường Lăng Phong liền lái chiếc Mercedes số 1 Phong Trạch đến. Trương Dương mở cửa xe ngồi xuống, chẹp, đúng là xe xịn. Thường Lăng Phong cười nói, tài xế xin nghỉ về quê, tôi chỉ có thể tự mình lái xe. Thường Lăng Phong đã mua hoa quả trước rồi, khi hai người đi đến nhà của Phùng Thiên Du, cũng đã là 8 giờ tối, cả nhà già trẻ của Phùng Thiên Du đều có mặt, nghe nói hiệu trưởng và phó thị trưởng đến, Phùng Thiên Du kích động chạy ra đón, trên mặt ông sưng nhiều chỗ, trên đầu thì còn quấn băng gạc, cánh tay trái còn đang treo, đi đường khập khiễng. Kích động nói, thị trưởng Trương. Hiệu trưởng Thường, hai người sao lại đến đây? Trương Dương nhìn thảm trạng của ông, không khỏi thở dài, xảy ra chuyện gì? Bị thương có nặng không? Phùng Thiên Du lắc đầu nói, bị thương ngoài da thôi. Con gái lớn của ông ta Phùng Lộ đi từ trong ra, trên mặt cũng có một vết bầm tím thấy rõ, làm cho người ta nhìn mà không khỏi sinh ra ý nghĩ thương xót. Cô nhỏ giọng nói, tay trái của ba tôi bị gãy xương. Trương Dương cả giận nói, thật sự là không tin được. Đã bắt được người gây họa chưa? Phùng Lộ lắc đầu, mấy người ăn đốt nướng tối hôm qua không chịu trả tiền, bọn họ ăn rất nhiều, sau khi ăn xong nói là muốn tính tiền, ba tôi đi qua, bọn họ liền cầm chai bia đánh vào đầu ba tôi, sau đó còn đập cả quán. Nói đến ủy khuất tối hôm qua, vành mắt của Phùng Lộ liền đỏ lên. Trương đại quan nhân lòng đầy căm phẫn, cả giận nói, bọn chúng ngang ngược vậy sao? Trong mắt chúng còn có kỷ luật quốc pháp hay không? Thường Lăng Phong cười thầm trong lòng, Phùng Lộ Lộ đi kiện đúng người rồi, Trương Dương là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa hắn vô cùng đồng tình với tình huống gia đình của Phùng Thiên Du, hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bọn họ. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Thường Lăng Phong, Trương Dương ngay lập tức gọi điện cho Khưu Kim Trụ, đem chuyện mấy tên côn đồ gây sự tối qua kể lại cho Khưu Kim Trụ nghe, hắn bắt Khưu Kim Trụ tự mình điều tra chuyện này, bắt hết mấy tên hung thủ ấy về. Cái này đối với Khưu Kim Trụ mà nói cũng không phải là việc khó gì, vì mấy tên thanh niên kia đều là côn đồ trong vùng, chỉ cần muốn bắt, một tên cũng không chạy thoát được. Phùng Thiên Du rất sợ hãi chuyện này,
ông sợ sau này đám người đó còn về trả thù mình, cho nên không muốn truy cứu. Trương Dương an ủi ông, không cần sợ, chúng ta là xã hội pháp trị, không để lượt mấy tên côn đồ này hoành hành ngang ngược, ông yên tâm đi, cảnh sát nhanh chóng bắt chúng về quy án. Nếu Trương Dương đã nói vậy, thì Phùng Thiên Du cũng chỉ có thể cảm ơn. Trương Dương giúp đỡ ông kiểm tra vết thương trên tay, từ ảnh chụp X-quang của Phùng Thiên Du, chỗ gãy tay cũng không có lệch vị trí, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại. Vợ của Phùng Thiên Du than thở, quán ăn thì bị phá, kinh tế trong nhà càng lúc càng túng quẫn. Trương Dương sau khi hiểu được tình huống cụ thể, liền nói với Thường Lăng Phong, trường học có thể cấp một ít cứu tế thích hợp không? Thường Lăng Phong gật đầu nói, chuyện này tôi sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp, cấp cứu tế khẳng định là có. Nếu Trương Dương đã đồng ý với phương án chia nhà, thì Thường Lăng Phong cũng đem chuyện trường học chuẩn bị phân cho Phùng Thiên Du một căn nhà 3 phòng ở. Phùng Thiên Du kích động đến nỗi quên nói luôn lời cảm ơn, làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng gông cũng có được một căn nhà ở tương xứng. Phùng Lộ thấy ba mình kích động không nói nên lời, liền thay ba cảm ơn thị trưởng Trương, cảm ơn hiệu trưởng Thường. Trương Dương nói, không có gì để cảm ơn cả. Cảm thiện thu nhập và điều kiện sinh hoạt của giáo viên vốn dĩ là trách nhiệm của chúng tôi, thầy Phùng yên tâm, khi chế độ giáo dục của Phong Trạch thay đổi, thu nhập của mọi người sẽ tăng mạnh trên diện rộng, đến lúc đó điều kiện gia đình sẽ ngày càng tốt hơn, hắn nói với Phùng Lộ, trong tỉnh vừa thành lập quỹ học tập, thành tích của em ưu tú như thế, có thể xin học bổng. Thường Lăng Phong mỉm cười gật đầu nói, thị trưởng Trương nói đúng, phương án thưởng học bổng đã được thông qua, người nào thi đậu đại học Phong Trạch năm nay, chúng tôi sẽ có giải thưởng 5.000 đồng. Nếu đậu vào trường đại học của tỉnh, thì sẽ có thêm 5.000 tiền thưởng nữa, cố gắng nỗ lực, nếu như có thể lấy được phần học bổng này, thì phí dụng đại học của em hoàn toàn không cần phải lo nữa. Đôi mắt đẹp của Phùng Lộ nhất thời sáng lên, nàng cũng không phải tham tiền, nhưng mà trong điều kiện sinh hoạt túng thiếu, đã làm cho nàng phải bôn ba từ nhỏ, nếu như thật sự có thể kiếm được học bổng 10.000 đồng, như vậy thì đối với hộ gia đình nghèo này mà nói, đó quả là một con số lớn. Phùng Thiên Du lặng lẽ kéo Thường Lăng Phong qua một bên, ông muốn nhanh trở lại dạy học, dù sao thì nghỉ ngơi nhiều cũng ảnh hưởng đến tiền thưởng của ông. Thường Lăng Phong nói ông cứ yên tâm nghỉ ngơi 2 ngày, chờ sau khi vết thương ổn định rồi đi dạy cũng không muộn. Trên đường trở về, Thường Lăng Phong nói, hai người con gái của Phùng Thiên Du đều có thành tích học tập vô cùng ưu tú. Trong cuộc thi thử lần này Phùng Lộ đã đạt được hạng cao nhất, rất có hy vọng thi đậu trạng nguyên vào trường đại học Phong Trạch nhất trung. Trương Dương nói, Phong Trạch nhất trung là khu giáo dục tổng hợp đệ nhất Giang Thành, đứng đầu Giang Trạch chẳng phải là đứng đầu Giang Thành hay sao? Thường Lăng Phong nói, cũng không hẳn là vậy, các trường học khác cũng có không ít học sinh ưu tú, nói chung, món tiền học bổng này chỉ dành cho trạng nguyên đại học thôi, tin tức sẽ được công bố nhanh chóng ra ngoài, đối với toàn thể khu Phong Trạch này, khích lệ tinh thần học tập của khóa tốt nghiệp này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, thi đậu trạng nguyên của trường đại học mà được 10.000, đúng là không ít. Thường Lăng Phong bảo, đó là đương nhiên, 10.000 cũng đủ để tiêu phí trong đại học, cái này đã được thảo luận kỹ rồi. Trương Dương nhắc nhở Thường Lăng Phong, cũng không thể chỉ quan tâm đến học sinh ưu tú, quỹ học tập còn phải cố gắng trợ giúp học sinh hoàn thành bài vở và bài tập, quan tâm nhiều hơn đến học sinh nghèo khó. Thường Lăng Phong nói, anh yên tâm, phương án cụ thể đang chế định. Trương Dương nói, gần đây trong tỉnh xảy ra chuyện phiền toái liên tục. Trương Dương mỉm cười, loạn thế gia anh hùng, càng nhiều chuyện, thì khả năng làm ra chiến tích càng lớn. Trương Dương nói, muốn làm ra thành tích tại Phong Trạch, đúng là có khó khăn không nhỏ. Khưu Kim Trụ nhanh chóng gọi điện đến, mấy người phá quán và đánh Phùng Thiên Du đã tìm được rồi, bây giờ đang thẩm vấn. Trương Dương nói, nhất định phải giải quyết, mặc kệ chúng có bối cảnh gì cũng không nói nhân tình, thật ghê tởm. Sở dĩ Trương Dương nói như vậy, bởi vì hắn biết mạng lưới quan hệ của Trung Quốc là phức tạp nhất, chỉ cần muốn tìm, luôn có thể tìm được quan hệ nhất định, ai mà không có người thân bạn bè chứ. Khưu Kim Trụ thẩm vấn không tốn chút sức đã tìm ra được kết quả, nhưng kết quả lại làm cho Khưu Kim Trụ cảm thấy khó xử, đám người này dĩ nhiên là có chủ mưu gây chuyện rồi, bọn họ chỉ làm theo lời của kẻ đứng sau, mà kẻ đứng sau là Mạnh Tiểu Binh, Mạnh Tiểu Binh là con trai của cổ giáo trưởng Phong Trạch nhất Trung Mạnh Tông Quý. Sở dĩ hắn kêu đám người này đến phá quán đốt nướng, cũng bởi vì hắn đem hết trách nhiệm cha bị miễn chức đổ lên người Phùng Thiên Du, cho rằng là do Phùng Thiên Du báo với cấp trên nên mới làm cho cha xuống đài. Vì thế lén tìm người cho Phùng Thiên Du một bài học. Khưu Kim Trụ thầm mắng đám du côn này đúng là hèn nhát, còn chưa dùng thủ đoạn gì, thì đã khai ra tất cả, chuyện càng làm càng lớn,
bây giờ đã lôi cả Mạnh Tiểu Binh vào, Khưu Kim Trụ không biết nên làm thế nào cho tốt, liền gọi điện thoại cho Trương Dương, Trương Dương trả lời cũng rất thẳng thắn, bắt Mạnh Tiểu Binh lại, mặc kệ ông già của hắn là ai. Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Tin tức Mạnh Tiểu Binh bị bắt nhanh chóng truyền đến tai của Triệu Quốc Đống, Mạnh Tông Quý trực tiếp đi tìm Triệu Quốc Đống, muốn nhờ quan hệ của Triệu Quốc Đống để thả người, Triệu Quốc Đống vẫn chưa ngửi ra cái gì gọi là chuyện lớn cả, lúc này gọi điện cho Khưu Kim Trụ, bảo Khưu Kim Trụ thả người. Nhưng làm cho Triệu Quốc Đống không nghĩ ra chính là, Khưu Kim Trụ lại tự nhiên từ chối thả người, và còn mạnh dạn nói, Cục trưởng Triệu, Mạnh Tiểu Binh đã vi phạm hình pháp, chuyện này được lãnh đạo cực kỳ quan tâm, chúng tôi bây giờ không thể thả người. Triệu Quốc Đống cả giận nói, anh có ý gì? Vị lãnh đạo nào cực kỳ quan tâm đâu? Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm? Khưu Kim Trụ lại nói, Cục trưởng Triệu, thị trưởng Trương tự mình hỏi chuyện này, ngài ấy nói nếu tôi tự ý thả người sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi, ngài cũng đừng làm tôi khó xử. Lửa giận trong lòng Triệu Quốc Đống liền dấy lên, Khưu Kim Trụ. Hắn là cấp trên của anh hay tôi là cấp trên của anh? Chuyện trong hệ thống công an của chúng ta đến lượt hắn quản bao giờ vậy? Khưu Kim Trụ lại nói, Cục trưởng Triệu, ngài đừng làm khó xử tôi, dù sao thì người tôi cũng đã bắt, muốn thả thì ngài đến mà thả, tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Nói xong liền cúp điện thoại. Trong lòng Triệu Quốc Đống cực kỳ giận, mẹ nó, Khưu Kim Trụ dám ngang nhiên cúp điện thoại của tao. Tao không tin không trị được mày. Ông cầm lấy điện thoại vốn định gọi lại, nhưng suy nghĩ một chút, Khưu Kim Trụ bây giờ rõ ràng đang ôm chân của Trương Dương, cho dù có gọi nữa, thì tên này cũng không nghe lời. Ông suy nghĩ một chút rồi gọi cho phó đội trưởng đội hình cảnh Trịnh Ba, để Trịnh Ba đến thả người. Trịnh Ba vừa nghe xong cũng thấy khó xử, thấp giọng nói, Cục trưởng Triệu, tôi thấy chuyện này không thích hợp. Triệu Quốc Đống vừa nghe lại nổi nóng, cậu cũng không nghe lệnh sao? Trịnh Ba nói, Cục trưởng Triệu, cái này không phải là tôi không nghe lệnh, mà là Mạnh Tiểu Binh đánh giáo viên của Phong Trạch Nhất Trung, đám lưu manh đánh người kia đã khai hắn ta ra, phó thị trưởng Trương đã nhìn thẳng vào chuyện này. Bây giờ chúng ta thả người ra, thì chính là công khai chống đối hắn. Triệu Quốc Đống nói, chống đối thì chống đối, tôi sợ hắn sao? Trịnh Ba nói, Cục trưởng Triệu, ngài đừng quên một chuyện, Mạnh Tiểu Binh rõ ràng là phạm pháp, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thật, nếu như ngài thả hắn ra, thì người ta có thể tố giác chuyện này. Lời nhắc nhở của Trịnh Ba làm cho Triệu Quốc Đống bỗng nhiên tỉnh lại, ông chỉ nghĩ là muốn đấu với Trương Dương, nhưng lại quên mất một sự thật, Mạnh Tiểu Binh phạm tội. Nếu thả Mạnh Tiểu Bí ra, thì chính là bao che nghi phạm, nếu như Trương Dương dựa vào chuyện này để tố giác, thì sẽ khiến cho ông rất bị động. Ông và Mạnh Tông Quý có giao tình không tồi, nhưng cũng đến mức vì giúp bạn mà không tiếc cả thân mình, biết rõ phía trước là khốn cảnh, ông không cần phải nhảy vào. Triệu Quốc Đống ép buộc mình tỉnh táo lại, ông rốt cuộc quyết định tạm thời không hỏi đến chuyện của Mạnh Tiểu Binh. Sau khi Mạnh Tiểu Binh bị bắt, người lo lắng nhất chính là cha của hắn. Mạnh Tông Quý gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống nhưng thấy không có hiệu quả gì, vợ của ông thúc giục ông đi tìm Thẩm Khánh Hoa, chỉ là Mạnh Tông Quý không dám đi quấy rầy anh nuôi mãi, mãi cho đến sáng hôm sau, Mạnh Tông Quý mới gọi điện cho Thẩm Khánh Hoa, mẹ của Thẩm Khánh Hoa đã từng nuôi Mạnh Tiểu Binh, đối đãi như cháu nội ruột vậy, Thẩm Khánh Hoa cũng vô cùng thích Mạnh Tiểu Binh, nghe nói Mạnh Tiểu Binh bị bắt, cũng có chút kinh ngạc. Ông hỏi rõ tình huống, biết Mạnh Tiểu Binh bởi vì tìm người đánh Phùng Thiên Du nên mới bị bắt. Không nhịn được phê bình, bình thường chú dạy dỗ con cái thế nào? Công tác gặp vấn đề, tại sao lại để con trai dùng loại thủ đoạn này để giải quyết? Mạnh Tông Quý kêu khổ không thôi, bí thư Trầm, em xin thề, em thật sự không có kêu nó làm cái này, đứa nhỏ có thể nghe thấy tin đồn đâu đó mà thôi, anh cũng hiểu Tiểu Binh mà, đứa nhỏ này không có ý xấu, lại đặc biệt hiếu thuận, mẹ nuôi cũng hiểu rõ nó nhất, nếu như biết Tiểu Binh bị bắt, không chừng sẽ gấp thành cái dạng gì. Thẩm Khánh Hoa nghe thấy Mạnh Tông Quý đem mẹ của mình ra hù dọa, không nhịn được nhíu mày, nhắc nhở chuyện này đừng để cho mẹ của tôi biết, bà ấy lớn tuổi rồi, không chịu được xúc động. Dạ, Mạnh Tông Quý cuống quýt đáp. Thẩm Khánh Hoa nói, sao chú không đi tìm Triệu Quốc Đống? Mạnh Tông Quý thở dài, tối hôm qua đã tìm hắn, cho đến bây giờ Tiểu Binh vẫn chưa được thả ra. Gọi điện cho hắn hắn cũng không nghe. Thẩm Khánh Hoa cũng hiểu. Triệu Quốc Đống sở dĩ không nghe điện thoại bởi vì chuyện này rất vướng tay vướng chân, ông nói Mạnh Tông Quý không cần gấp, ông sẽ đi tìm Triệu Quốc Đống hỏi thăm tình huống. Triệu Quốc Đống có thể không nghe điện thoại của Mạnh Tông Quý, nhưng điện thoại của anh rể Thẩm Khánh Hoa thì ông không dám không tiếp, vừa nghe thấy Thẩm Khánh Hoa hỏi về chuyện của Mạnh Tiểu Binh, lập tức đem Trương Dương ra nói, anh rể, vị phó thị trưởng Trương này có quyền lực ghê gớm thật,
không chỉ làm bên văn hóa vệ sinh, mà còn cả xây dựng, ngay cả chuyện trong cục công an cũng nhúng tay vào. Thẩm Khánh Hoa nói, Mạnh Tiểu Binh rốt cục có phải là chủ mưu không? Triệu Quốc Đống nói, mấy người kia đều một mực khẳng định hắn là chủ, Mạnh Tiểu Binh thì chưa thừa nhận. Thẩm Khánh Hoa nói, giáo viên bị đánh thế nào? Có nghiêm trọng không? Triệu Quốc Đống nói, đã tìm hiểu qua, bị thương cũng không nghiêm trọng, người ta cũng không muốn kiện, phó thị trưởng Trương lại cắn chuyện này không tha. Miệng ông gọi Trương Dương là phó thị trưởng Trương, nhưng lại dùng từ cắn, đủ thấy oán niệm trong lòng ông về Trương Dương đén nông nỗi nào rồi. Chương 384, lãnh vực quen thuộc. Thẩm Khánh Hoa sau khi hỏi rõ tình huống, liền kêu thư ký mời Trương Dương đến phòng làm việc của mình. Trương Dương vừa tham gia cuộc họp thị trưởng về, Tôn Đông Cường toàn nói những lời giống tuếch, làm cho hắn nghe mà buồn ngủ. Nếu không phải là Thẩm Khánh Hoa tìm hắn, thì lúc này hắn đã chuẩn bị ra ngoài thị sát, thuận tiện hít thở không khí trong lành. Vẻ mặt Thẩm Khánh Hoa ôn hòa, nói Tiểu Trương, ngồi đi. Trương Dương ít khi nào thấy Thẩm Khánh Hoa khách khí với mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ, dùng lễ đối đãi tất có chuyện cần nhờ, vị trầm bí thư này không biết là muốn mình làm gì. Thẩm Khánh Hoa đầu tiên là nói về chuyện vợ ống nước, biểu thị vẻ khẳng định với công tác của Trương Dương. Trương Dương lợi dụng quan hệ trong tỉnh để điều xe cứu hỏa đến, bảo đảm cung cấp nước uống cho dân chúng, không làm xảy ra những ảnh hưởng mặt trái. Trương Dương khiêm tốn nói, bí thư Trầm, trục trặc lần này có thể loại trừ, là kết quả do phó thị trưởng Trần, phó thị trưởng Kim đồng tâm hiệp lực, chứ không phải công lao của một người. Thẩm Khánh Hoa gật đầu thưởng thức, cán bộ trẻ tuổi mà không tham công, lại khiêm tốn như vậy, hiếm có, hiếm có. Ông nhắc đến 5 triệu do Giang Thành chuyển xuống để chống hạn, thở dài nói, tài chính trong tỉnh xem ra cũng rất khẩn trương, lần chống hạn này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Dương nói, nhóm lãnh đạo cũng có ý này, bọn họ nói then chốt là phát động lực lượng bản thân của Phong Trạch, tích cực tự cứu, tôi đến cầu mấy lãnh đạo ở Giang Thành, nói mỏi cả miệng, mới có được 5 triệu đó. Thẩm Khánh Hoa nói, không dễ dàng, cậu cực khổ rồi, chúng ta thương lượng một chút, Bộ Tuyên truyền và Hội Chữ Thập Đỏ dự định làm một cuộc biểu diễn để lấy tiền cứu tế, cố gắng thông qua việc này tích lũy tài chính để cứu tế, căn cứ theo đề cử của mọi người, tôi chuẩn bị cho cậu đến phụ trách thu xếp chuyện này. Trương Dương cười nói, bí thư Trầm, ông không phải nói là Bộ Tuyên truyền làm chủ, tại sao lại rơi lên người tôi? Thẩm Khánh Hoa nói, lúc trước cậu là chủ nhiệm phòng chiêu thương của Giang Thành, cậu và các nhà đầu tư lớn, công ty lớn tại Giang Thành có quan hệ khá tốt, huống chi, cậu lại có kinh nghiệm tương quan về văn hóa ẩm thực của Giang Thành, cậu làm chuyện này, hẳn có thể lấy được hiệu quả tốt, tôi và đồng chí Tường Dân đã nói chuyện qua. Hắn nguyện ý giúp đỡ cậu làm tốt chuyện này, đồng chí Tường Dân trong miệng Thẩm Khánh Hoa chính là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Phong Trạch, một trong các vị thường ủy của Phong Trạch. Thẩm Khánh Hoa nói đến nước này rồi, thì việc này coi như đã không thay đổi. Trương Dương không thể tránh được, đành gật đầu, bí thư Trầm, nếu ông tin tưởng tôi như vậy, tôi từ chối nữa thì có vẻ làm kiêu, nhưng mà chúng ta vừa mới thành lập quỹ học tập. Bây giờ lại làm biểu diễn lấy tiền cứu tế thiên tai. Cho dù tôi có mời mấy công ty hay nhà đầu tư lớn, thì những người này cũng là thương nhân, chúng ta cứ bắt người ta phải có tâm hiến ái lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì cũng phải cho người ta một chút ngon ngọt. Thẩm Khánh Hoa nghe không hiểu ý của Trương Dương, nói rõ một chút đi. Trương Dương nói, chúng ta đừng làm biểu diễn để lấy tiền cứu tế nạn thiên tai, nhắc đến mấy chữ cứu nạn thiên tai, mọi người lập tức hiểu rõ đây là chia tay ra đòi tiền, ý của tôi là chúng ta nên mở hội nghị kinh tế, làm hiệp hội chiêu thương mùa hè. Mở rộng đầu tư trong Phong Trạch ra ngoài, mời bọn họ đến, tiện thể tổ chức một cuộc biểu diễn, lúc diễn xuất, đưa ra tình hình hạn hán tại Phong Trạch, như vậy có thể nhất cử lưỡng tiện, hội nghị kinh tế, và hát bài ca cứu nạn thiên tai. Thẩm Khánh Hoa cũng không khỏi thầm khen đối phương có suy nghĩ linh hoạt, cười nói tốt, tốt, chuyện này liền giao cho cậu. Trương Dương nói, bí thư Trầm, ông đừng quên, tôi phân công quản lý công tác văn hóa vệ sinh, công tác chiêu thương không phải do tôi quản. Thẩm Khánh Hoa ở trên chính đàn nhiều năm, lập tức ý thức được người ta đang đòi quyền, Trương Dương muốn nhân cơ hội này lấn sân qua bên công tác chiêu thương, lúc trước công tác chiêu thương này đều là do Phó Thị trưởng Lâu Quang Lượng quản lý, Thẩm Khánh Hoa suy nghĩ một hồi, mới gật đầu nói chuyện này tôi sẽ phối hợp, tôi thấy cậu phụ trách công tác chiêu thương thích hợp hơn. Trong lòng Trương Dương vui vẻ, Thẩm Khánh Hoa coi như là có chút ánh mắt, đem công tác chiêu thương giao cho mình, cái này chứng minh rằng Thẩm Khánh Hoa đã bị nạn hạn há làm cho đau đầu không ít. Lúc này mới đem một chuyện quan trọng như vậy giao cho mình đi làm.
Trương Dương biết rồi nhưng vẫn hỏi, cái này có phải là có ý nghĩa rằng công tác chiêu thương của Phong Trạch về sau là do tôi quản không? Thẩm Khánh Hoa gật đầu nói, không sai, công tác chiêu thương sau này cho cậu quản lý. Khi có được câu trả lời khẳng định của Thẩm Khánh Hoa, nụ cười của Trương Dương cũng không giấu được nữa. Thẩm Khánh Hoa nói, Trương Dương, tôi nghe nói Phong Trạch Nhất Trung có một thầy giáo bị đánh. Trương Dương nói, đúng vậy, điều kiện gia đình của vị thầy giáo kia tương đối khó khăn, gom góp tiền để dành lại cùng người nhà mở một quán nướng, chỉ là vì muốn tăng thêm một chút thu nhập, nhưng không ngờ lại bị một đám lưu manh đánh, càng tức giận hơn là, đám lưu manh kia lại bị người khác sai khiến. Bí thư Trầm, ông nói xem một thầy giáo nhân dân vì cuộc sống mà phải đi mở quán đã là không dễ dàng rồi, lại bị người ta đánh, cảnh khổ của người ta có đáng để đồng tình không? Thẩm Khánh Hoa nói, tìm được người gây chuyện là tốt rồi. Giao cho bộ phận then chốt của công an xử lý là được. Ý ngoài lời nói của Thẩm Khánh Hoa là, cậu đừng có xen vào việc của người khác, cục công an muốn xử lý thế nào là chuyện của người ta. Trương Dương cười cười, hắn đoán được là nhất định có người đã đi mách với Thẩm Khánh Hoa, cho nên Thẩm Khánh Hoa mới uyển chuyển khuyên hắn thu tay lại. Trương Dương gật đầu nói, Bí thư Trầm, tôi biết nên xử lý thế nào. Trương Dương nói những lời này chỉ là cho có với Thẩm Khánh Hoa, hắn cũng không có ý định buông tha. Chỉ là Trương Dương nhanh chóng phát hiện ra chuyện này không đơn giản, đội trưởng hình cảnh Khưu Kim Trụ lúc giữa trưa đã gọi điện thoại đến, nói tất cả lưu manh đều đổi lời khai, không thừa nhận Mạnh Tiểu Binh đã bày ra chuyện này, hơn nữa còn phủ nhận việc đánh Phùng Thiên Du, càng làm cho Khưu Kim Trụ khó xử chính là, lúc Phùng Thiên Du đến cục cho lời khai, cũng phủ nhận những tên lưu manh này là kẻ đánh mình. Bây giờ Khưu Kim Trụ cũng đành bó tay, chỉ có thể ngồi nhìn. Trương Dương gào lên với điện thoại, làm cái gì thế? Vì sao Phùng Thiên Du lại đổi lời khai? Có phải là có người uy hiếp ông ta không? Khưu Kim Trụ bất đắc dĩ nói, thị trưởng Trương, xảy ra chuyện gì cụ thể thì tôi cũng không biết, dù sao thì Phùng Thiên Du đã cho lời khai như vậy, khiến cho tôi rất bị động, đám lưu manh kia còn làm ầm ĩ lên, nói tôi bắt nhầm người rồi. Trương Dương buông điện thoại xuống, tâm tình nhất thời kém đi rất nhiều, niềm vui do Thẩm Khánh Hoa phân công cho hắn quản lý công tác chiêu thương đã nhất thời biến mất không thấy đâu. Phó Trường Trinh nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, đi pha trà, lặng lẽ lui ra ngoài. Ở ngoài cửa thấy một cô gái thanh tú đứng đó, ánh mắt có chút sợ hãi, trên mặt còn mang theo một vết thương. Phó Trường Trinh nhận ra đây là con gái lớn của Phùng Thiên Du, Phùng Lộ, không khỏi cười nói, em đến tìm thị trưởng Trương. Phùng Lộ cắn môi, sau đó gật đầu. Trương Dương trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lớn tiếng nói, để cho cô ấy vào. Phùng Lộ cúi đầu đi vào phòng làm việc. Nhỏ giọng kêu lên một tiếng thị trưởng Trương. Trương Dương cười nói, sao không đến trường, chạy đến đây, có phải là có tình huống muốn phản ánh với tôi không? Phùng Lộ lấy hết dũng khí nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, tôi đến xin lỗi ngài, xin lỗi. Trương Dương nói, đang yên lành tại sao lại nói những lời này với tôi? Phùng Lộ nói, ngài giúp chúng tôi nhiều như vậy, mà ba tôi lại. Thật ra lúc Phùng Lộ xin lỗi, Trương Dương cũng đã rõ ràng. Nhà đầu này đang đến xin lỗi cho cha mình, Phùng Thiên Du từ bỏ khởi tố, không truy cứu nữa, nguyên nhân lớn là do ông ta sợ lọt vào trả thù sau này. Phùng Lộ nói, ba tôi sợ truy cứu xong sẽ có phiền phức, hơn nữa sáng hôm nay hiệu trưởng Mạnh cũng đã đến nhà chúng tôi. Trương Dương đã rõ ràng, Mạnh Tông Quý khẳng định đã đến đả thông tư tưởng cho Phùng Thiên Du, chiêu thức này có thể nói là giống như rút củi dưới đáy nồi, suy nghĩ muốn mượn chuyện này để làm to lên của Trương Dương cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Đối với phần tử tri thức như Phùng Thiên Du, Trương Dương cũng chỉ có thể giận mà không thể nói coi như xui xẻo, chuyện đã như vậy rồi, nhiều lời cũng vô ích. Nhớ đến thái độ của Thẩm Khánh Hoa, Trương Dương cũng không muốn tiếp tục theo đuổi nữa, ít nhất là bây giờ hắn chưa có đủ điều kiện để chống lại Thẩm Khánh Hoa. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, Trương Dương cười nói, Phùng Lộ, có ăn cơm chưa, đi, tôi mời ra ngoài ăn. Phùng Lộ kinh hoàng ngẩng đầu lên, không được, tôi về nhà ăn. Nói xong. Cô liền vội vã rời đi. Trương Dương nhìn bóng lưng của Phùng Lộ, lắc đầu, nhà đầu này cũng thật không tồi. Lúc Phùng Lộ đi, Vương Hoa Chiêu vừa tạm giữ chức phó thị trưởng đúng lúc đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy một cô gái đẹp đi ra, liền vui cười hớn hở với Trương Dương cũng đang đi ra, cô gái này thật xinh đẹp. Trương Dương cười nói, thiếu nữ vị thành niên, thị trưởng Vương không nên suy nghĩ bậy bạ. Vương Hoa Chiêu cười ha hả nói, cho tôi mượn lá gan của cậu tôi cũng không dám. Cuối năm nay tôi kết hôn rồi. Trương Dương hỏi, Tằng Lệ Bình. Vương Hoa Chiêu nói, đương nhiên là cô ấy,
cả đời này tôi chỉ yêu một lần. Quan hệ của Trương Dương và Vương Hoa Chiêu cũng rất bình thường, con người của Vương Hoa Chiêu ngoài mặt rất nhiệt tình, đối đãi thân mật, chỉ là hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cán bộ địa phương Phong Trạch, dù sao thì hắn cũng chỉ là cán bộ giữ chức tạm thời, mấy tháng sau là phải đi rồi, người ta cũng không coi hắn ra gì đâu, hắn cũng không dự định tham gia vào vòng tròn lãnh đạo của Phong Trạch, bởi vì do còn trẻ, nên hắn cũng ít giao lưu với người khác. So ra mà nói thì chỉ có nói nhiều với Trương Dương hơn một ít mà thôi. Lúc này là giờ nghỉ, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng làm việc, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên, phó thị trưởng Kim Lỗi cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc của Tôn Đông Cường, bọn họ vừa mới thảo luận về vấn đề thay đổi đường ống nước trong nội thành, lần này sự kiện ống nước bị vỡ đã cho họ một cảnh báo, nếu như không nhanh chóng thay đổi những đường ống cũ kỹ này, thì chuyện như vậy vẫn sẽ còn xảy ra, nhưng mà chuyện thay đổi đường ống nước toàn diện liên quan đến các mặt quy hoạch thị chính cũng không phải đơn giản. Trong tỉnh phải đầu tư một số tài chính lớn, và người có quyền quyết định cuối cùng trong chuyện này chính là bí thư Thẩm Khánh Hoa. Trải qua lần sửa chữa đường ống bị vỡ này, quan hệ của Trần Gia Niên và Kim Lỗi đối với Trương Dương đã thay đổi rất nhiều. Trần Gia Niên thấy Trương Dương, nhiệt tình hô Tiểu Trương, cùng nhau đi ăn cơm đi. Trương Dương cười nói, đừng đi căn tin ăn, chúng ta đến một quán ăn vừa mở bên đường đi, tôi mời khách, cùng nhau nếm thử. Trần Gia Niên nói, không cần phiền phức như vậy. Buổi trưa thời gian rất ít, chúng ta đến căn tin ăn là được. Trương Dương gật đầu nói, cũng tốt, đến căn tin ăn. Từ đầu đến cuối Trần Gia Niên cũng không nói chuyện với Vương Hoa Chiêu, Vương Hoa Chiêu cũng thấy ngại khi đi theo, nên liền cố ý kêu, a, lên một tiếng, các người đi trước đi, tôi để quên bóp trong phòng làm việc, cái lý do này thật sự đúng là gượng ép đến buồn cười. Ai cũng biết là hắn đang nói dối, chỉ là không ai vạch trần hắn thôi. Trần Gia Niên và Kim Lỗi Trương Dương đi đến canteen, đồ ăn trong canteen cơ quan cũng coi như phong phú, mỗi người gọi một phần cơm, rồi cùng ăn một chỗ. Trần Gia Niên nói, Tiểu Trương, nghe nói bí thư Trầm đem công tác chiêu thương giao cho cậu. Trương Dương cười nói, tin tức của thị trưởng Trần thật linh thông, vừa mới xảy ra, liền truyền đến tai của ông. Trần Gia Niên nói, thật ra công tác chiêu thương đã nên sớm giao cho cậu, lúc trước cậu làm công tác chiêu thương tại Giang Thành khiến cho vô cùng náo nhiệt, đi đến Phong Trạch. Nên phát huy năng lực trong phương diện này, đem công tác chiêu thương tại Phong Trạch làm hoàng tráng lên. Kim Lỗi nói, mong rằng càng lúc càng có nhiều nhà đầu tư nhìn chúng Phong Trạch của chúng ta. Trương Dương nói, thật không dám giấu giếm, bí thư Trầm vốn kêu tôi mở biểu diễn lấy tiền cứu tế nạn thiên tai, tôi cảm thấy loại hình này làm không tốt, mời người ta đến, chúng ta làm biểu diễn lấy tiền cứu tế, nói rõ ra là muốn lấy tiền, cho dù là có lấy được một ít để cứu tế, cũng không có ý nghĩa gì hết. Làm một hội đàm kinh tế, mới các nhà đầu tư đến Phong Trạch, đem tiềm lực và ưu thế của Phong Trạch nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ nhìn thấy được tương lai đầu tư, đồng thời làm một chút từ thiện. Đây cũng là một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Trần Gia Niên cười nói, ý kiến hay, tôi cũng không tán thành biểu diễn lấy tiền cứu tế nạn thiên tai gì cả, cái này giống như đi xin cơm vậy. Trương Dương nói, tôi vốn không muốn tiếp nhận công tác chiêu thương, chỉ là bí thư Trầm muốn giao công tác chiêu thương cho tôi phụ trách. Trần Gia Niên và Kim Lỗi đều dùng ánh mắt hiểu rõ mà không cần phải nói nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu, bọn họ đều nghe ra Trương Dương đang khoe khoang, giống như là Thẩm Khánh Hoa đang cầu hắn vậy, đúng là lạ. Lúc này thị trưởng Tôn Đông Cường cùng phó thị trưởng Lâu Quang Lượng cũng đến ăn, Tôn Đông Cường nhìn thấy ba người Trần Gia Niên ngồi cùng một chỗ, trong lòng thấy nao nao, gần đây ông thường thấy Trần Gia Niên, Kim Lỗi và Trương Dương cùng một chỗ, quan hệ giữa bọn họ sao lại đột nhiên trở nên hòa hợp thế này. Lẽ nào là do sự kiện vỡ đường ống nước, đã kéo khoảng cách của bọn họ gần lại. Trong ánh mắt của Phó Thị trưởng Lâu Quang Lượng khi nhìn Trương Dương không có nhiều thiện ý lắm, chỉ cần cẩn thận thưởng thức một chút là có thể cảm nhận được oán niệm bên trong, công tác chiêu thương với là do ông phụ trách, chỉ là bí thư Trầm chẳng biết đã uống nhầm thuốc gì, đột nhiên đem chuyện quan trọng như vậy giao cho Trương Dương, thậm chí ngay cả ý kiến của ông cũng không trưng cầu, căn bản là không hề để ý đến cảm thụ của ông. Trên thực tế thì Thẩm Khánh Hoa cũng rất ít bận tâm đến cảm thụ của người khác. Ông ta muốn làm chuyện gì là làm ngay cả nhóm thường ủy cũng không cần phải thông báo, cho dù lấy ra thảo luận, cũng không thay đổi được ý kiến của bí thư Trầm. Trong lòng Tôn Đông Cường cũng rất khó chịu, ông phát hiện ra Thẩm Khánh Hoa giao quyền lực cho Trương Dương càng ngày càng lớn, chuyện càng làm cho ông đau khổ hơn là, sở dĩ Trương Dương có thể đắc ý như vậy, cũng bởi vì ông có quan hệ cực kỳ mật thiết, nếu như không phải ông cực lực đề cử với Thẩm Khánh Hoa. Điều Trương Dương đến Giang Thành để tranh thủ tài chính chống hạn, thì
thì Thẩm Khánh Hoa cũng không cho Trương Dương quyền lực lớn như vậy, rõ ràng là có ý niệm hãm hại người ta trong đầu, nhưng không ngờ rằng không hại được người ta. Ngược lại còn giúp cho người ta một ân lớn, cho Trương Dương một cơ hội biểu hiện. Nhìn Trương Dương đang nói chuyện rất vui vẻ, thần thái thoải mái, trong lòng Lâu Quang Lượng đột nhiên cảm thấy hận thù không nói nên lời, thấm giọng nói tiểu nhân đắc chí. Giọng của ông cũng không lớn, chỉ có ông và Tôn Đông Cường có thể nghe được, dựa theo lẽ thường thì những người khác không nghe được, chỉ là Lâu Quang Lượng không biết một chuyện, Trương Dương đâu phải là người thường, cặp lỗ tai của hắn được tu luyện đến mức cực kỳ linh mẫn, bất kỳ tiếng động nào trong căn tin hắn cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười đi về hướng của Lâu Quang Lượng. Lâu Quang Lượng nao nao, không biết thằng nhãi này đột nhiên đứng lên làm gì. Trương Dương đi đến trước mặt Lâu Quang Lượng, cười tủm tỉm nói, Phó Thị trưởng Lâu, tôi đắc tội với ông sao? Ông nói ai là tiểu nhân đắc chí? Lâu Quang Lượng giống như kẻ trộm đồ bị bắt tại trận vậy, xấu hổ đến nổi đỏ bừng mặt, ông thật sự không nghĩ ra, khoảng cách xa như vậy, giọng nói mình lại nhỏ như vậy, thằng nhãi này sao lại có thể nghe được? Ông cười xấu hổ nói, Tiểu Trương, cậu nghe lầm rồi, tôi không có nói. Trương Dương gật đầu, quay sang nói với Tôn Đông Cường, thị trưởng Tôn nghe được sao? Tôn Đông Cường cũng kỳ quái, giọng của Lâu Quang Lượng nhỏ như vậy, Trương Dương làm sao mà nghe được rõ ràng. Nhưng ông đương nhiên là không vạch trần Lâu Quang Lượng rồi, cười nói tôi không có nghe. Những lời này cực kỳ dối trá, không chỉ không thừa nhận Lâu Quang Lượng nói những lời này, mà cũng không phủ nhận là có nói. Trương Dương thở dài nói, hình như là tôi nghe lầm, tôi cũng thấy nhân phẩm của Phó Thị trưởng Lâu cũng không bị ổi đến mức như vậy. Lâu Quang Lượng giận đến trắng bệch mặt, thằng nhãi này dám chế nhạo mình trước mặt nhiều người, một chút tình cảm cũng không có, Tôn Đông Cường nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng thầm vui, ông ướng gì Lâu Quang Lượng nảy sinh xung đột với Trương Dương, chỉ là Lâu Quang Lượng đã làm cho ông thất vọng, Lâu Quang Lượng không có cái suy nghĩ đó cũng như không có sự can đảm đó. Chủ nhiệm ban chiêu thương Phong Trạch Lý Trung cũng ngồi ăn gần đó, hắn cực kỳ quan tâm về chuyện xảy ra bên này, một người là thủ trưởng cũ, một người là lãnh đạo mới, giữa hai người có va chạm, hắn chỉ mong được nhìn thấy một ít pháo hoa, thật ra thì tận sâu trong lòng mỗi người đều thích nhìn náo nhiệt cả. Trương Dương cũng lưu ý đến hắn, liền nói, chủ nhiệm Lý, một lát đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi muốn tìm hiểu về tình huống chiêu thương gần đây. Phần lớn người trong căn tin đều thấy được cảnh này. Đều cảm thụ rõ ràng được sự cường ngạnh và ương ngạnh của vị phó thị trưởng này, hắn dám công khai tuyên bố với Lâu Quang Lượng, từ giờ trở đi công tác chiêu thương là do tôi phụ trách, ban chiêu thương là do tôi quản. Trương Dương đi rồi, Lâu Quang Lượng tức đến nổi tay chân run rẩy, ông nói với Tôn Đông Cường, thị trưởng Tôn, ông thấy rồi đó, ông thấy rồi đó. Hắn khinh người quá đáng. Tôn Đông Cường thở dài nói, lão Lâu à, ông cũng thật là, có vài lời không thể nói lung tung. Bị người ta nghe thấy thì không tốt. Lâu Quang Lượng tự biết đối lý, thở dài không nhắc lại nữa. Chủ nhiệm ban chiêu thương Lý Trung đã đi đến, Lâu. Còn chưa nói xong, Lâu Quang Lượng đã không nhìn được khoát tay, có việc đi tìm người khác, cậu không do tôi quản. Buổi chiều, Lý Trung thành thật đi đến phòng làm việc của Trương Dương, Lý Trung vốn không có ý kiến gì về phó thị trưởng mới tới này cả, nghe nói hắn ta muốn xen vào ban chiêu thương, Lý Trung không phục. Chỉ là buổi trưa hắn nhìn thấy được cảnh Trương Dương mỉa mai Lâu Quang Lượng, bỗng nhiên rõ ràng, Lâu Quang Lượng không thể trêu vào Trương Dương, mà Lâu Quang Lượng không thể trêu vào, một chủ nhiệm văn phòng như hắn càng không thể tự tìm xấu hổ, ai đến quản lý không quan trọng, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc thôi. Thì bất luận lãnh đạo nào cũng sẽ không khai đao với hắn. Trương đại quan nhân lúc này đang đắc ý rào rạt ngồi đọc sách trong phòng, xem bài viết về nhân sinh trí tuệ, làm lãnh đạo thì phải có nghệ thuật lãnh đạo. Sở dĩ hắn làm khó Lâu Quang Lượng trước mặt mọi người, mục đích là muốn mượn chuyện này để lập uy, căn tin cơ quan là một nơi người đến người đi, phát sinh bất kỳ chuyện gì, thì sẽ lập tức được truyền đi khắp đại viện thị chính này. Thẩm Khánh Hoa giao ban chiêu thương cho mình, nhân viên bên dưới chưa chắc đã chịu phục, Trương đại quan nhân vì muốn thu phục bọn họ, cần một thời gian nhất định, nhưng Trương Dương là người không có tính nhẫn nại, Lâu Quang Lượng cho hắn cơ hội, chà đạp mặt mũi của Lâu Quang Lượng trước mặt mọi người. Cũng như nhắc nhở mọi người trong ban chiêu thương, Lâu Quang Lượng còn không làm gì được, đám Lâu La các người tốt nhất là nên nghe lời. Lý Trung đi vào phòng làm việc của Trương Dương, Trương đại quan nhân cảm thấy rồi, chỉ là hắn vẫn cố ý nhìn chằm chằm vào xem sách, làm ra vẻ tập trung tinh thần chuyên tâm cực kỳ vậy. Lý Trung không dám quấy rối, ngồi xuống ghế sofa mà chờ, Trương đại quan nhân đọc sách cũng rất chăm chú, hắn đọc hết 20 phút,
Lý Trung cũng chờ hết 20 phút, cho đến khi Trương Dương buông sách xuống, xoa xoa con mắt, mới ngạc nhiên nói, chủ nhiệm Lý đến rồi à? Sao không gọi tôi một tiếng? Trong lòng Lý Trung thầm mắng thằng nhãi này đúng biết giả vờ, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi sợ làm ảnh hưởng thị trường Trương đọc sách. Trương Dương cười nói, lúc trước tôi rất ít xem sách của người nước ngoài viết, quyển sách này là do hiệu trưởng thường giới thiệu cho tôi, thoạt nhìn cũng có chút thú vị, chủ nhiệm Lý xem qua chưa? Lý Trung cười cười nói, ngoại trừ nghiệp vụ ra, tôi chỉ thích xem tiểu thuyết võ hiệp thôi. Trương Dương gật đầu, tiểu thuyết võ hiệp tôi cũng thích xem, nhưng mà cũng không xem nhiều. Lý Trung tìm được trọng tâm câu chuyện, liền cười nói, thị trưởng Trương thích tác phẩm của ai nhất? Trương Dương đáp không cần suy nghĩ, Kim Dung. Tôi cũng thích Kim Dung, thích nhất là bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lý Trung là một người say mê tiểu thuyết võ hiệp, nhắc đến cái này trên mặt nhất thời tràn đầy hứng thú. Trương Dương cười nói, tôi thích xem đại hội võ lâm do ông ta miêu ta, mà chúng ta cũng lập tức mở đại hiệu chiêu thương rồi. Thằng nhãi này nói chuyện liền chuyển đề tài về vấn đề chiêu thương. Lý Trung lập tức ý thức được mình đã đi khá xa, cười gật đầu nói, đúng, đúng, đại hội chiêu thương. Trương Dương nói, căn cứ theo tình huống mà tôi biết, tình hình thị trường chiêu thương của Phong Trạch năm nay cũng không được lạc quan. So với cùng kỳ năm trước, tài chính đầu tư vào cũng không bằng 1/3. Lý Trung nói, thị trưởng Trương, chúng tôi cũng đã nỗ lực làm việc, nhưng mà tình hình kinh tế của Phong Trạch năm nay cũng không được lạc quan, lại có hạn hán 10 năm không gặp, các khu khai phá dưới Giang Thành của chúng ta cũng không có một người, bây giờ ở mỗi địa phương đều có làm khu khai phá cả, ưu thế của chúng ta cũng không rõ ràng. Trương Dương nói, chiêu thương không có nghĩa là chỉ dựa vào khu khai phá, lợi dụng tài nguyên địa phương hấp dẫn đầu tư cũng được vậy, tài nguyên của Phong Trạch có rất nhiều. Lý Trung nói, thị trưởng Trương lúc trước là chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành, công tác chiêu thương do ngài phụ trách thì quá tốt rồi. Trương Dương cười nói, anh đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, anh là chủ nhiệm ban chiêu thương Phong Trạch, công tác cụ thể cũng là do anh làm, tôi chỉ có thể giúp anh đưa ra chủ ý, thậm chí là giúp anh giật dây, nhưng mà hội nghị lần này anh vẫn là diễn viên chính. Lời nói của Trương Dương đã làm cho đầu của Lý Trung nóng lên, bất luận kẻ nào cũng rất sợ lãnh đạo đoạt lại quyền lực. Lý Trung cũng có lo lắng như thế, hắn biết Trương Dương là một nhân vật cường thế, cũng biết lúc trước khi Trương Dương còn làm chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành có thành tích thế nào, khi biết ban chiêu thương do hắn phụ trách, ý niệm đầu tiên nảy sinh trong đầu chính là, Trương Dương có nhúng tay nhiều vào trong chuyện của ban chiêu thương hay không, ảnh hưởng đến quyền lực hiện nay của mình. Nhưng ngay từ đầu Trương Dương đã cho thấy, công tác cụ thể vẫn là để cho hắn làm, Lý Trung cho rằng đây là một tín hiệu tốt đẹp. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lý. Hội đàm kinh tế mùa hè này vô cùng cấp bách, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng xuất ra phương án, chúng ta phân công như vậy anh xem có được không, chuyện trên sân khấu là anh lo, nói cách khác là công tác chuẩn bị giai đoạn trước, chuẩn bị bày ra ưu điểm của Phong Trạch chúng ta như thế nào, làm sao giới thiệu với bên ngoài, những cái này đều do anh HPU nắm trách, về phần mời khách đến, mời khách gì đến, tôi làm. Anh thấy thế nào? Lý Trung gật đầu như điên, được được, thật ra lo sân khấu cũng không khó. Khó chính là mời người, chỉ bằng bản lĩnh của Lý Trung hắn, muốn mời các thương nhân và nhà đầu tư quan trọng đến thật sự là quá khó khăn, Trương Dương nguyện ý đứng ra mời, cái này là chuyện cầu mà không được nữa, Lý Trung làm sao mà phản đối chứ? Lý Trung biểu lộ quyết tâm, nói thị trưởng Trương yên tâm, khi tôi trở về lập tức động viên tất cả nhân viên công tác trong ban chiêu thương, để mọi người tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm tốt phần sân khấu. Trương Dương mỉm cười nói tốt. Tôi tin tưởng anh có năng lực như vậy, hội đàm kinh tế quyết định tổ chức vào trung tuần tháng 6, nói cách khác, chúng ta còn thời gian nửa tháng, rất gấp gáp, phải lập tức động viên mọi người. Lý Trung trịnh trọng gật đầu, lúc này trưởng đài truyền hình Lương Diễm cũng đến, cô ta mới trở về từ bộ tuyên truyền thị ủy, bộ trưởng bộ tuyên truyền gần đây bị bệnh, cô đại biểu cho bộ tuyên truyền đến tìm Trương Dương để thương lượng công tác. Trong hội đàm kinh tế lần này, quan trọng nhất chính là cứu nạn thiên tai. Tuy rằng không nói rõ với bên ngoài, nhưng kinh tế và cứu nạn thiên tai đã trở thành chủ đề chính của hội nghị lần này. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đã giao chuyện này cho Trương Dương, nói cách khác, Trương Dương là tổng chỉ huy, cụ thể nên làm thế nào thì phải trưng cầu ý kiến của hắn. Lương Diễm nói, thị trưởng Trương, Phong Trạch chúng ta rất thiếu kinh nghiệm tổ chức loại hình lớn như lễ hội này, hơn nữa thời gian cấp bách, tôi lo rằng không có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ của ngài. Trương Dương nói, không cần phải đặt ánh mắt ở Phong Trạch, chúng ta có thể áp dụng biện pháp mới đến. Lương Diễm nói, mời đến sao?
Trương Dương từng có kinh nghiệm tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực Phục Dương, cho nên đối với loại chuyện này có thể nói là quen thuộc đường đi. Hắn cười nói, mời diễn viên, ngôi sao, mời đạo diễn, chuyện này cũng không cần cô quan tâm. Lương Diễm đưa ra một vấn đề tương đương, thị trưởng Trương, mời nhiều người như vậy, chỉ sợ là thù lao trả cũng rất nhiều tiền. Trương Dương cười nói, đừng quên, chủ đề của chúng ta là chiều thương và cứu nạn thiên tai, trả thù lao còn gọi là hiến ái sao. Ngoại trừ chiêu đãi bọn họ chỗ ăn ở ra, thì một đồng thù lao chúng ta cũng không cần phải trả. Lương Diễm kinh ngạc nhìn Trương Dương, tuy rằng cô chưa từng làm qua chương trình nào lớn như vậy, nhưng mà loại nhỏ thì đã làm vô số lần, đừng nói là đại minh tinh, cho dù là diễn viên địa phương tại Phong Trạch thôi, cũng phải trả thù lao rồi, lời nói của Trương Dương cũng có giá lớn quá, làm cho trong lòng Lương Diễm nửa tin nửa ngờ, nhưng đồng thời cũng có chút chờ mong, chờ xem năng lực của vị phó thị trưởng này rốt cục là lớn đến tình trạng nào. Nhắc đến diễn xuất, người đầu tiên mà Trương Dương nghĩ đến chính là Hà Hâm Nhan, gần đây cô ấy và Hồ Nhân Như, Hải Lan làm một công ty quảng cáo, nghiệp vụ cũng khá là nóng, lúc Trương Dương gọi điện cho Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan đang cùng Hồ Nhân Hư làm quảng cáo. Hà Hâm Nhan nghe nói Trương Dương muốn làm một chương trình lớn đến lấy tiền cứu tế thiên tai, liền hầm hừ nói, bây giờ mới nhớ đến em à. Bình thường sao không thấy anh gọi điện thoại vậy nhỉ? Trương Dương nói, anh không phải là rất bận sao? Hơn nữa, em là đại minh tinh, có một đống người hâm mộ lớn như vậy, cả ngày anh mà kề cận em cũng không rảnh phản ứng đến anh, không phải sao? Hà Hâm Nhan nói, phiền anh. Trương Dương nói, không phiền anh đâu, chờ em đến Phong Trạch rồi, anh sẽ bồi thường gấp đôi cho em. Em muốn thế nào thì có thế đó. Hà Hâm Nhan cầm lấy điện thoại, mặt cười cũng đã đỏ, nhỏ giọng nói, sao anh không có chút nghiêm túc nào hết vậy, là thị trưởng sao? Em thấy anh giống lưu manh hơn. Lưu manh cũng phải phân ra là đối với ai, bình thường anh đều rất tốt, chỉ là nghe thấy giọng nói của em, máu lưu manh liền nổi lên không nhịn được muốn phạm vào. Hà Hâm Nhan rốt cục đã không nhịn được, cười suy một tiếng, quả nhiên là cười tươi như hoa. Đạo diễn phụ trách quay chụp tại hiện trường, kích động chụp lấy ảnh này, tự nhiên mới là đẹp nhất. Hà Hâm Nhan nói, được rồi, anh nói thời gian đi, đến lúc đó, em nhất định sẽ đến. Chuyện của Trương Dương đối với cô cũng là chuyện hạng nhất. Trương Dương nói, trung tuần tháng 6, khi nào quyết định anh sẽ thông báo cho em. Hà Hâm Nhan ừ một tiếng. Chương 385, giành công. Người thứ hai Trương Dương tìm chính là đạo diễn Vương Chuẩn, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Chuẩn thiếu nợ nhân tình hắn. Thời đại hiện nay, cái phổ biến nhất chính là ngôi sao ca nhạc, Vương Chuẩn thân là đạo diễn Hong Kong, kiếm vài ngôi sao cũng rất dễ. Hơn nữa lần này biểu diễn còn thiếu một tổng đạo diễn, Trương Dương đem cái nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này giao cho hắn. Vương Chuẩn sau khi nghe xong loại chuyện này, không khỏi thở dài, làm đạo diễn thì tôi không có vấn đề, nhưng về phương diện ngôi sao thì không dễ làm, phải thông qua người đại diện của bọn họ. Cậu cũng biết đấy, phí lên sân khấu của nghệ sĩ Hong Kong bây giờ lên như thuyền gặp nước, kêu bọn họ biểu diễn miễn phí, khó lắm. Trương Dương nói, có khó hay không tôi mặc kệ. Dù sao thì anh cũng phải làm chuyện này chỉ cần anh làm thành công, tôi sẽ giới thiệu giúp anh làm quen với một ông chủ giàu có. Ấn Độ A Tam đấy, tiền của ông ta có rất nhiều, chỉ là ông ta rất ngốc. Dựa theo cách nói của người Hong Kong các anh thì, gọi là kim chủ, ông ta một lòng một dạ muốn đi vào trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Hắn cũng mặc kệ luôn, cứ lừa Vương mập mạp trước rồi nói. Vương Chuẩn vừa nghe liền động tâm, thật sao? Đương nhiên là thật. Tôi lừa anh khi nào chứ? Anh cứ tìm vài nữ ngôi sao xinh đẹp đến, ông ta đặc biệt háo sắc, cứ ném cho ông ta vài cái nháy mắt đưa tình, ông ta sẽ không còn biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa, anh muốn ông ta đầu tư bao nhiêu tiền, ông ta sẽ đầu tư bấy nhiêu. Vương Chuẩn mừng rỡ, gật đầu liên tục tốt, tốt, chuyện này cứ để cho tôi lo. Trương Dương buông điện thoại xuống, không nhịn được cười, xem ra muốn người ta thật tình ra sức, phải điều động tính tích cực của người ta. Muốn điều động tính tích cực của người ta thì phải tung mồi nhử hợp lý ra. Trương Dương cũng không có ý lừa dối Vương Chuẩn, trên thực tế hắn quả thật cũng có quen biết một chùm điện ảnh và truyền hình, lúc trước gọi là Chu Vân Phàm, bây giờ là Ấn Độ A Tam Lạp Tư, Trương Dương gọi điện cho Chu Vân Phàm nói cũng rất đơn giản, Lạp Tư, biết Vương Chuẩn không? Biết, đạo diễn lớn của Hong Kong. Biết Lưu Đức Chín và Tịch Nhược Lâm không? Biết, đều là đại minh tinh đỉnh cấp cả, tôi thích xem hai người họ nhất. Trương Dương tung mồi nhử ra, cảm thấy đã có hiệu quả nhất định, liền hạ giọng nói, tháng 6 trung tuần này Phong Trạch mở hiệp hội kinh tế, có muốn tôi an bài cho gặp mặt không?
Chu Vân Phàm nói tốt, tôi cũng đang muốn đầu tư vào điện ảnh và truyền hình đây, nếu có thể kết bạn với bọn họ thì quá tốt, giúp tôi thu xếp đi ăn một bữa với Tịch tiểu thư đi, một bữa của cô ta bao nhiêu tiền? Trương Dương nói, tầm thường, con người của anh sao tầm thường quá vậy? Biết là anh có tiền, nhưng không cần phải khoe khoang như thế chứ. Chu Vân Phàm cười ha hả nói, mấy nữ nghệ sĩ bên Hong Kong đi ăn đều có bảng giá cả. Trương Dương cũng hiểu biết về hắn, biết Chu Vân Phàm là một con cáo giả, muốn lừa tiền từ trong tay hắn ta cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà trước tiên cứ dụ hắn đến phong trạch trước, rồi nói thêm một chút để hắn yên tâm đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, lần này hẳn sẽ vui đây. Chu Vân Phàm là nhân vật nơi nào chứ? Tuyệt đối là một con cáo già mọc lông đầy đuôi rồi, đến lúc đó để cho hai người bọn họ gặp mặt sẽ không biết là có pháo hoa lớn cỡ nào. Trương Đại Quan Nhân lần này rất coi trọng hội nghị kinh tế mùa hè này, lần này kêu gọi đầu tư kinh tế, quyên tiền cứu nạn, yêu cầu các mặt đều rất cao, hơn nữa thời gian cũng không dư giả, Trương Dương cũng không dám chủ quan, sau khi thương lượng vài lần với Thường Lăng Phong xong, liền xác định ngày 18 tháng 6 này chính thức khai mạc. Bây giờ mọi việc đều phải chú ý từng chút, không thể để đến lúc đó đột nhiên xảy ra chuyện trở tay không kịp. Trước đó Trương Dương đã đặc biệt tổ chức mời dự họp vài hội động viên, các ban ngành liên quan đều phải tham gia hết, nhưng mà trong cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống đã không đến vài cuộc họp, xem ra ông ta rất là không nể mặt, vì mỗi lần đi đều để cho phó cục trưởng Trình Diễm Đông đại biểu cho ông dự họp. Sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, Trương Dương giữ Trình Diễm Đông lại. Hắn có chút hờn giận nói, cục trưởng các người bận rộn nhiều việc lắm sao? Mấy lần họp rồi cũng không thấy ông ta đến, có ý gì? Trình Diễm Đông cười nói, thị trưởng Trương, việc này ngài không nên hỏi tôi, hẳn là trực tiếp đi hỏi ông ta đi. Ông ta bận cái gì cũng không nói cho chúng tôi biết, ông là cục trưởng, cục công an chúng tôi từ trên xuống dưới đều phải nghe lệnh của ông ấy, trong lời nói của Trình Diễm Đông rõ ràng mang theo oán khí. Trương Dương cười gật đầu, Diễm Đông. Chuyện của ông ta tôi không nói nữa, trật tự của hội nghị lần này giao cho các người, hội đàm kinh tế này tổ chức trong 3 ngày, quyết không cho phép có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định phải làm cho khách quý đến đây thấy được một phong trạch hài hòa yên ổn. Trình Diễm Đông tràn ngập tự tin nói, thị trưởng Trương yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao. Trương Dương nói, cũng không phải là nỗ lực hết mình, cần phải bảo đảm, tôi muốn bảo đảm 100%. Không được có vạn nhất. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương nói như vậy, làm tôi thấy áp lực rất lớn, nhưng mà áp lực càng lớn, tôi lại càng tận lực hoàn thành nhiệm vụ, không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Dương nở nụ cười, Trình Diễm Đông có bộ não rất là linh hoạt, tuyệt đối là một nhân tài có thể đào tạo. Trước khi Trình Diễm Đông đi tìm hắn nói chuyện riêng, thì hắn cũng đã đặc biệt tìm hiểu tư liệu của Trình Diễm Đông. Phát hiện ra Trình Diễm Đông không chỉ có bằng cấp đại học, năng lực hoàn thành công tác xuất sắc, mà ưu cần trọng hơn nữa là Trình Diễm Đông đã ý thức được Triệu Quốc Đống không phải là một lãnh đạo tốt, chỉ cần có trách nhiệm thì lúc nào cũng đẩy kẻ dưới ra trước. Vụ án cướp ở phong trạch lần trước nếu không phải là do Trương Dương hỗ trợ, thì Vinh Bằng Phi đã sớm truy cứu trách nhiệm về quy định ngày phá án rồi. Trương Dương nói, Diễm Đông, Triệu Cục trưởng các người có cái nhìn gì đối với tôi? Trong lòng Trình Diễm Đông nói biết rồi còn hỏi, nhưng hắn cũng không thể vạch trần Trương Dương được. Nên đành nói, công tác khác nhau nên cái nhìn khác nhau cũng là điều khó tránh khỏi. Trương Dương cười nói, anh đó, cái gì cũng chỉ nói nửa câu, tâm đề phòng quá nặng, không thành thật, không thành thật. Trình Diễm Đông vội vàng giải thích, nói thị trưởng Trương, tôi cũng không giấu ngài chuyện gì cả. Trương Dương mỉm cười sâu xa, uống một ngụm trà trên bàn, Diễm Đông à, lần trước chuyện của Phùng Thiên Du làm cho tôi rất là không hiểu, đám côn đồ đó rõ ràng là đã khai Mạnh Tiểu Binh ra. Vì sao lại đột nhiên đổi lời khai, lúc Phùng Thiên Du đến cục công an, có ai gây áp lực cho ông ta không? Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, thật ra chuyện này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Mạnh Tiểu Binh tìm đám côn đồ đó đánh Phùng Thiên Du là sự thật. Trong lòng Phùng Thiên Du cũng rõ ràng, nhưng mà ông ta không dám kiện, nghe nói Mạnh Tông Quý lén lút đi tìm Phùng Thiên Du, phỏng chừng đã cho ông ta không ít tiền, cho nên Phùng Thiên Du mới thay đổi lời khai. Còn chuyện đám côn đồ kia cũng đổi lời khai thì tôi không rõ ràng lắm, nên cũng không biết rõ là có ai gây áp lực cho chúng hay không. Chuyện này tôi không tham gia vào, cho nên tôi cũng không rõ ràng, thật ra chuyện này có kết quả như vậy là tốt rồi. Mạnh Tông Quý gọi mẹ của Bí Thư Trầm là mẹ nuôi, bà lão ấy luôn coi Mạnh Tiểu Binh là cháu nội, nếu Mạnh Tiểu Binh thật sự gặp chuyện không may, bà lão ấy cũng không có khả năng mặc kệ. Trương Dương thở dài nói, tôi hiểu rồi. Trình Diễm Đông cười nói, ngài đã sớm biết rồi,
mà vẫn còn muốn tôi nói ra. Trương Dương cười nói, anh cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thành thật một chút, con người của anh rất thông minh, cảnh giác quá nhiều, biết lúc trước vì sao cách mạng của chúng ta có thể đạt được thành công hay không. Trình Diễm Đông lắc đầu. Trương Dương nói, đó là bởi vì các đồng chí tin tưởng lẫn nhau, bất luận là hợp tác gì đều thành lập trên cơ sở tin tưởng, mất đi niềm tin, thì bất luận là làm chuyện gì cũng không có khả năng thành công, anh có tin tôi không? Trình Diễm Đông bị câu hỏi bất thình lình của Trương Đại Quan Nhân làm cho sửng sốt, hắn lập tức hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, tin. Trương Dương cười nói, tin tưởng tôi, không sai. Trình Diễm Đông lớn gan hỏi một câu, thị trưởng Trương, ngài tin tôi không? Không tin anh, vì sao tôi còn cần anh? Con người tôi từ trước đến giờ đều là dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, anh không tồi, tôi thấy cục trưởng cục công an Phong Trạch để anh làm là thích hợp nhất. Trương Đại Quan Nhân từ trước đến giờ đều nói chuyện không hề sợ người, lúc nói ra những lời này hắn cũng không thấy sao cả. Trình Diễm Đông nghe thấy câu đó liền hết hồn, cũng may bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nếu như để người ngoài nghe, truyền đến lỗ tai của Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống không coi hắn là kẻ thù mới lạ, chỉ là lời nói của Trương Dương cũng chính là mong muốn trong đáy lòng của hắn, câu dẫn ra hy vọng mà hắn đã che giấu rất lâu. Trình Diễm Đông ở dưới Triệu Quốc Đống, lúc nào cũng phải cảnh giác sau lưng. Cái tính đao to búa lớn của Triệu Quốc Đống làm cho hắn không quen nhìn, chỉ là Triệu Quốc Đống có anh rể là bí thư thị ủy. Nhớ đến Thẩm Khánh Hoa, nhiệt tình vừa mới dấy lên của Trình Diễm Đông liền bị dập tắt xuống, hắn thấp giọng nói, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là làm thật tốt công tác của mình. Trương Dương không nhịn được, nói, tào lao, sĩ binh không muốn làm nguyên soái khẳng định không phải là sĩ binh tốt, anh cứ giả vờ, từ trong ánh mắt của anh tôi có thể nhìn ra, anh có dã tâm. Chỉ là thích giấu giếm, con người không thể nhịn nhục mãi được. Cứ tiếp tục nhịn như vậy, thế nào cũng đau bụng. Trình Diễm Đông biết rõ Trương Dương đang mắng mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đây là khả năng ở chung của Trương Đại Quan Nhân, là nghệ thuật đối nhân xử thế của hắn. Hắn muốn kéo bộ mặt giả tạo của Trình Diễm Đông xuống, gờ muốn Trình Diễm Đông thẳng thắn đối mặt với bản thân mình. Trình Diễm Đông đang muốn nói, thì điện thoại của hắn vang lên. Lúc nghe xong điện thoại, Trình Diễm Đông có vẻ kích động. Nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, tôi đi trước, đã tìm được một nghi phạm của vụ cướp, tôi đi xem thử. Cẩn thận một chút. Hành động của Trình Diễm Đông đã đạt được thành công thật lớn, hắn bắt được Lâm Toàn Thuận, nghi phạm của toàn bộ vụ án, vốn tưởng rằng những kẻ này sau khi cướp xong sẽ bỏ trốn ra ngoài, nhưng thật không ngờ Lâm Toàn Thuận vẫn trốn trong hầm của nhà bà ngoại hắn, bình thường muốn ăn gì đều là do bà của hắn đi mua về. Lâm Toàn Thuận từng làm bảo vệ cho tiệm vàng, 3 tháng trước bị sa thải. Cũng là một trong những người bày ra vụ cướp này. Trình Diễm Đông bắt được Lâm Toàn Thuận, vụ án này rốt cục cũng có đường ra. Trình Diễm Đông bắt Lâm Toàn Thuận trở về cục công an thì đã là 2 giờ sáng rồi, hắn chuẩn bị thẩm vấn suốt đêm, thì cục trưởng Triệu Quốc Đống cũng lăn tăn chạy đến, chuyện lớn như vậy khẳng định cũng có người đã thông báo với ông ta, tuy rằng quá trình bắt giữ Trình Diễm Đông đã giữ bí mật nghiêm ngặt, nhưng vẫn bị ông ta chiếm được tin tức. Triệu Quốc Đống vừa nhìn thấy Trình Diễm Đông thì câu đầu tiên chính là, giao nghi phạm cho tôi, vụ án trọng đại, tôi muốn đích thân thẩm tra xử lý. Trình Diễm Đông từ trước đến giờ đều rất nghe lời nhưng biểu hiện lúc này lại là cường ngạnh chưa từng có, cục trưởng Triệu, vụ án cướp tiệm vàng này từ đầu đến giờ đều là tôi theo, tôi rất quen thuộc với tình huống bên trong, tôi tin tưởng tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Trình Diễm Đông, hệ thống công an chúng ta là kỷ luật quân đội. Phục tùng mệnh lệnh là tố chất của một người công an. Trình Diễm Đông nói, từ khi vụ án xảy ra, tôi đã bắt đầu theo vào, tôi nỗ lực nhiều tâm huyết như vậy chính là vì muốn bắt được đám cướp này. Bây giờ vụ án đã có lối ra, ông lại muốn tiếp nhận vụ án này, cục trưởng Triệu, tôi không rõ ý của ông là gì. Hoài nghi năng lực phá án của tôi. Nếu hoài nghi tôi, vì sao lúc đầu còn giao vụ án này cho tôi? Vì sao trong cuộc họp toàn cục lại nhấn mạnh nhiều lần là phải do tôi phụ trách vụ án này? Triệu Quốc Đống cả giận nói, Trình Diễm Đông, anh cần phải rõ ràng thân phận của mình, anh có tư cách gì mà nói với tôi như vậy? Cục Công an Phong Trạch chúng ta là đoàn thể tập thể, chứ không phải là một cá nhân hăng hái chiến đấu, bắt được Lâm Toàn Thuận không phải là công lao của một mình anh, mà là kết quả nỗ lực của toàn thể Công an Phong Trạch chúng ta, anh không thể hẹp hòi như vậy. Trình Diễm Đông hoàn toàn bị Triệu Quốc Đống chọc cho tức giận, lúc trước Triệu Quốc Đống giao vụ án này cho hắn, cũng bởi vì cấp trên tạo áp lực quá lớn. Vinh Bằng Phi ra lệnh quy định ngày phá án, nếu như không phá được án, Trình Diễm Đông hắn phải gánh chịu trách nhiệm, dựa theo lời nói của Vinh Bằng Phi, chính là dọn đồ đi đi.
nếu như không phải là do Trương Dương biện hộ với Vinh Bằng Phi, Trình Diễm Đông bây giờ đã bị miễn chức, bây giờ vụ án của hắn vừa mới có lối thoát, thì Triệu Quốc Đống lại lao đến giành, cái này nói rõ là giành công rồi, khi dễ người quá đáng. Nếu như là lúc trước thì Trình Diễm Đông cũng tức giận lớn như vậy, chỉ là ngày hôm nay nói chuyện với Trương Dương xong đã làm cho hắn ngộ ra cái gì đó. Quan hệ của Trương Dương và Vinh Bằng Phi hiển nhiên là không bình thường rồi, Trình Diễm Đông vài lần tiếp xúc với Trương Dương, đã nhìn ra rằng, Trương Dương cực kỳ khó chịu với Triệu Quốc Đống, từ chuyện lần trước của Phùng Thiên Du, Trương Dương đã muốn mượn cơ hội ra tay rồi, chỉ đáng tiếc là Phùng Thiên Du đổi lời khai lại, làm cho Trương Dương không cách nào tiếp tục. Trương Dương nói với hắn mấy lời kia chính là muốn hắn xác định lập trường của mình, sự nhẫn nại của Trình Diễm Đông đối với Triệu Quốc Đống nhiều năm qua rốt cục đã đến cực hạn, hắn không nhường một bước, nói cục trưởng Triệu, vụ án của tôi sẽ xử lý, không cần bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Khóe môi của Triệu Quốc Đống hơi run run lên, ông ta không ngờ rằng Trình Diễm Đông trước giờ luôn cúi đầu nghe lời mình lại dám công khai khiêu chiến quyền uy của mình. Triệu Quốc Đống giận dữ hét, anh hình như đã quên, trong tòa nhà này, trong hệ thống công an Phong Trạch này, ai mới có quyền nói những lời này. Ông liếc mắt khinh thường nhìn Trình Diễm Đông, anh làm tôi thất vọng rồi, từ giờ trở đi, anh không cần phụ trách vụ án này nữa. Trình Diễm Đông oán hận gật đầu, Triệu Quốc Đống nói không có gì sai, trong hệ thống công an Phong Trạch, Triệu Quốc Đống mới là người có quyền nói chuyện tuyệt đối. Trình Diễm Đông rất buồn phiền, dưới ánh mắt đồng tình của cả đám đồng nghiệp, rời khỏi tòa nhà cục công an. Đêm mùa hè, khô nóng, chỉ là trong lòng Trình Diễm Đông lại lạnh đến cực điểm, nhiều ngày cực khổ như vậy, rốt cục cũng tìm được nhân vật then chốt để phá án, chỉ là tất cả thành quả, trong nháy mắt lại bị người ta vô tình tước đoạt. Khưu Kim Trụ cũng chạy đến, chỉ là trong quá trình Trình Diễm Đông xảy ra xung đột với Triệu Quốc Đống, hắn đã thông minh lựa chọn lảng tránh, hắn rất đồng tình cho Trình Diễm Đông, hắn cũng có kinh nghiệm bi thảm như Triệu Quốc Đống. Lúc trước hắn phá được vụ án giết người liên hoàn, nhưng thành quả cuối cùng lại bị Triệu Quốc Đống giành lấy. Trình Diễm Đông nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đồng tình của Khưu Kim Trụ. Trình Diễm Đông cười tự giễu nói, anh cũng tới. Khưu Kim Trụ gật đầu chỉ vào xe của mình, Trình Diễm Đông cùng hắn lên xe xong, hai người lái xe ra khỏi cục công an, đi đến quảng trường nhân dân Phong Trạch, Khưu Kim Trụ dừng xe lại, hai người đi đến trung tâm quảng trường. Trình Diễm Đông móc gói thuốc lá ra, nhưng bởi vì tâm tình vẫn còn đang còn trong sự phẫn nộ cực độ, cho nên tay hắn vẫn run run. Khưu Kim Trụ giúp hắn châm điếu thuốc, rồi cũng rút cho mình một điếu, Diễm Đông, chấp nhận đi. Trình Diễm Đông lắc đầu nói, cướp giặc. Khưu Kim Trụ cười khổ nói, trong pháp luật không quy định giành công phải bỏ tù. Người ta là cục trưởng cục công an, phá vụ án, người ta có công chỉ huy, công lao to lớn, chúng ta. Ha ha. Bất quá chỉ là một đám lâu la thôi. Trình Diễm Đông nói, tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Khưu Kim Trụ bảo, vậy thì phải làm thế nào? Trình Diễm Đông do phẫn nộ mà đôi mắt đỏ rực lên, phun ra cái nhìn lạnh thấu xương. Vì nghênh tiếp cho hội đàm kinh tế mùa hè lần này, Bí thư Thị ủy Thẩm Khánh Hoa đặc biệt mời họp các thường ủy mở rộng, người dự họp lần này ngoại trừ các thường ủy ra, còn có các phó thị trưởng, cùng với người phụ trách các ban ngành tương quan. Thẩm Khánh Hoa đầu tiên là nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của hội đàm kinh tế lần này, sau đó liền khen thương phó thị trưởng Trương Dương đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, sau đó nói, các đồng chí, đóng cửa lại, chúng ta nói với nhau, hội đàm kinh tế lần này còn có một ý nghĩa khác, đó chính là thông qua cơ hội này, làm các giới xã hội chú ý coi trọng vào tình hình hạn hán ở Phong Trạch chúng GTA, mong rằng bọn họ có thể ra tay cứu tế, giúp đỡ Phong Trạch chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tình hình hạn hán năm nay càng lúc càng không có biện pháp. Chính phủ thị ủy chúng ta đã nghĩ ra mọi biện pháp ứng đối, nhưng mà không có hiệu quả rõ ràng, mấy lần làm mưa nhân tạo cũng không có tác dụng như dự đoán. Một tháng kế tiếp chính là thời kỳ then chốt trong công tác chống hạn của chúng ta, toàn thể lãnh đạo Phong Trạch chúng ta, cần phải động viên nhau, liên hợp các lực lượng xã hội, cùng với ông trời đánh một trận, giành chiến thắng trong trận đánh này. Mọi người bắt đầu vỗ tay. Thẩm Khánh Hoa chờ tiếng vỗ tay kết thúc, ánh mắt rơi lên trên mặt Tôn Đông Cường, đồng chí Đông Cường nói hai câu đi. Tôn Đông Cường ho khan hai tiếng theo thói quen, nói, lời nói của Bí thư Trầm làm tôi cảm thấy trọng trách trên vai, tình hình hạn hán ở Phong Trạch càng ngày càng nghiêm trọng trách mà tôi gánh vác cũng càng ngày càng trầm trọng, tôi nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng có suy nghĩ như tôi, ông dừng lại một chút, nhưng không có tiếng vỗ tay như ý muốn, ho khan xấu hổ một tiếng, nói tiếp, mấy ngày nay, tôi thấy Phong Trạch từ trên xuống dưới, mỗi một vị lãnh đạo,
mỗi một cán bộ đều đang nỗ lực không ngừng trong công tác chống hạn. Đều ra sức vì cuộc sống của nhân dân, tôi rất cảm động, cũng rất vui mừng. Thẩm Khánh Hoa càng ngày càng ghét cái bộ dạng làm trò của Tôn Đông Cường, ông cầm lấy tách trà lên uống một ngụm, lúc đặt tách trà xuống đế lót phát ra một tiếng động, làm Tôn Đông Cường không khỏi nao nao, mấy lời nói tốt tiếp theo đã bị Bí thư Trầm cắt đứt. Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Gia Niên nói, thị trưởng Tôn, nói vào điểm thực tế một chút đi. Một câu nói đã làm cho tất cả ánh mắt trong phòng tập trung lên người của ông, những lời này của Trần Gia Niên nghe sơ qua thì không có gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì lại tràn đầy vẻ khiêu khích và chế nhạo, ý của ông ta rất rõ ràng, Tôn Đông Cường ông đang nói lời giống tuếch gì thế hả? Tôn Đông Cường cảm thấy xấu hổ vì những lời của Trần Gia Niên, những người tham dự hội nghị đều chiếm được một tín hiệu, xem ra mâu thuẫn giữa thường vụ phó thị trưởng và thị trưởng mới tới đã bắt đầu nảy lửa rồi. Thẩm Khánh Hoa lúc này mới nói, có thể đồng chí Đông Cường chưa có chuẩn bị tốt, Gia Niên, anh nói trước về phương án sửa chữa đường ống nước trong nội thành Phong Trạch đi. Tất cả mọi người đều nghe ra, Thẩm Khánh Hoa vì Trần Gia Niên, mà công khai tước bỏ quyền nói của Tôn Đông Cường, vô luận là Tôn Đông Cường có nói lời giống tuếch cỡ nào đi nữa, thì xuất phát từ lễ phép, cũng phải để cho vị thị trưởng chính quy này nói hết lời đã, chỉ là Bí thư Trầm đã không cho ông ta mặt mũi. Đạp thẳng một cái lên mặt mũi của Tôn Đông Cường ngay trước mặt của mọi người. Khuôn mặt của Tôn Đông Cường đỏ bừng lên, ông bị bỏ rơi tại chỗ, tất cả mọi người đều thấy được trò cười của ông. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên thì không có chút ý tứ khiêm nhường nào cả, ông mỉm cười nói, nếu thị trưởng Tôn chưa chuẩn bị tốt, vậy thì tôi nói trước một chút. Làm cho Tôn Đông Cường càng khó xử hơn là, phó thị trưởng Kim Lỗi cố ý mở đầu vỗ tay, ông ta vừa vỗ tay, những người khác đều vỗ tay theo. Trong đó có nhiều người cố ý gây phiền phức, Tôn Đông Cường chỉ cảm thấy tiếng vỗ tay này, giống như là những cái tát tay đánh vào mặt ông, cái này không phải là mất mặt nữa, mà căn bản là giống như đánh hội đồng vậy. Biểu tình trên mặt ông quái dị đến cực điểm, xấu hổ đến cực điểm. Oán niệm của Trần Gia Niên đối với Tôn Đông Cường đã kết từ lâu rồi, ông vẫn luôn cho rằng mình được đưa lên làm thị trưởng Phong Trạch là chuyện đương nhiên, nhưng sự xuất hiện đột nhiên của Tôn Đông Cường đã làm cho nguyện vọng của ông tan nát. Mà Tôn Đông Cường bởi vì có mâu thuẫn với Trương Dương, cho nên bị liên lụy vào trong, khiến cho Trần Gia Niên càng khinh bỉ nhân phẩm của con người này hơn. Ngày hôm nay Trần Gia Niên có can đảm làm khó dễ Tôn Đông Cường trước mặt Tôn Đông Cường, nguyên nhân chân chính cũng là có Thẩm Khánh Hoa làm chỗ dựa. Thẩm Khánh Hoa vẫn cho rằng Tôn Đông Cường dựa vào quan hệ với Triệu Dương Lâm mới leo lên chức thị trưởng này, lúc đầu ông có thái độ không quan tâm đến Tôn Đông Cường cho lắm. Nhưng mà lúc ông xem được tin tức phỏng vấn về Tôn Đông Cường khi đường ống nước bị vỡ, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, ý thức được cần phải cho Tôn Đông Cường một bài học, cho ông ta biết người nói chuyện thật sự tại Phong Trạch là ai. Trương Dương nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của Tôn Đông Cường, trong lòng không khỏi thầm vui vẻ, con chim non trước khi đủ lông đủ cánh, quả nhiên không thể nào bay trong mưa bão được. Thẩm Khánh Hoa sinh sống tại Phong Trạch nhiều năm như vậy, muốn cướp một ít quyền lực từ trong tay ông ta, rất khó. Tôn Đông Cường tuy rằng không thể đoạt quyền, nhưng giành danh tiếng cũng là sai, đáng thương nhất là Tôn Đông Cường đến bây giờ cũng không rõ ràng vì sao Thẩm Khánh Hoa lại công khai làm khó xử mình. Trong sự kiện ngày hôm nay, Trương Đại Quan Nhân có công lớn nhất. Tiếng vỗ tay qua đi, Trần Gia Niên nói, tôi nói về chuyện sửa chữa đường ống nước trong nội thành Phong Trạch, hai ngày trước đã xảy ra sự kiện vỡ đường ống nước của nhà máy nước khu Đông Phong Trạch, đã cho chúng ta một cảnh báo nghiêm trọng, đường ống nước và đường đi trong nội thành. Từ thời cải cách đến giờ, đều đã trở nên cũ kỹ và cần phải sửa chữa thay thế, may vá và bổ khuyết, biểu hiện cho thấy đây là một loại tiết kiệm, chỉ là chúng ta đã quên mất một điều rằng, tài chính dùng để bảo vệ thị chính nhiều năm qua. Cùng với tổn thất do vỡ đường ống nước tạo thành, đã vượt xa phí dụng xây dựng lại, theo thời đại phát triển, nhân khẩu tăng trưởng, yêu cầu đối với cơ sở vật chất địa phương cũng tăng lên, lấy riêng chuyện cung cấp nước uống mà nói thôi, nhà máy nước khu Đông cung cấp cho chúng ta đã tăng lên gấp 3 lần rồi. Cái này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là mà việc cứu cấp nước của chúng ta đã phải chịu đựng áp lực gấp 3 lần, cho nên phát sinh ra sự cố vỡ đường ống nước cũng không phải là ngẫu nhiên. Trần Gia Niên dừng lại một chút, nói, khi xảy ra sự kiện vỡ đường ống nước, chúng ta đã tiến hành thay đổi toàn bộ đường ống nước trên đường Phú Quốc, bởi vì đường Phú Quốc là con đường giao thông quan trọng, chịu đựng áp lực giao thông rất lớn, thay đổi đường ống nước, đồng thời sẽ điều chỉnh và trùng tu đồng bộ nguyên cả con đường Phú Quốc. Số tiền này đi ra từ lượng tài chính khẩn trương của tỉnh. Sang nay đường đi trong nội thành Phong Trạch và đường ống nước sẽ tiến hành cải tạo phân khu phân vùng, cố gắng đạt đến trong vòng 3 năm cải tạo hoàn tất tất cả đường ống nước và đường đi trong nội thành. Tôi tin rằng,
dưới sự lãnh đạo chính xác của Bí thư Trầm, dưới sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chúng ta, dưới sự ủng hộ của toàn thể dân chúng Phong Trạch, có thể mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, đặt ra một trụ sở kiên cố cho Phong Trạch trong con đường bước lên thời đại mới. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, cảm giác của Tôn Đông Cường ngày hôm nay thật sự là giống như ngồi trên đống lửa, ngồi trên đống than, ông ý thức được mình đã trở thành một câu chuyện cười, cái cảm giác này khiến cho ông ta phẫn nộ, làm cho ông khó xử. Thẩm Khánh Hoa lại nói, Trương Dương, cậu cũng nói một chút về tình huống của công tác chuẩn bị hội đàm kinh tế đi. Trương Dương cười nói, tôi đây xin nói đơn giản một chút, hội đàm kinh tế lần này, trong tỉnh cũng dành ra sự quan tâm tương đương, sơ bộ định ra, lúc khai mạc hội đàm thì thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ đồng chí sẽ đại biểu cho lãnh đạo đến tham gia, bây giờ xác định xí nghiệp bản địa tham gia đã có 138 nhà, còn khách đến đây thì vẫn đang tiến hành công tác thống kê, trong đó có những người khách và đại biểu đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Và một số nhà đầu tư bên Ma Cao cũng sẽ tham gia hội đàm lần này. Lần diễn xuất khai mạc lúc này đang diễn tập khẩn trương, đạo diễn là do đạo diễn lớn Vương Chuẩn ở Hong Kong đảm nhiệm, tiết mục cụ thể do đài truyền hình Phong Trạch, đài truyền hình Giang Thành và tổ đạo diễn cùng thương lượng. Đến lúc đó, đài kinh tế Bình Hải, đài truyền hình Giang Thành, đài truyền hình Phong Trạch sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, chúng ta ở hiện trường sẽ cung cấp đường dây nóng trực tiếp, do ngành dân chính, Hội chữ thập đỏ Trung Hoa, Tổng hội Từ Thiện Trung Hoa tiến hành giám sát toàn bộ quá trình quyên tiền cứu tế lần này. Thẩm Khánh Hoa gật đầu thỏa mãn nói, tốt, ông là một người nghiêm túc, bình thường không phát biểu linh tinh, có thể làm cho ông ta nói ra được chữ tốt này đúng là rất khó. Thẩm Khánh Hoa nói, hội đàm kinh tế lần này cực kỳ quan trọng đối với Phong Trạch, tôi mong tất cả mọi người cần phải tận lực phối hợp với công tác của Trương Dương, sáng tạo điều kiện thuận lợi cho hội đàm lần này, không thể đùn đẩy trách nhiệm, cần phải chủ động tham dự công tác. Sau khi cuộc họp chấm dứt, Thẩm Khánh Hoa giữ Trương Dương ở lại, hỏi hắn là công tác chuẩn bị có đúng là có vấn đề gì không, Trương Dương cũng trả lời rất trực tiếp và đơn giản, tôi rất không hài lòng đối với bộ phận công an, mấy lần họp chuẩn bị đồng chí Triệu Quốc Đống đều không đến tham gia, trật tự của hội đàm cũng là một vấn đề tương đối quan trọng, đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện với ông ấy một lần, Bí thư Trầm, lần này khách đến rất đông, tôi không hy vọng là trong mảng an toàn này sẽ không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Trương Dương đi rồi, Thẩm Khánh Hoa gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống, mắng tới tấp một trận, Triệu Quốc Đống bị mắng xong cũng rõ ràng mình vì sao bị mắng, thì ra là Trương Dương tố giác tội trạng, Triệu Quốc Đống kêu khổ không thôi, anh rể, em cũng không phải là không coi trọng, mà gần đây em bận điều tra vụ án cướp vàng ở Phong Trạch, mỗi lần hắn họp chuẩn bị, em đều phái Phó Cục trưởng Trình Diễm Đông đi tham dự. Thẩm Khánh Hoa nghiêm khắc nói, tôi mặc kệ cậu và hắn có gì không hài lòng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất ở Phong Trạch chính là hội đàm kinh tế, cậu cũng cần phải có đủ coi trọng, phải bảo đảm ổn định trật tự tại hiện trường, bảo đảm an toàn cho khách không bị xâm phạm gì, nếu như trong mảng công tác của cậu mà có bất luận vấn đề gì, tôi đều hỏi tội cậu. Bị anh rể mắng cho một trận, ý nghĩ trong đầu Triệu Quốc Đống cũng trở nên tỉnh táo một ít, trước đó ông ta quả thật không coi hội đàm kinh tế lần này ra gì cả, ông cho rằng hội đàm kinh tế sẽ làm màn biểu diễn cá nhân của Trương Dương. Là thằng nhãi này tìm cơ hội để làm ra chiến tích cho mình, muốn dương danh lập vạn tại Phong Trạch, trong lòng Triệu Quốc Đống cũng không muốn có quan hệ gì đến chuyện này, mẹ nó, dựa vào cái gì mà tao phải lót đường cho mày. Chỉ là sau khi bị Thẩm Khánh Hoa mắng gới trông, trong lòng ông ta mới chợt ngộ ra, chuyện lần này anh rể rất coi trọng, từ trên xuống dưới Phong Trạch đều rất coi trọng, thái độ của ông lại tiêu cực, nếu thật sự xảy ra chuyện trong lãnh vực trị an, thì Trương Dương khẳng định sẽ ném đá xuống giếng. Anh rể tuy rằng che chở, có thể bỏ qua truy cứu trách nhiệm, nhưng có đôi khi, không thể để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như lần này hội đàm kinh tế thành công, cũng có một phần công lao của ông, tuy rằng công lao chủ yếu vẫn là của Trương Dương. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Triệu Quốc Đống liền chủ động đi đến tòa thị chính, đón tiếp Trương Dương. Cái này là vì chặn mồm của Trương Dương lại, bây giờ tôi chủ động đến cửa viếng thăm, sau này cậu cũng không thể nói là tôi không có trách nhiệm, không hỗ trợ công tác cho cậu. Lúc Triệu Quốc Đống đi đến phòng làm việc của Trương Dương đang muốn ra ngoài. Triệu Quốc Đống liền đón đường, cười nói, thị trưởng Trương, ngài muốn ra ngoài. Trương Dương gật đầu nói, chuẩn bị đến đài truyền hình nhìn xem tình huống bố trí của buổi diễn khai mạc chính thức. Ông tìm tôi có việc gì? Hai ngày trước bận vụ án cướp tiệm vàng, không có thời gian nhiều, ngày hôm nay mới bớt thời gian đến xem, muốn nhìn xem thị trưởng Trương có phân phó gì. Trương Dương cười thản nhiên. Nói, không có phân phó gì cả,
có chuyện gì tôi đều đã nói với Trình Diễm Đông hết rồi, ông không phải đã giao chuyện duy trì trật tự cho Trình Diễm Đông rồi sao? Thế nào, muốn tự lực tự làm à? Triệu Quốc Đống nghe ra trong giọng nói của Trương Dương có hàm nghĩa châm chọc, cười cười nói, hội đàm kinh tế đối với Phong Trạch quan trọng như vậy, làm cục trưởng công an, tôi phải toàn lực phối hợp với công tác của thị trưởng Trương. Tốt, tôi tin tưởng năng lực công tác của ông, hội đàm kinh tế lần này, cần phải bảo đảm an toàn cho khách, không được để xảy ra sơ suất, tôi mong cục trưởng Triệu có thể nói được làm được, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, tôi sẽ truy cứu ông. Sắc mặt Triệu Quốc Đống có chút nhục nhã. Lời nói của Trương Dương có tính chỉ trích rất mạnh, hắn nói với mình rằng, nếu trong phạm vi quản lý của mình xảy ra chuyện, hắn sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Triệu Quốc Đống bắt đầu rút lui có trật tự, trên đời này không ai có thể bảo đảm rằng 100% không xảy ra chuyện, mình đem công tác duy trì trật tự này giao cho Trình Diễm Đông, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể đuổi thằng nhãi này luôn. Triệu Quốc Đống sau khi chào Trương Dương, chuẩn bị đi đến chỗ anh rể Thẩm Khánh Hoa nói chuyện một chút, thuận tiện giải thích hiểu lầm. Chỉ là lúc đi đến tòa thị ủy, gặp phải bí thư ủy ban kỷ luật Triệu Kim Phân. Triệu Kim Phân là chị họ Phương xa của ông, hai nhà vẫn qua lại với nhau. Triệu Quốc Đống thân thiết kêu một tiếng chị, Triệu Kim Phân gật đầu, trên mặt không có nhiều vẻ cười, mà nhẹ giọng nói, chú về chưa? Trong nhà chị có việc gấp, chú tiễn chị về đi. Triệu Quốc Đống nao nao, bây giờ đang là giờ đi làm, mà bà chị họ của ông bình thường rất cẩn thận, được gọi là thiết nương tử của Phong Trạch, trong phương diện điều lệ kỷ luật đều rất cứng nhắc. Ngày hôm nay có chút khác thường, ông đoán được chị họ khẳng định là có việc. Vì thế bỏ ý định đi đến phòng làm việc của anh rể trong đầu, mỉm cười nói em tiễn chị. Xe cảnh sát của Triệu Quốc Đống vừa rời khỏi cửa lớn của tòa thị chính, Triệu Kim Phân cắn môi, biểu tình trên mặt không lộ ra một chút thoải mái nào, nhỏ giọng xuống nói Tạ Đức Tiêu trong lần cạnh tranh xây dựng tòa nhà làm việc của Cục Công an có sử dụng thủ đoạn bất chính nào không? Trong lòng Triệu Quốc Đống run lên, tay cầm lái bị lệch. Làm cho chiếc xe trong nháy mắt đi ra khỏi đường, cũng may là Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng khống chế xe lại tốt, sự khẩn trương của ông cũng bị Triệu Kim Phân nhìn thấy trong mắt. Triệu Quốc Đống lái xe đến bờ sông Trường Thuật hôm nay bởi vì đã bị khô hạn trường kỳ, cho nên đứng trên bờ sông, có thể thấy được lòng sông đầy vết khô nứt, trong sông còn có một ít hố nước, trong những hố nước này có thể tùy ý thấy được những con cá chết nằm phơi bụng lên. Triệu Kim Phân nhìn lòng sông khô nứt. Thấp giọng nói, có người báo cáo chú thu tiền trong lúc xây dựng tòa nhà làm việc của Cục Công an, nói Tạ Đức Tiêu lợi dụng thủ đoạn bất chính mới thu được công trình, chị vừa thu được tin báo, có lý do tin tưởng, người này cũng có khả năng đồng thời báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật Giang Thành, nếu như Ủy ban Kỷ luật Giang Thành thật sự nhận được tin này, thì chúng ta nhất định phải tiến hành điều tra Tạ Đức Tiêu. Triệu Quốc Đống móc một gói thuốc trong túi ra, châm một điếu, Triệu Kim Phân nhíu mày, xuống xe. Triệu Quốc Đống hút liên tiếp vài điếu thuốc. Thấp giọng nói, yên tâm đi, em không sao. Triệu Kim Phân nói, thật sự không sao mới tốt, Tạ Đức Tiêu có thể nói lung tung không? Sở dĩ Triệu Kim Phân khẩn trương như vậy, bởi vì công trình mà Tạ Đức Tiêu nhận không chỉ có tòa nhà Cục Công an, mà còn có tòa nhà dạy học của Phong Trạch Nhất Trung và ký túc xá của công nhân viên chức, mà hai công trình này, chính là do chồng của bà, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường hỗ trợ liên hệ, tin tức trong đó Triệu Kim Phân rất rõ ràng, tuy rằng lần kiện cáo này không liên quan đến Lưu Cường. Nhưng nếu Tạ Đức Tiêu bị chính thức điều tra, thì như vậy khó bảo đảm hắn ta sẽ nói cái gì ra. Triệu Quốc Đống có nhận hối lộ hay không thì Triệu Kim Phân không biết, chỉ là bà cũng hiểu Triệu Quốc Đống, bà cho rằng Triệu Quốc Đống trong quá trình xây dựng tòa nhà ấy, cũng không sạch sẽ. Triệu Quốc Đống ổn định lại tâm tình, chị ơi, miệng của Tạ Đức Tiêu rất kín, chị yên tâm. Lúc ông nói những lời này cũng lặng lẽ quan sát biểu tình của Triệu Kim Phân, Triệu Quốc Đống là một cảnh sát. Ông biết Triệu Kim Phân sẽ không vô duyên vô cớ đem chuyện này đi nói với mình, nếu chỉ là họ hàng bà con xa, thì cũng không đủ để trở thành lý do khiến cho bà làm trái với kỷ luật. Triệu Quốc Đống nghĩ rằng Lưu Cường nhất định có giao dịch với Tạ Đức Tiêu, nếu Tạ Đức Tiêu gặp chuyện không may, thì người liên lụy không chỉ có một mình. Triệu Kim Phân rất bất mãn với những lời này của Triệu Quốc Đống, nhíu mày nói, Quốc Đống, chỉ có lòng tốt nhắc nhở chú, chị cũng chỉ có thể nói đến tình trạng này mà thôi. Vô luận là có chuyện hay không, thì bản thân chú cũng cẩn thận một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu, cảm ơn chị yên tâm đi, em sẽ tìm hắn ta nói chuyện. Triệu Kim Phân thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại nói, chuyện chị nói với em, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết. Triệu Quốc Đống nói, em không nhớ là đã gặp mặt chị. Tạ Đức Tiêu đứng trên phòng làm việc vừa mới thuê ở tầng 12 của tòa nhà Dương Quang, hắn đứng sát cửa sổ.
từ chỗ này có thể thấy được toàn cảnh Phong Trạch, thành phố Phong Trạch quả thật rất nhỏ, sinh ý của hắn cũng không phát triển lắm, Tạ Đức Tiêu có hùng tâm vạn trượng, cho rằng có một ngày, mình sẽ từ cái thành phố nhỏ bé này đi ra ngoài, hướng đến Giang Thành, đi đến Bình Hải, trong lúc hắn đang mơ giấc mộng đẹp, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Alo, từ lúc phát tài đến giờ, giọng nói tiếp điện thoại của Tạ Đức Tiêu cũng đặc biệt to. Một âm thanh trầm thấp vang lên, Tạ Đức Tiêu, nhìn xuống bãi đỗ xe đi. Tạ Đức Tiêu ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, đã thấy một chiếc cảnh sát dừng trong bãi đỗ xe, cục trưởng công an Triệu Quốc Đống đẩy cửa bước xuống, đi cùng ông ta còn có hai gã cảnh sát. Có người kiện với Ủy ban Kỷ luật chuyện Triệu Quốc Đống nhận hối lộ, ông ta sẽ đối phó anh. Tạ Đức Tiêu nghe đến đó, mặt liền tái lại, anh là ai? Đừng quản tôi là ai, nếu còn muốn mạng sống, thì mau rời đi. Vì sao tôi phải chạy trốn? Tôi không phạm pháp. Giọng nói âm trầm vẫn tiếp tục vang lên, anh không phạm pháp, tốt, coi như tôi nhiều chuyện, anh chờ gặp Triệu Quốc Đống nói chuyện đi. Tạ Đức Tiêu thấy Triệu Quốc Đống đã đi vào tòa nhà, hắn vội vã chạy ra ngoài cửa, hạ giọng nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào. Trước tiên rời khỏi đây, đừng để cho Triệu Quốc Đống tìm được anh. Nhớ kỹ, đi thang bộ, không được đi thang máy. Nhanh! Tạ Đức Tiêu cầm điện thoại phóng vào lối thoát hiểm, vừa đi vào trong, lập tức chạy vội vàng dọc theo cầu thang xuống dưới. Triệu Quốc Đống đi đến trước cửa công ty của Tạ Đức Tiêu, nghe nói Tạ Đức Tiêu vừa rời đi, nhất thời cảm thấy không đúng, ông ta nhìn vào bên trong phòng giám đốc thấy cửa đang mở, bước đi qua, thư ký vội vàng ngăn cản lại, xin lỗi, ông không thể tùy tiện vào trong phòng giám đốc của chúng tôi. Triệu Quốc Đống đẩy người thư ký ra, bước lại phía cửa sổ, nhìn thấy Tạ Đức Tiêu chạy ra khỏi tòa nhà, leo lên một chiếc Santana màu đen. Triệu Quốc Đống nghiến răng nói, mẹ kiếp, ông lớn tiếng quát, bắt hắn về cho tôi. Tạ Đức Tiêu vừa mở cửa xe định tiến vào thì giọng nam trong điện thoại lại vang lên nhắc nhở, bánh xe bể rồi. Tạ Đức Tiêu cúi đầu xuống nhìn, liền thấy hai bánh sau đã bị xì hơi từ lúc nào, không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, một chiếc xe màu đỏ từ bên trong phóng ra, lên xe. Tạ Đức Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa xe ra chui vào, người lái xe đội nón lưỡi chai, mang kính râm và khẩu trang lớn, hắn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, phóng nhanh về phía trước. Triệu Quốc Đống đuổi ra khỏi tòa nhà Dương Quang, thì chiếc xe màu đỏ kia đã biến mất không thấy đâu, tức giận đến nổi dậm chân tại chỗ, ông thật sự không ngờ được, Tạ Đức Tiêu làm sao mà biết tin sớm như vậy, có thể bỏ trốn trước khi mình đến. Chiếc xe màu đỏ chạy ra nội thành Phong Trạch, Tạ Đức Tiêu nhìn về phía sau một chút, xác định xe cảnh sát của Triệu Quốc Đống không có đuổi theo, lúc này mới hoàn hồn lại lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhìn người thần bí đang lái xe. Bỗng nhiên rút một con dao nhỏ gọt trái cây tùy thân để lên cổ đối phương, hét lớn, dừng xe lại. Người đàn ông kia cười cười, thong thả dừng xe lại. Tinh thần của Tạ Đức Tiêu đang cực kỳ khẩn trương, hắn lớn tiếng nói, anh là ai? Anh là ai? Người đàn ông kia cởi khẩu trang và kính râm xuống, Tạ Đức Tiêu mở to hai mắt của mình ra, người đàn ông trước mắt lại chính là Phó Cục trưởng Cục Công an Trình Diễm Đông. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Tạ Đức Tiêu. Hắn run giọng nói, Cục trưởng Trình. Anh, các người muốn làm gì? Ý nghĩ đầu yên sinh ra trong đầu hắn ta lúc này chính là Triệu Quốc Đống và Trình Diễm Đông là người cùng chung một phe, xem ra mình vẫn không thể chạy trốn khỏi mai phục của bọn họ. Trình Diễm Đông nhìn con dao một chút, buông dao ra. Tạ Đức Tiêu liền thu dao trở lại. Trình Diễm Đông nói, có người báo với Ủy ban Kỷ luật Phong Trạch là anh trong quá trình đấu thầu nhận thi công công trình tòa nhà Cục Công an đã đút lót cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhận được tin xong, liền muốn ra tay với anh. Tạ Đức Tiêu dùng sức lắc đầu, không có, tôi là người làm ăn chân chính, tôi không có làm chuyện đút lót. Sắc mặt của Trình Diễm Đông liền phát lạnh, xuống xe. Tạ Đức Tiêu nghe hắn nói như vậy, ngược lại không dám xuống xe Cục trưởng Trình. Tôi có ý tốt giúp anh, mà anh lại không nói thật, anh bây giờ xuống xe ngay cho tôi, anh đã không đút lót, vậy anh còn chạy cái gì? Anh sợ cái gì? Anh đi tìm Triệu Quốc Đống, giải thích ngay mặt với ông ta đi. Tạ Đức Tiêu bị Trình Diễm Đông trấn trụ lại, hắn chột dạ, hắn nào dám đi tìm Triệu Quốc Đống, biểu tình trên mặt cực kỳ hoảng hốt, nhanh chóng biến thành vẻ tội nghiệp đáng thương, Cục trưởng Trình. Tôi, anh giúp tôi với. Trình Diễm Đông thở dài nói, thái độ làm người của Triệu Quốc Đống tôi rất rõ ràng, nếu như để ông ta tìm được anh, thì vì giữ cái bí mật này, rốt cục sẽ làm thế nào? Tạ Đức Tiêu hít sâu một hơi lạnh. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, Cục trưởng Trình, tôi đi, tôi sẽ bỏ đi xa,
không ai tìm được tôi, chuyện này sẽ kết thúc đúng không? Trình Diễm Đông nói, anh có thể tránh được một lúc, có thể tránh được cả đời không? Sự nghiệp mà anh cực khổ gây dựng, người nhà của anh, tất cả đều sẽ biến mất sạch sẽ, sau này anh cũng không bao giờ được để ý, mặc kệ bọn họ sao. Tạ Đức Tiêu ảo não túm lấy tóc của mình nói, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Trình Diễm Đông nói, tôi cho anh một đề nghị, anh chỉ có một con đường, đó là tự thú, đem những gì anh biết nói ra hoàn toàn. Tạ Đức Tiêu kinh khủng nói, cục trưởng Trình, nếu tôi làm như vậy, Triệu Quốc Đống sẽ không tha cho tôi. Trình Diễm Đông cười lạnh nói, tốt lắm, có chuyện gì thì một mình anh gánh chịu đi, tốt nhất là nên đi kiếm quần mặc đi, sợ rằng cả đời này của anh cũng không ra được. Tạ Đức Tiêu bị Trình Diễm Đông hù làm cho hoang mang lo sợ, cục trưởng Trình, anh giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Trình Diễm Đông nói, tôi muốn giúp anh, chỉ là chuyện này tôi không giúp anh được. Nghe được những lời này của Trình Diễm Đông, Tạ Đức Tiêu liền không thể che giấu được sự thất vọng trên mặt. Trình Diễm Đông liền đổi giọng nói, có một người có thể giúp anh, thị trưởng Trương. Thị trưởng Trương. Trình Diễm Đông gật đầu, thị trưởng Trương luôn không hài lòng về hành vi biết pháp mà phạm pháp của Triệu Quốc Đống, nhưng mà ngài ấy không nắm giữ được chứng cứ rõ ràng, nếu anh có thể cung cấp chứng cứ, thì như vậy tất cả đều dễ làm rồi. Tạ Đức Tiêu không phải là kẻ ngu si, hắn biết nếu hắn đem chuyện hắn hối lộ cho Triệu Quốc Đống nói ra, thì không chỉ là Triệu Quốc Đống gặp xui, mà bản thân hắn cũng không may theo, hắn thấp giọng nói tôi có thể cung cấp chứng cứ gì. Trình Diễm Đông nói, Tạ Đức Tiêu, tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh, nhưng nếu như anh vẫn tiếp tục giữ thái độ này, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục giúp anh. Trình Diễm Đông đưa Tạ Đức Tiêu đến một nhà xưởng cũ bỏ hoang ở khu Đông Phong Trạch, thân tín của hắn là Lương Cường phụ trách ở đây canh giữ Tạ Đức Tiêu. Trình Diễm Đông khi giao Tạ Đức Tiêu cho Lương Cường có nhấn mạnh rằng, anh chỉ có 24 giờ, vượt qua khoảng thời gian này, anh muốn đi thì đi thật xa cho tôi, nhưng an toàn của người nhà anh, không còn liên quan cái gì đến tôi cả. Phòng diễn tập của đài truyền hình Phong Trạch rất là cũ nát, bên trong không có điều hòa, thông gió thì cực kém, thời gian giữa trưa nóng như một cái lồng hấp vậy. Lúc Trương Dương đến chỗ diễn tập này, đã đặc biệt dặn dò thư ký Phó Trường Trinh đi mua xỉ vài hộp kem đá và đồ uống lạnh, để an ủi các diễn viên. Lúc đi vào phòng diễn, tổng đạo diễn Vương Chuẩn đang ngồi bên cạnh quạt điện, trong tay cầm khăn mặt lau mồ hôi liên tục, mặc dù là vậy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì cả, vì cái áo thun của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Đạo diễn bộ phận văn nghệ đến từ đài truyền hình Giang Thành, chủ nhiệm bộ phận văn nghệ đài truyền hình Phong Trạch, trưởng đài truyền hình Phong Trạch Lương Diễm cũng có mặt, tất cả mọi người đều chịu nhiệt không nổi, Vương Chuẩn đế Phong Trạch căn bản không nghĩ đến tình trạng gian khổ ở nơi đây, ông có một cảm giác giống như Trương Dương lừa một phen vậy. Thấy Trương Dương cười tủm tỉm đi lửng thửng vào trong, Vương Chuẩn rốt cục cũng thở phào một hơi. Gã vội vàng đứng dậy, đi đón Trương Dương, thị trưởng Trương à, cậu cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Từ biểu tình của Vương Chuẩn, Trương Dương đã nhìn ra được đối phương đang oán hận mình đến cực điểm rồi, hắn cười ha hả, thân thiết cầm bàn tay mập ú của Vương Chuẩn, nói cực khổ rồi. Phong Trạch không thể so với Hong Kong, điều kiện gian khổ không ít. Vương Chuẩn nói, đâu chỉ là gian khổ, nóng còn chưa nói, mà ở đây còn đầy muỗi nữa, máu của tôi sắp bị hút khô rồi. Trương Dương nhìn cái phòng diễn tập này, hoàn cảnh quả thật rất tệ, hắn liền hỏi trưởng đài truyền hình Lương Diễm, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại tập ở đây? Địa điểm diễn xuất chính thức của chúng ta là sân thể dục nhân dân Phong Trạch Hàm, bên kia hẳn là mát mẻ hơn một chút chứ? Lương Diễm cười khổ nói, bên kia ngay cả mái che cũng không có, mặt trời phơi thẳng đầu, điều kiện càng kém hơn. Vương Chuẩn nói, cái chức tổng đạo diễn này tôi không làm được, cậu đi tìm người khác đi. Trương Dương nhắc nhở gã, mỏ tiền. Vương Chuẩn nhớ đến nhà đầu tư vào điện ảnh và truyền hình Ấn Độ kia, liền mạnh mẽ nuốt cục tức này vào, tiếp tục nhẫn nhịn. Muốn thu được đầu tư, cần phải nỗ lực, sở dĩ Vương Chuẩn có thể kiên nhẫn như vậy, chủ yếu là căn cứ theo sự tán thành về năng lực của Trương Dương, vì lúc trước Trương Dương trên cơ bản là không làm gã thất vọng. Lương Diễm nhìn thấy Trương Dương đến, tạm thời tuyên bố mọi người nghỉ ngơi, rồi cùng Vương Chuẩn và Trương Dương đi đến phòng họp nhỏ. Trong phòng họp này khá lạnh, Vương Chuẩn vừa tiếp vào liền hắt xì mấy hơi liên tiếp, Trương Dương tốt bụng nhắc nhở, anh chú ý thích ứng một chút, đừng để bị cảm. Vương Chuẩn nói, bị cảm mới tốt, đúng lúc có thể bỏ trọng trách này xuống. Trương Dương nói, anh bỏ rồi tôi làm sao bây giờ? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy,
anh không thể bỏ mặc tôi như thế được. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống ghế trong phòng. Lương Diễm đem tiết mục chuẩn bị trước cho Trương Dương nhìn một chút, cô ta trước giờ chưa từng làm một chương trình nào lớn như vậy, chỉ là phần danh sách diễn viên thôi cũng đã làm cho cô nhìn không kịp rồi. Bên phía Hồng Kông có Lưu Đức Chính, Tịch Nhược Lâm, bên phía Bắc Kinh còn có 7-8 diễn viên nổi danh trong nước, tất cả đều là tai to mặt lớn cả, Phong Trạch cho đến bây giờ cũng chưa từng đón tiếp những ngôi sao lớn như vậy đến. Trong lòng Lương Diễm rất để ý, vì cô không thể nào xác định được là nhóm người này có đến hay không, có chút thấp thỏm hỏi, thị trưởng Trương, những ngôi sao này đều có thể đến sao? Trương Dương tràn đầy tự tin nói, khẳng định đến, chị đừng quan tâm làm gì, làm tốt công tác tiếp đãi là được. Lương Diễm nói, không cần luyện tập sao? Trương Dương cười nói, đều là diễn viên chuyên nghiệp cả, luyện tập cái gì? Những diễn viên này 17 tháng 6 sẽ đến Phong Trạch, tất cả đều thu xếp nghỉ tại khách sạn Bạch Lộ, 18 tháng 6 sẽ diễn, người ta đã đến, còn cần gì nhiều phiền phức như vậy? Vương Chuẩn nói, điều kiện nghỉ chân nhất định phải an bài tốt một chút. Trương Dương hỏi ngược lại, khách sạn Bạch Lộ không tốt sao? Vương Chuẩn gật đầu nói, cũng được. Thị trưởng Trương, lần diễn xuất này thật sự có chút gấp gáp. Trương Dương cười nói, như vậy mới có thể biểu hiện ra tài năng của anh. Lương Diễm nói, diễn viên múa mở màn còn chưa tới. Cô ta nói đến Hà Hâm Nhan. Trương Dương nói, đã nói chị đừng quan tâm mà, chỉ cần kêu bạn nhảy luyện tập tốt, Hà tiểu thư tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Vương Chuẩn cười hắc hắc một tiếng, gã cũng có hiểu biết về quan hệ của Hà Hâm Nhan và Trương Dương. Gật đầu nói, thị trưởng Trương nói không thành vấn đề là không thành vấn đề. Trương Dương nhìn thời gian biểu diễn, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào phẫn nộ, Lương Diễm cuống quýt đứng dậy nhìn, không đợi cô đi ra đến cửa, thì chủ nhiệm văn phòng giáo dục Dương Tư Mẫn đã đẩy cửa đi vào, vẻ mặt của Dương Tư Mẫn có chút kích động, giận dữ hỏi, không phải đã nói là bài hát cuối cùng để cho tôi hát sao? Tại sao lại thay đổi người? Cô ta nói xong mới chú ý đến Trương Dương cũng có mặt ở bên trong. Có chút ngượng ngùng cười cười, thị trưởng Trương đến rồi à? Trương Dương gật đầu. Lương Diễm giải thích, ca sĩ Mao Văn Anh đến, trải qua thảo luận của tổ đạo diễn chúng tôi, bài hát cuối cùng để cho nàng hát, ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Dương Tư Mẫn tỏ vẻ không đúng, nói, Mao Văn Anh người ta là ca sĩ nổi tiếng, người ta làm sao có khả năng đến cái thành phố nhỏ bé này chứ? Trương Dương nói, chủ nhiệm Dương, cô vừa là ca sĩ vừa là cán bộ quốc gia. Mong rằng cô có thể chiếu cố toàn cục nhiều hơn, không nên vì nguyên nhân cá nhân, mà ảnh hưởng đến hiệu quả diễn xuất chỉnh thể. Dương Tư Mẫn bị Trương Dương răn dậy trước mặt mọi người, mặt không khỏi nóng dần lên, lúc trước cô ở Phong Trạch cũng là nhân vật số một, phàm là những buổi diễn cô tham gia trên cơ bản đều xoay quanh cô cả, nhưng lần này thì không giống, lúc đầu cô cũng không tin, vì cái lịch diễn cô cũng đã xem qua, không ai có thể tin được rằng Phong Trạch có thể mời đến nhiều ngôi sao như vậy, vô luận là cô tin hay không. Thì diễn tập cũng chính thức bắt đầu rồi, Dương Tư Mẫn sở dĩ đi tìm Lương Diễm lý luận, nguyên nhân cũng là vì cảm thấy mất mát. Trên sân khấu Phong Trạch cô chưa từng bị người ta bỏ qua như vậy bao giờ cả. Dương Tư Mẫn tuy rằng bình thường kiêu ngạo thành thói, nhưng cô cũng không dám chống đối Trương Dương. Trương Dương là lãnh đạo quản lý của cô, từ sau khi Trương Dương đến Phong Trạch xong, hệ thống giáo dục thay đổi thế nào cô cũng tận mắt nhìn thấy. Vương Chuẩn nói nhỏ bên tai của Trương Dương, điều kiện của Dương Tư Mẫn này cũng không tồi, ngực rất lớn. Trương Dương nghe gã nói xong, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Dương Tư Mẫn đi rồi, Trương Dương tìm hiểu một chút về tiến độ diễn tập của người ở đây, lại hỏi thăm xem có khó khăn nào tồn tại hay không. Biểu hiện của Trương Đại Quan Nhân rất là thân dân, cho đến khi Trương Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vương Chuẩn cũng không nhịn được nữa, tiễn hắn ra ngoài xong, thấp giọng hỏi, thị trưởng Trương. Tôi và cậu cũng quen biết nhiều năm rồi, chúng ta là bạn tốt đúng không? Trương Dương nói, đương nhiên, anh đang nói nhảm à. Cậu gọi đây là biểu diễn cứu nạn thiên tai sao? Trương Dương cười nói, hai chủ đề, chiêu thương và cứu nạn thiên tai. Vương Chuẩn nói, tiết mục tôi bố trí cho cậu, người tôi mời đến cho cậu, chỉ là mỏ tiền đầu tư vào điện ảnh đâu. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, nhất định đến, hắn nghe nói Tịch Nhược Lâm đến. Liền kích động đến đi tắm sạch sẽ luôn, được rồi, anh an bài một chút đi, người ta muốn mời Tịch tiểu thư đi ăn. Vương Chuẩn nói, thị trưởng Trương, sao tôi càng nghe càng không hiểu vậy? Trong lòng cậu rốt cục đang dự định gì? Trương Dương cười nói, nếu không hiểu thì đừng hỏi cũng đừng suy nghĩ lung tung, lần hội đàm kinh tế này, anh chỉ cần làm tốt đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật thôi,
còn cái người Ấn Độ kia tôi phụ trách an bài, nhất định sẽ thúc đẩy hai người hợp tác với nhau. Vương Chuẩn còn muốn nói cái gì đó, thì đã thấy một chiếc xe cảnh sát đứng cách đó không xa, Phó Cục trưởng Công an Trình Diễm Đông mở cửa xe đi về hướng Trương Dương, vẻ mặt trịnh trọng nói, thị trưởng Trương, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài. Trương Dương gật đầu, lên xe cảnh sát của Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông nói, Triệu Quốc Đống muốn đối phó với Tạ Đức Tiêu. Trương Dương nao nao, hắn cũng không biết rốt cục đã xảy ra cái gì, nhìn Trình Diễm Đông một cái, Diễm Đông, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, trong quá trình xây dựng tòa nhà cục cảnh sát của chúng tôi đã tồn tại hành vi phạm pháp, có người đã báo với tôi rằng, nhà kiến trúc Tạ Đức Tiêu đã đút lót cho Triệu Quốc Đống, mới có thể giành được chiến thắng trong vụ đấu thầu đó. Người này báo với tôi, đồng thời còn báo cho Ủy ban Kỷ luật huyện và thành phố nữa. Trương Dương cũng không hỏi rốt cục là ai đã báo, kiên trì nghe Trình Diễm Đông tiếp tục nói phần sau. Trình Diễm Đông nói tiếp, tòa nhà dạy học của Phong Trạch Nhất Trung cũng là do Tạ Đức Tiêu xây dựng, trong đó người hỗ trợ chính là Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường và Cục trưởng Công an Triệu Quốc Đống. Tôi hoài nghi Tạ Đức Tiêu cũng dùng phương pháp tương tự để lấy được quyền xây dựng tòa nhà này. Nói cách khác, Lưu Cường, Triệu Quốc Đống đều có quan hệ tương đối mật thiết về phương diện lợi ích. Mà vợ của Lưu Cường, Triệu Kim Phân, lại là bí thư ủy ban kỷ luật, bà ta vừa nhận được tin báo xong, rất có khả năng sẽ đem chuyện này tiết lộ sớm cho Triệu Quốc Đống, để cho ông ta có chuẩn bị. Trương Dương nói, phân tích của anh rất có đạo lý. Trình Diễm Đông lại nói, cho nên tôi đã phái người theo dõi Cục trưởng Triệu, ngày hôm nay ông ta sau khi gặp mặt bí thư Triệu xong, liền lập tức đi đến công ty của Tạ Đức Tiêu tìm người. Lông mi của Trương Dương khẽ động, Tạ Đức Tiêu thế nào? Trình Diễm Đông thấp giọng nói, tôi đã sớm thông báo cho Tạ Đức Tiêu bỏ trốn, tôi dám khẳng định trong tay của Tạ Đức Tiêu nhất định có ghi chép về hối lộ và đút lót. Trương Dương bình tĩnh nói, nếu đã sớm biết chuyện này, vì sao không đề cập báo cáo cho tôi biết? Trình Diễm Đông nói, không có chứng cứ, cho nên không dám nói. Trương Dương hỏi ngược lại, bây giờ anh có chứng cứ? Trình Diễm Đông nói, Triệu Kim Phân sau khi nhận được tin báo xong liền đi gặp mặt Triệu Quốc Đống, mà Triệu Quốc Đống lập tức đi tìm Tạ Đức Tiêu, từ tình huống hiện nay của Tạ Đức Tiêu mà xem, hắn ta rất sợ, sợ Triệu Quốc Đống gây bất lợi cho hắn. Trương Dương cười cười, con người của Trình Diễm Đông quả nhiên lợi hại, làm ra một loạt chuyện như vậy mà không hề có một chút tiếng gió nào cả, Trương Dương có thể khẳng định là... Vụ báo tin lên Ủy ban Kỷ luật là do Trình Diễm Đông bày ra, dụng ý chân chính của hắn chính là muốn gây nhiễu loạn trận tuyến của Triệu Kim Phân. Triệu Kim Phân làm trái với điều lệ của Ủy ban Kỷ luật đi nói chuyện này cho Triệu Quốc Đống biết, Triệu Quốc Đống có thật giật mình, cho nên mới đi tìm Tạ Đức Tiêu. Chỉ là Trương Dương cũng rõ ràng, lần này Trình Diễm Đông làm liên lụy tuyệt đối không chỉ có một mình Triệu Quốc Đống. Đó là một bố cục cực kỳ đẹp, Tạ Đức Tiêu biến mất làm cho Triệu Quốc Đống điên loạn lên. Chỉ cần Tạ Đức Tiêu đứng ra tố cáo Triệu Quốc Đống, thì có thể thuận lợi lôi Triệu Quốc Đống xuống ngựa. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu có nguyện ý đứng ra làm chứng tố cáo Triệu Quốc Đống không? Trình Diễm Đông lắc đầu, hắn ta đang suy nghĩ. Nếu như hắn không nói, thì sự nỗ lực của anh sẽ thành uổng phí. Trình Diễm Đông nói, tôi và Triệu Quốc Đống làm việc chung nhiều năm rồi, tính tình của người này tôi rất hiểu, không tìm được Tạ Đức Tiêu, ông ta nhất định sẽ ra tay ở phương diện khác. Trương Dương nao nao, anh nói là. Trình Diễm Đông nói, Tạ Đức Tiêu có một người em gái, Triệu Quốc Đống tất nhiên sẽ phái người đi tìm cô ta. Nói như vậy, Tạ Quân Sước chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Trình Diễm Đông tràn ngập tự tin nói, sẽ không đâu, tôi đã thông báo cho đội trưởng Khâu, nhờ anh ta bảo đảm an toàn cho Tạ Quân Sước rồi. Trong lập trường đối phó với Triệu Quốc Đống, hắn đã thành lập sự ăn ý với Khưu Kim Trụ rồi. Trương Dương lại một lần nữa nhìn kỹ Trình Diễm Đông trước mắt, con người này còn lợi hại hơn trong dự đoán của mình, từ việc báo cáo đến theo dõi, toàn bộ kế hoạch đều chu đáo và chặt chẽ không gì sánh được, hơn nữa trong quá trình lần này hắn cũng không tiết lộ tin tức ra, cho đến khi kế hoạch của hắn gần thành công, thì lúc này mới đem ra kể cho mình biết, người này tuyệt đối là một nhân tài hiếm có. Trương Dương lại nói, anh dùng cái gì mà biết Triệu Quốc Đống nhất định có vấn đề về kinh tế? Trình Diễm Đông nói, đừng quên, tôi rất hiểu ông ta. Thật ra, Trình Diễm Đông muốn nói một câu là, đa số cán bộ đều không có khả năng thanh sạch, chỉ cần tra, hầu như đều có chuyện cả. Trương Dương nhắm mắt lại, đem manh mối sự kiện sắp xếp lại một lần, thấp giọng nói, thật ra chuyện này hẳn là để cho thị cục đứng ra tốt hơn. Thị cục trong lời nói của Trương Dương không phải là cục cảnh sát Phong Trạch, mà là cục ở Giang Thành,
kế hoạch của Trình Diễm Đông dù có chặt chẽ, Triệu Quốc Đống dù thật sự vì chuyện này mà rơi ngựa, thì bọn họ cũng không thích hợp để lộ mặt, vì bản thân Thẩm Khánh Hoa là bí thư thị ủy Phong Trạch, sẽ không thờ ơ với chuyện này, Triệu Quốc Đống dù sao cũng là em vợ của ông ta mà. Trình Diễm Đông nói, ý của thị trưởng Trương là. Trương Dương nói, chỉ cần Tạ Đức Tiêu chịu khai thật, tôi có thể để cho cấp trên đứng ra giải quyết việc này. Trình Diễm Đông gật đầu, lúc này điện thoại của hắn vang lên, là Khưu Kim Trụ gọi đến, Khưu Kim Trụ vội vã nói, không tốt, tôi đến chậm một bước, Tạ Quân Xước đã bị Trịnh Ba bắt đi rồi. Trình Diễm Đông ảo não đấm lên tay lái một đấm, lớn tiếng nói, theo hắn, đừng để cho hắn phát hiện. Tôi lập tức đến ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 385.